Trang diện kia, sao mà hùng vĩ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dù sao vẻ ngoài khác biệt, cho nên hướng trên đỉnh đầu kiếm hải, cũng là nhan sắc hình thái khác nhau. Giống nhau là, mỗi một chiếc đều rất phong mang. Nếu như không nhìn hiện tại đế hoàng chúng sinh hệ thống tu luyện, chỉ nhìn thức thần đạo kiếp, thì triển vạn kiếm thần niệm, chủ yếu sẽ sinh ra hai cái biến hóa. Đệ nhất, kỷ nguyên thần kiếm thức thần phân liệt, thành thần niệm tiểu kiếm, mỗi một chiếc thần niệm tiểu kiếm, tương đương với lý thiên mệnh tai mắt mũi miệng. Loại này trạng thái đặc thù thức thần, có thể rời đi lý thiên mệnh bên người, ở tại trưởng khống dưới, bay qua 10.000 dặm. Để lý thiên mệnh nhìn đến, nghe được xa xôi chỗ phát sinh sự tình. Thậm chí, giết người tại ngoài vạn dặm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chỉ có một cái đạo kiếp, có thể nghĩ uy lực của nó. Thứ hai, thường ngày chiến đấu, vạn kiếm thần niệm trạng thái thập phương kỷ nguyên thần kiếm, quần thể lực sát thương mạnh hơn, chém giết vạn người sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng, như là cường giả đơn đấu quyết đấu, đương nhiên vẫn là thập phương kỷ nguyên thần kiếm bản thể càng mạnh. Nói ngắn gọn, vạn kiếm thần niệm là thập phương kỷ nguyên thần kiếm trạng thái biến hóa. Theo đơn thể chuyển thành quần sát. Nhưng đây không phải căn bản, chánh thức kinh khủng là, tương đương với lý thiên mệnh địa hồn thức thần, có thể rời đi thân thể, hóa thành hắn vô số ánh mắt. Trước mắt mà nói, tối thiểu có thể bao trùm viêm hoàng đại lục 1/3 khu vực. Ý tứ cũng là, người trong nhà, ngoài vạn dặm, thần niệm giết người. Giờ phút này, trên đỉnh đầu thần niệm tiểu kiếm, thành tựu vòng xoáy kiếm hải, điên cuồng gào thét. Lý thiên mệnh chỉ có thể nói, cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạo kiếp, mặc kệ chính mình chưa tới tu luyện tới trình độ nào, đều nhất định cần dùng đến. Ta càng giống là viêm hoàng trong truyền thuyết, mọi người trong suy tưởng cái chủng loại kia thần. Thủ hộ thiên hạ, thần hóa ức vạn. Thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, cái này thần minh, giống hay không thần niệm của ta. Nói trắng ra là, vạn kiếm thần niệm là thức thần trạng thái chuyển biến cùng tầm mắt mở rộng. Nhưng là, làm lý thiên mệnh, trở lại viêm hoàng đại lục, làm hôm nay thiên hạ tộc nhân, tại dưới sự phẫn nộ, đem chúng sinh lực lượng, thông qua chúng sinh tuyến, hội tụ ở trên người hắn thời điểm. Cái này, vạn kiếm thần niệm, đạo kiếp, đã định trước phát sinh không thể tưởng tượng thuế biến. Cái kia chính là, lý thiên mệnh lựa chọn đem đại bộ phận chúng sinh tụ đến lực lượng, tràn vào, vạn kiếm thần niệm, bên trong. Mỗi một chiếc thần niệm tiểu kiếm, đều có nhất định gánh chịu chi lực. Nằm trong loại trạng thái này, thần niệm tiểu kiếm tiêu hao rất lớn, có thể lý thiên mệnh bây giờ căn bản không sợ tiêu hao. Những thứ này thần niệm tiểu kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một chiếc, đều hội tụ tối thiểu mấy chục triệu chúng sinh lực lượng. Giết! Lý thiên mệnh thử một cái, dùng một thanh thần niệm tiểu kiếm, chạy như bay ra ngoài, xuyên thấu ngoài trăm dặm nham thạch. Mặc kệ là chạy như bay, công kích, đều có sức mạnh rất lớn tiêu hao. Chỉ khi nào sử dụng hết, bọn họ có thể trở về kiếp vòng, bổ sung lực lượng. Lý thiên mệnh hiện tại thứ không thiếu nhất, cũng là lực lượng. Đinh đinh đinh! Giờ khắc này, cái kia hơn vạn thần niệm tiểu kiếm, ở tại trên đỉnh đầu rung động. Lý thiên mệnh vốn đang coi là, chính mình tuy nhiên có thể nhìn đến nguyệt thần tộc, nhưng còn muốn nguyên một đám giết đi qua. Có thể đã thức tỉnh cái này thức thần đạo kiếp về sau, hết thảy biến đến càng đơn giản hơn. Đây là, trời trợ giúp ta viêm hoàng, chu sát cường địch. Lại hoặc là, đây là ta thiên mệnh hoàng hướng khí vận. Giờ khắc này, toàn bộ viêm hoàng đại lục, dường như đều có nhiệt khí tại bốc lên. Cái kia là sinh mệnh lực lượng. Nguyệt thần tộc, hy hoàng, ác giả ác báo. Đã trời cũng giúp ta, vậy liền không cùng các ngươi khách khí. Hắn ngẩng đầu, đem đông hoàng kiếm cắm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Ba con mắt đều không nhìn thấy hình ảnh, thế nhưng là mệnh hồn của hắn, lại trở lên trời thị giác, đang nhìn toàn bộ thế giới. Mệnh hồn, trưởng khống địa hồn, trưởng khống thức thần, trưởng khống vạn kiếm thần niệm. Vạn kiếm thần niệm, tựa như là mệnh hồn xúc tu. Lý thiên mệnh có hơn vạn cái góc độ, đang nhìn toàn bộ thế giới. Cái này không coi vào đâu, dù sao hắn thông qua chúng sinh tuyến, còn có thể nhìn đến vô số tộc nhân thị giác. 80.000 nguyệt thần tộc. Lý thiên mệnh khóa chặt bọn họ. Hắn thần niệm tiểu kiếm, chẳng những có chúng sinh chi lực, càng có lý thiên mệnh chính mình thất diệu thiên thức thần lực lượng. Chết đi. Hùng vĩ một màn, phát sinh. Lý thiên mệnh thông qua chúng sinh tuyến, khóa chặt 80.000 nguyệt thần tộc vị trí. Một khắc này, hơn vạn đem thần niệm tiểu kiếm, hướng về bốn phương tám hướng, lộn xộn bay ra ngoài.
Đây là cường hóa giống như thần niệm tiểu kiếm, mỗi một chiếc đều có vô số chúng sinh trèo chống. Lý Thiên Mệnh đem chúng sinh lực lượng, toàn bộ dẫn nhập thần đọc tiểu kiếm bên trong. Một trận chói lọi phản sát, bắt đầu. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, cái kia 80.000 nguyệt thần tộc, nguyên bản như trong rừng mãnh hổ, chỗ đến, dân chúng lầm than. Bọn họ còn không có tiếp vào rút lui tin tức, liền tiếp theo tùy tiện làm càn. Dù sao, đây là Hy Hoàng ý chỉ. Trên tay người nào, không có dính qua huyết tinh. Bọn họ lan truyền thiên hạ, là hoành hành bá đạo, không người có thể chế trụ u ác tính. Huy Nguyệt Viêm, cùng Huy Nguyệt Tiêu, chính là trong đó hai người. Bọn họ cùng Huy Nguyệt Dục, cùng đi Viêm Hoàng, bất quá chiến đấu trên đường lạc đường. Nhớ ngày đó, ba người bọn hắn tại Huy Nguyệt Thành Nguyệt Thần Điện trước, vây công Lý Thiên Mệnh, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, từ đó lòng sinh tức giận, giận chó đánh mèo đến Viêm Hoàng nhân tộc phía trên. Thú vị a, lần này lữ trình, Huy Nguyệt Viêm vỗ tay cười nói. Nơi này cảnh sắc thực là không tồi, nhưng, cũng liền cảnh sắc không tệ, phương diện khác, thật sự là vô cùng thê thảm. Huy Nguyệt Tiêu nói. Nông thôn, đều như vậy. Huy Nguyệt Viêm nói. Lời nói chúng ta muốn giết tới khi nào a? Đều ngán, tất cả đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Huy Nguyệt Tiêu nói. Các loại bệ ra thông báo đi, ngươi sẽ không phải lương tâm phát hiện. Bắt đầu không đành lòng a. Xin nhờ, người đều làm thịt nhiều như vậy cái, vẫn chưa rõ sao. Mặc dù mọi người dài đến đều như thế, cũng có thiên địa người tam hồn, nhưng nơi này mệnh, thật không thể tính toán nhân mạng. Huy Nguyệt Viêm nói. Chớ nói nhảm, ta giết đến không ít hơn ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán thôi. Huy Nguyệt Tiêu nói. Nghĩ đến cái kia Lý Thiên Mệnh, ngay tại chúng ta trước mặt bệ hạ, khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy liền không tẻ nhạt. Huy Nguyệt Viêm nói. Người nào a đây là, quá bành trướng, bị chúng ta bệ hạ, chơi đến xít sao. Huy Nguyệt Tiêu nói. Lười nhắc sách hắn, cũng không biết Huy Nguyệt Dục tên kia, đi nơi nào. Ta đoán chừng hắn không ít giết. Hai người trò chuyện đến nơi này, chợt phát hiện phía trước sơn dã trong huyệt động, vậy mà cất giấu một đám người. Ha ha, không tán gẫu nữa, săn giết thời khắc. Ta thiên nhân trảm nhiệm vụ. Còn xa xa không hoàn thành đây. Ti tiện bẩn thỉu chủng tộc, ha ha. Hai người lấn đè đi lên, xuất hiện tại cửa động, nguyệt thần tộc thân phận, hết sức rõ ràng. Quy củ cũ, trước quỳ xuống dập đầu đi, Huy Nguyệt Viêm nói. Hắn mặt mỉm cười, nhìn lấy trong huyệt động những người kia, dương dương tự đắc. Bên cạnh Huy Nguyệt Tiêu, cũng là như thế. Thế nhưng là lần này, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn đến chính là, huyệt động kia bên trong mười mấy người, trong mắt không sợ hãi chút nào. Ánh mắt của bọn hắn nóng rực mà lạnh lùng, tức giận toàn bộ viết đến trên mặt. Các ngươi chết chắc, bọn họ từng chuyện mà nói. Bọn này sợ choáng váng. Huy Nguyệt Tiêu nghi hoặc hỏi. Quá kém, Huy Nguyệt Viêm tiếc hận nói. Các ngươi tuyệt đối sẽ chết, bọn họ lại tiếp tục nói. Nhàm chán. Huy Nguyệt Viêm khẽ vươn tay, chuẩn bị làm thịt những thứ này sinh tử kiếp cảnh ra hỏa. Đúng vào lúc này, sau lưng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện, hết thảy có mười mấy thanh kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Đây là cái gì? Thét lên vừa phát ra, vừa dứt lời, cái kia mười mấy thanh kiếm toàn bộ giết tới. Chết! Cái kia thần niệm tiểu kiếm bên trong, lại có Lý Thiên Mệnh thanh âm. Huy Nguyệt Viêm cùng Huy Nguyệt Tiêu, hoàn toàn bị dọa. Bọn họ vừa mới đạp thiên đệ nhất giai. Tại tất cả nguyệt thần tộc trước mặt, thực lực tính toán kém nhất, lại đụng tới mười mấy thanh thần niệm tiểu kiếm. Xuất thủ. Hai người cùng một chỗ, dẫn xuất thức thần, phong lâm sát, cùng, như viêm ma. Thế nhưng là, cái kia bao hàm mấy trăm triệu chúng sinh phẫn nộ lực lượng thần niệm tiểu kiếm, đều có kinh khủng lực xuyên thấu, tại bọn họ thức thần mới xuất hiện thời điểm, liền bị trực tiếp xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Mười mấy thanh thần niệm tiểu kiếm, theo hai người này trên thân thể, xuyên thủng qua đi. Ây! Bọn họ trừng to mắt, tại chỗ trọng thương. Đương đương đương! Thần niệm tiểu kiếm công kích phía dưới, tứ chi của bọn hắn, toàn bộ bị chém đứt. A! Bọn họ lăn trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ sắc mặt trắng bệch, thê lương rú thảm. Đã mất đi hai chân hai tay, bọn họ chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Mấu chốt là, cái kia thần niệm tiểu kiếm. Chẳng những toàn bộ phế bỏ kiếp nạn của bọn hắn vòng, càng là xuyên thủng hắn ngũ tạng lục phủ cùng xương sống.
Bọn họ hoàn toàn trọng thương, hấp hối. Muốn đứng lên cũng khó khăn, chớ nói chi là lại giết người. Tại bọn họ thê thảm ánh mắt bên trong, cái kia thần niệm tiểu kiếm bay mất. Bọn họ khóc ròng ròng. Không có việc gì, chúng ta không chết, không có việc gì. Tay chân đều có thể tiếp, Huy Nguyệt Tiêu an ủi. Lời mặc dù nói như vậy, động lòng người đều nhanh choáng váng. Bọn họ căn bản không hiểu, xảy ra chuyện gì. Tại bọn họ còn tại may mắn lúc chưa chết, bọn họ chợt phát hiện, 10 cái sinh tử kiếp cảnh viêm hoàng nhân tộc, vô cùng lạnh lùng xuất hiện tại bọn hắn bên người. Thậm chí có người, nhặt lên bọn họ trật tự thần binh. Các ngươi bọn này con rán, cút cho ta, nếu không làm chết các ngươi. Huy Nguyệt Viêm ngoài mạnh trong yếu nói. Trong đám người, có một cái lão giả, hắn dẫn theo Huy Nguyệt Viêm binh khí, nói. Đem bọn hắn, một chút xíu, cắt thành toái phiến, nuôi chó. Bọn họ sinh mệnh lực rất mạnh, hẳn là sẽ không chết. Cần phải có thể kiên trì đến, bọn họ 80.000 Nguyệt thần tộc, toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ mang theo hết thảy bảo bối, đều sẽ thuộc về chúng ta Viêm Hoàng. Huy Nguyệt Viêm cùng Huy Nguyệt Tiêu, triệt để cứng ngắc lại. Sau đó, huyệt động này bên ngoài, vang lên bọn họ kêu thảm. Cái này, mới thật sự là chuộc tội. Từ hôm nay trở đi, cằn cỗi 100 vạn năm Viêm Hoàng đại lục, tối thiểu muốn xuất hiện 8 vạn trở lên trật tự thần binh. Huy Nguyệt Tiêu cùng Huy Nguyệt Viêm cái chết, chỉ là Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, Nguyệt thần tộc một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Mỗi một tháng thần tộc, cơ hồ đều phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Cái thế giới này, giống như có một cái ở khắp mọi nơi thần. Hắn để cái này toàn bộ đại lục, tạo thành một cái chỉnh thể. Bọn họ đụng phải mỗi người, đều đối với hắn có vô cùng lòng tin cùng niềm tin. Cái này khiến bọn họ không lại hoảng sợ, bọn họ thậm chí phẫn nộ, hoàn thủ. Bọn họ có một loại ảo giác. Hiện tại bắt đầu, không còn là đi săn, mà chính là bọn họ tiến bẫy dập, bị thu gặt. Vạn kiếm thần niệm, không ngừng tại toàn bộ Viêm Hoàng đại lục chuyển di, lấy tốc độ khủng khiếp, xé rách không khí lao vút. Cái này cần một cái đáng sợ mệnh hồn, mới có thể trưởng khống hết thảy, khiến giết chóc ngay ngắn trật tự. Nguyệt Chi thần cảnh muốn tập kết 300.000 thượng thần, tối thiểu đến gần nửa ngày. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều thời gian, đem những thứ này Nguyệt thần tộc, chu giết sạch. Đụng tới ngũ huyền thiên trở lên cao thủ, Lý Thiên Mệnh tự mình động thủ. Tam nguyên thiên hai bên, nhiều lắm là mấy chục thanh thần niệm tiểu kiếm cùng một chỗ giết. Đạp thiên đệ nhất giai, mấy cái thần niệm tiểu kiếm là đủ rồi. Hiện tại mỗi một chiếc thần niệm tiểu kiếm uy lực, đều hội tụ chúng sinh chi lực. Cái này đã sớm vượt qua Lý Thiên Mệnh cực hạn. Có thể nói, liền xem như Hy Hoàng xuống tới, đụng tới hiện tại vạn kiếm thần niệm, nàng đều chỉ có chạy về Nguyệt Chi thần cảnh phân. Viêm Hoàng đại lục, tương đương với trở thành Lý Thiên Mệnh trật tự chi đỉnh. Vô số chúng sinh chi lực, không ngừng thông qua chúng sinh tuyến vào tới, những thứ này tức giận lực lượng dẫn bạo lấy Lý Thiên Mệnh, để hắn không thể không mau chóng hướng thần niệm tiểu kiếm chuyển di, nếu không chính mình cũng nhịn không được. Vạn kiếm thần niệm chạy như bay thiên hạ, một đường bạo sát. Phốc phốc phốc, nguyên một đám Nguyệt thần tộc, tại khó có thể tin trong ánh mắt, bị Lý Thiên Mệnh xé rách. Lý Thiên Mệnh phương thức xử lý, cơ bản đều cùng Huy Nguyệt Viêm Huy Nguyệt Tiêu như thế. Hắn không có tự mình giết chết, mà chính là để bọn hắn sắp gặp tử vong, để các tộc nhân của hắn, chính mình báo thù. Sau đó, một cái kia cái không ai bị nổi thượng thần, thấp hèn hơi run rẩy lấy, bị trong mắt bọn họ con rán, làm nhục đến chết. Không ai là vô tội, bởi vì bọn hắn đều động thủ. Đến đều tới, làm sao lại vội vã rời đi đây? Nói thế nào, đều phải lưu lại một chút ít lễ đúng hay không? Chúng ta muốn không nhiều, đem mệnh lưu lại là được. Đây là phản sát thời khắc. Trời ở trên bay múa thần niệm tiểu kiếm, đó là Nguyệt thần tộc ác mộng. Bọn họ quá mức phân tán, muốn lẫn nhau trợ giúp đều không có cách nào. Đây là Lý Thiên Mệnh địa bàn. Chỉ cần bọn họ đi ra đả thương người, Lý Thiên Mệnh liền có thể để mắt tới bọn họ. Hỗn độn thần đế nói, đây chính là giới thần. Có lẽ, ta chỉ là sơ cấp nhất giới thần. Ta chỉ có một cái, đối thiên địa vũ trụ tới nói, vô cùng nhỏ bé hạt bụi thế giới. Nhưng là, ở chỗ này, ta cùng tộc nhân cùng một chỗ, thì là có thể, sáng tạo kỳ tích. Sát cơ của hắn, theo vạn kiếm thần niệm. Cùng một chỗ tàn phá bừa bãi bạo sát. Đế hoàng thần ý nứt toác thời điểm, mỗi một cái vong hồn chết đi, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, bọn họ bất đắc dĩ cùng thống khổ.
Nguyệt thần tộc không chỉ là giết người, bọn họ còn trà đạp tôn nghiêm. Bọn họ cao cao tại thượng, lấy vui cười khuôn mặt, đi giết người sự tình. Bọn họ không có bất kỳ cái gì, giám sát giả, trách nhiệm, ngược lại đem nơi này, xem như bọn họ lò sát sinh. Chúng sinh, vạn dân, cùng ta một đạo, ước vạn anh linh, làm việc cho ta. Hiện tại, đến phiên chúng ta Viêm Hoàng, làm thịt giết các ngươi Nguyệt thần tộc. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời. Mỗi người đều biết, chính mình đây là đang làm gì. Bọn họ chứng kiến chân chính thần. Cho dù là một đứa con nít, không có thiện ý, đều có thể tại thời khắc này, cảm nhận được Lý Thiên Mệnh tồn tại. Thời khắc này Viêm Hoàng Đại Lục, tựa như là một tòa đốt cháy lò luyện. Nắp đỉnh đã phong bế. Những cái kia Nguyệt thần tộc, liền như là bị nước ấm nấu ếch xanh. Giữa bọn họ với nhau, hoàn toàn không cách nào giao lưu. Rất nhiều người cũng chỉ là coi là, chính mình bất hạnh đụng phải Lý Thiên Mệnh. Nhưng lại không biết, hắn tất cả tộc nhân, ngay tại nguyên một đám chết thảm. Vô số thượng thần kêu thảm, vang vọng đất trời. Nhóm người này bên trong cường giả, đại bộ phận chết tại trật tự chi đỉnh bên trong, bây giờ còn lại cường giả so tỷ lệ rất thấp. Lý Thiên Mệnh tự thân xuất mã số lần, không có chút nào nhiều. Trọn vẹn hai canh giờ. Vạn kiếm thần niệm, không ngừng xuất kích, trở về, bổ sung lực lượng. Nguyệt thần tộc, càng giết càng ít. Chống không đi ra vạn kiếm thần niệm, thì càng ngày càng nhiều. Càng là đến đằng sau, bọn họ bị chết càng nhanh. Có một bộ phận người, hoặc là ẩn núp, hoặc là chạy trốn. Lý Thiên Mệnh không sợ bọn họ ẩn núp, chỉ cần bọn họ hiện thân, sớm muộn đều phải chết. Đến mức chạy trốn, cơ bản rất rất ít. Bởi vì đại bộ phận Nguyệt thần tộc, căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh ngay tại đại khai sát giới. Giết hai canh giờ, vận dụng vô số chúng sinh lực lượng. Lặng yên không một tiếng động bên trong. Phân tán đến rất nhanh 80.000 Nguyệt thần tộc, cơ hồ bị đồ giết sạch. Trên cơ bản, đều là đơn độc tử vong, truyền tin thạch đều không phát ra ngoài. Toàn bộ thiên địa vũ trụ, đều sẽ không có người tin tưởng, một cái hạt bụi thế giới, vậy mà có thể xảy ra chuyện như vậy. Sau ngày hôm nay, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, khắp nơi đều là thần thể. Chỉ bất quá, đều là xác chết. Đây là rung động đến tâm can nhất chiến. Nguyệt thần tộc rất mộng. Thế nhưng là cơ hồ tất cả Viêm Hoàng nhân tộc, đều rất rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ, đánh bại thượng thần. Trong lúc nhất thời, vô số người vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp. Thiên mệnh nhân hoàng. Bài sơn đảo hải tiếng hô, vang vọng thiên hạ. Thịnh huống như thế, 20 vạn năm trước, Hiên Viên Đại Đế lật đổ quỷ thần thời điểm, cũng chưa từng xảy ra. Nhìn đến thiên hạ thương sinh, quét qua tích tụ, thu được tân sinh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên, đồng dạng thu được tân sinh. Từ đó, Nguyệt thần tộc 10 vạn thượng thần, toàn diệt. Cái này 10 vạn thi thể, chính là Lý Thiên Mệnh cùng ước vạn tộc nhân, cùng nhau chém giết, cũng không thuộc về chính hắn. Mỗi giết một người, chúng sinh tuyến liên tiếp, liền càng thêm tráng kiện. Hắn cùng cái thế giới này, ngày càng trở thành, một cái không thể phá vỡ tổng thể. Bây giờ hắn tại thiên hạ thương sinh trong mắt danh vọng, đã đạt tới đỉnh phong. Tựa như là một cái khai sáng lịch sử thần thoại. Lệ nóng doanh tròng bên trong lòng mỗi người, đều gieo, đế quân, hai chữ. Thế mà, chiến tranh còn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh bỏ ra hai cái canh giờ, mới hoàn toàn thanh trừ 80.000 Nguyệt thần tộc. Giờ khắc này, hắn tiếp tục gánh chịu lấy chúng sinh lực lượng, phóng lên tận trời, đi tới Viêm Hoàng Đại trên đất liền hư không. Khi hoàng xác thực đủ hung ác, thật lại thêm 300.000 Nguyệt thần tộc. Nữ nhân này, vì đạt thành mục đích của nàng, coi là thật độc ác đến cực hạn. Viêm Hoàng Đại Lục, còn đang thiêu đốt. Hắn dùng chúng sinh tuyến, gánh chịu lấy lực lượng vô tận, đứng tại cái này lò luyện trên không. Nóng hôi hổi, nhiệt huyết sôi trào. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lít nha lít nhít 300.000 thượng thần, uy nghiêm buông xuống. Chỉ là, hiện tại Thiên Mệnh Hoàng Triều, đã không phải là lúc trước. Mặc kệ ngươi đến bao nhiêu người, ta đều gọi ngươi, đã đi là không thể trở về. Thẳng đến ngươi Hy Hoàng, thật sự hiểu, tại địa bàn của ta bên trong, không có người nào, lại là nhược điểm của ta. Coi như ngươi xuống tới, đều phải chết. Nguyệt thần tộc truyền thừa cao đoan, toàn tộc số lượng xác thực không nhiều. Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh vô số. 300.000 mạc danh kỳ diệu xuống Nguyệt thần tộc thượng thần, còn không có hạ xuống, thì đụng phải Lý Thiên Mệnh. Là hắn. Hắn lại chạy về tới.
chạy không được hòa thượng, chạy không được miếu, hắn làm cái gì vậy đâu? Nói thật, so với phía trước 10 vạn nguyệt thần tộc, bọn họ có chút quá mộng. Hoàn toàn không biết, Hy Hoàng đây là muốn làm gì. Mặc kệ nàng muốn đạt thành cái mục đích gì, phía trước 100.000 người cũng có thể làm đến. Cho nên, bọn họ tuy nhiên bị điều động xuống tới, kỳ thật có chút buồn bực. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh về sau, bọn họ ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Thì ra hỏa này, làm cho chúng ta nguyệt thần tộc, gà chó không yên. Nghe nói cái kia 100.000 người, để hắn mình giết 20.000. Liền Phong Nguyệt Thân Vương đều đã chết. Chúng ta làm sao làm, cùng người phía trước một dạng, ẩn vào đi giết người. Không đúng, phía dưới 10 vạn nguyệt thần tộc, đều đầy đủ giết đến hắn long trời lỡ đất, hắn giống như cũng không đau lòng a, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Trời mới biết, hết thảy đều loạn. Hai người bọn họ lần xuống tới, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lần này, vô cùng hỗn loạn, xoắn suýt. Đúng vào lúc này, trong mắt bọn họ Lý Thiên Mệnh, ngăn cản tại bọn họ trước mắt. Chư vị, làm phiền các người xuống tới một trận, chủ yếu muốn để cho các người mang một số lễ vật, giúp ta đưa về cho Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh thanh âm, tại thương thiên quanh quẩn. Lễ vật gì? Nguyệt thần tộc tâm lý có dự cảm không hay? Xin cầm lấy. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Siêu siêu siêu. Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, vạn kiếm chạy như bay. Ông! Hơn vạn đem thần niệm tiểu kiếm, xông lên hư không. Mỗi một chiếc tam xích thanh phong phía trên, áp xúc xuyên lấy 6-7 cái đầu, xông lên mây xanh, đi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Tràng diện kia, sau một cái rung động, tráng khoát. Các vị, đều là các người đồng bào đầu người, để bọn hắn lá dụng về cội đi. Chúng ta Viêm Hoàng đất đai, không mai táng đổ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh thanh âm rộng rãi, một câu, thiên địa quanh quẩn. Siêu siêu siêu. Nguyên một đám nguyệt thần tộc đầu, quăng về phía cái kia 30 vạn người, nện vào trong đám người. A, à, kinh thiên động địa hỗn loạn kêu thảm, khắp nơi đều là. Nguyệt thần tộc, đều có nguyệt nha ấn ký. Thân phận của bọn hắn, không cách nào che giấu. Rõ chưa, các ngươi Hy Hoàng 10 vạn nguyệt thần tộc đại quân. Đều để cho ta làm thịt rồi. Tiếp đó, các người cái này 300.000, có hai đại lựa chọn. Đệ nhất, đem người đầu, cho ta đưa đến Hy Hoàng trên tay, để cho nàng tự mình xem qua. Thứ hai, cùng ta Lý Thiên Mệnh, quyết nhất tử chiến. Như vậy, ta sẽ tự mình mang theo 400.000 người đầu, tự thân lên Nguyệt Chi Thần Cảnh, tại Nguyệt Thần Thiên Thành trên không vung xuống đi, để cho các người đồng bào thưởng thức đầu người mưa. Hai lựa chọn, như thế nào quyết định? Các ngươi nói sao? Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, chỉ hướng cái này 300.000, thất thanh, ngốc trệ, rú thảm nguyệt thần tộc thượng thần. Tại phía sau hắn, vạn kiếm thần niệm, hội tụ chúng sinh lực lượng, rung động, gào thét, sát khí chấn thiên. Lần này nguyệt thần tộc thượng thần, trọn vẹn 300.000. Có thể cùng trước kia 100.000 so sánh, bọn họ có khác nhau rất lớn. Đệ nhất, bọn họ động cơ hỗn loạn, thuộc về bị Hy Hoàng. Khẩn cấp điều động xuống tới. Thứ hai, bọn họ khuyết thiếu đỉnh cấp thống soái. Trước kia 100.000 thượng thần, đều có Phong Nguyệt Thân Vương cùng 7 vị thành chủ, lúc này 30 vạn người lâm thời tiếp cận đến, rất nhiều người đang ở nhà bên trong uống trà, tu luyện, liền bị kéo đến nơi này. Chỉ huy cái này 300.000 thượng thần, chính là hiện tại Nguyệt Thần Tộc, duy nhất còn lại thập đạo thiên cường giả. Hắn tên là Nguyệt Thần Hú. Này chức vị, chính là Nguyệt Chi Thần Cảnh, truy Nguyệt Đại Nguyên Soái. Nguyệt Thần Hú tuổi tác vượt qua 500, đã bắt đầu suy yếu, bất quá, hắn thân thể vẫn khôi ngô cường tráng, càng già càng dẻo dai. Làm thống soái, hắn vốn cho rằng Hy Hoàng điều động 300.000 Nguyệt Thần tộc xuất chinh, chỉ là nhất thời nói nhảm, vạn vạn không nghĩ đến, chiến lệnh thật hạ đạt. Trong lòng của hắn cho rằng hồ nháo, chỉ là không thể không nghe lệnh xuống tới, chuẩn bị ý tứ một chút. Nhưng là... Làm hắn tận mắt nhìn thấy, 100.000 nguyệt thần tộc đầu lâu, vung đến trước mắt của hắn thời điểm, cả người hắn tại chỗ thổ huyết. Khuôn mặt, trực tiếp vừa tức vừa giận, thành màu gan heo. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cấp ra hai lựa chọn. Mặc cho ai đều nghe được. Đây không phải lựa chọn, đây là khiêu khích, là chọc giận. Lấy nguyệt thần tộc thực chất bên trong cao ngạo, bọn họ 100.000 tộc nhân, mạc danh kỳ diệu chết ở chỗ này, còn bị Lý Thiên Mệnh nhục nhã. Bọn họ trước tiên cảm nhận được, không phải đáng sợ, mà chính là phẫn nộ. 100.000 tộc người bỏ mình a.
Chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai giết? Tình cảnh này, mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn. Lòng của mỗi người đều kịch liệt khẽ động, đau thương run rẩy. Rất nhiều người, đều ôm lấy chỗ đầu lâu kia. Chỉ có vết máu nhiễm đến tay thời điểm, bọn họ mới vững tin, đây hết thảy là thật. Tại cục diện như vậy dưới, đối diện bọn họ Lý Thiên Mệnh, chỉ có một người, lại dùng vạn kiếm chỉ hướng bọn họ. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt thần uy chợt hiện, để cái này 300.000 Nguyệt thần tộc, mau chóng làm ra lựa chọn. Nguyệt thần tộc căn bản không nhìn thấy, trên người hắn, có vô số chúng sinh tuyến, càng đứng đấy toàn bộ Viêm Hoàng Thương Sinh. Cái này không là một người tại chiến đấu, mà chính là chấp hành nhất tộc ý chí. Mỗi lực lượng cá nhân, đều hội tụ tại thần niệm tiểu kiếm bên trong. Hoàng triều khí vận, gia trì ở tại trên người một người. Lăn, vẫn là chiến. Lý Thiên Mệnh khóe miệng cười lạnh. Cái kia khinh miệt nụ cười, dẫn tới 300.000 Nguyệt thần tộc, 600.000 cừu hận tức giận ánh mắt, đều tụ tập ở trên người hắn. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh mục đích. Mặc kệ là chiến vẫn là lui, tốt nhất làm cho đối phương, chỉ chú ý chính mình, chỉ cừu hận chính mình. Giết hắn. 300.000 Nguyệt thần tộc, tối thiểu có 100.000 người, cùng nhau hô lên một tiếng này. Rất tốt. Duy nhất một lần, giết 100.000 người, chỗ nào đầy đủ a? Ta muốn là, để cho các ngươi Nguyệt thần tộc, hù đến 100.000 năm, đều không ai dám xuống tới. Đây là lần thứ hai vận dụng chúng sinh chi lực. Đối mặt tụ tập cùng một chỗ đối thủ, so với phân tán tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, vẫn là dễ đối phó rất nhiều. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần, chờ đối phương động thủ trước. Bọn họ không đi, hắn liền bắt đầu giết. Ong ong ong. Tại thời khắc này, vạn kiếm thần niệm, bộc phát ra, lấy tốc độ khủng khiếp lao vút, như là lít nha lít nhít kiếm vũ, tạo thành một trận kiếm khí phong bạo, vọt tới người kia nhóm dày đặc Nguyệt thần tộc. Phốc phốc phốc. Thần niệm tiểu kiếm, mỗi một chiếc đều hội tụ mấy chục triệu chúng sinh lực lượng, điệp ra Lý Thiên Mệnh nguyên bản thức thần chi lực, lại có thập phương kỷ nguyên thần kiếm bản thân độ cứng. Đây quả thực tựa như là một trận kiếm vũ, xông vào nhục thuẫn, một trận đâm xuyên, gào thét mà qua. Trường kiếm sở hướng, đều không cần điều chỉnh phương hướng, liền có thể trúng đích rất nhiều Nguyệt thần tộc. Huyết quang nổ tung, tiếng kêu thảm thiết âm, nhất thời vang vọng đất trời. Giống như lần trước, lại là đầy trời thượng thần thi thể, như là mưa to một dạng, từ trên trời nện xuống đến, tại chỗ vỡ nát. Lại đến chứ? Lý Thiên Mệnh cao giọng cười to, khí phách kinh thiên. Tại Nguyệt thần tộc trong mắt, hắn một chiêu này, quả thực thành ác mộng. Quá nhanh quá hung mãnh. Rất nhiều người còn không thấy rõ ràng, phía trước phát sinh cái gì, thì có một thanh kiếm, xuyên thấu tiền nhân lồng ngực, lại xuyên thủng đầu lâu của mình. Phần lớn người, thậm chí ngay cả thức thần đều chưa hề đi ra. Cái gì? Chạy mau. Vạn kiếm giết người, kiếm này là cái gì? Thức thần. Tình cảnh này, chẳng những kinh dị, mà lại không thể tưởng tượng. Trang diện, một lần cực kỳ hỗn loạn. Đầy trời trong tiếng kêu thảm, truy nguyệt đại nguyên soái, nguyệt thần hú, từng tiếng gào thét, cơ hồ đều không có nhiều người nghe được. Hắn kêu là tản ra. Kỳ thật không dùng hô, làm người phía trước, bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng về sau, người phía sau, tự nhiên đều sẽ đảo mệnh. Chỉ là, mọi người hướng phương hướng khác nhau chạy, mà lại có ít người còn mang theo thức thần, cái này không khỏi đụng vào nhau, càng là người ngã ngựa đổ. Nguyệt thần tộc các vị, rõ chưa? Các ngươi đến bao nhiêu, chết bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh khống chế vạn kiếm, giết tiến đám người, kiếm quang sở hướng, gió tanh mưa máu. Tại số lượng của địch nhân, thực sự quá nhiều, mà Lý Thiên Mệnh đã lẫn vào tình huống của bọn hắn dưới, bọn họ như thế một đám người, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều người chết, căn bản không biết Lý Thiên Mệnh tại vị trí nào. Trước mắt cũng là lít nha lít nhít đám người, 30 vạn người bên trong, lăn lộn một địch nhân. Ai biết ai là Lý Thiên Mệnh? Phía trên nhất chiến, Lý Thiên Mệnh bên người có Lam Hoang Tiên Tiên, mục tiêu dễ thấy, hiện tại có thể không nhất định. Mà lại, hắn vạn kiếm thần niệm, cũng triệt để tách ra. Người ở nơi nào a? Làm cái gì, người đâu? Giết a? Giết thế nào a? Tại bên nào a? Mỗi người đều là kinh hồn bạt vía, lại không hiểu ra sao. Vừa mới nhìn đến 100.000 đầu lâu. Bọn họ phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nhưng là theo, vô số cốt thi thể rơi xuống, đại đa số người, liền Lý Thiên Mệnh vị trí, đều nắm chắc không được, cái kia sâu vô cùng hoảng sợ, bắt đầu buông xuống, tràn ngập trái tim của mỗi người. Hắn đây là cái gì thủ đoạn a?
100.000 tộc người đã chết, đây chính là đại sự, chúng ta rõ ràng không có cách nào giải quyết, mau trở về bẩm báo bệ hạ đi. Đừng tại đây sững sờ, hoặc là đi xuống Viêm Hoàng, hoặc là trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bảo trì thanh tỉnh người, xác thực còn có không ít. Có thể mấu chốt là, chỉ dựa vào Nguyệt Thần Hú, căn bản khống không ngừng nhiều người như vậy. Tràng diện hỗn loạn phía dưới, một người, chỉ có mấy chục người nghe thấy, cái kia căn bản vô dụng. Nguyên soái, cứ như vậy mất một lúc, vạn kiếm thần niệm sở hướng, tối thiểu lại chết tiếp cận 20.000 Nguyệt Thần tộc. Không đi thì chết. Vì duy nhất một lần đánh sợ bọn họ, Lý Thiên Mệnh giết không lưu tình chút nào. Đối phương bắt đầu vô hạn phân tán, chỉ khi nào phân tán, lại không có cách nào đạt thành vây công hiệu quả. Cho nên nói, có Viêm Hoàng chúng sinh trèo chống Lý Thiên Mệnh, tại phía trên chiến trường này, cơ hồ khó giải. Ong ong ong, hơn vạn thần niệm tiểu kiếm hội tụ cùng một chỗ, giống như là dòng nước lũ một dạng đâm xuyên. Chỗ đến, gió tanh mưa máu. Nguyên một đám Nguyệt Thần tộc, đang sợ hãi, chạy trốn bên trong, bị trường kiếm xé rách, hóa thành thi thể nện vào Viêm Hoàng, tại chỗ vỡ nát. Phốc phốc phốc, bị chết người càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, tại cái này tinh không chiến đấu, bọn họ không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Hoặc là tất cả mọi người phía dưới Viêm Hoàng, nhân cơ hội này, cho Viêm Hoàng nhân tộc thảm trọng đại giới. Hoặc là rút quân. Hai cái này, Nguyệt Thần Hú dù là tâm lý có lại nhiều không cam tâm, tại quyền hành về sau, hắn cắn răng bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Tiểu tử này trên thân, có quá nhiều không biết, căn bản không làm rõ ràng được, hắn làm sao có thể chém giết, phân tán tại toàn bộ hạt bụi thế giới 100.000 người. Ta cái này 30 vạn người muốn là đi xuống, muốn là đều bị hắn làm thịt rồi, vậy ta Nguyệt Thần tộc, sẽ làm trọng thương a. Nguyệt Thần Hú rưng rưng gầm thét, dùng hết tất cả lực lượng, trưởng khống đại quân. Toàn quân rút lui, rút lui. Nguyên soái có lệnh, toàn quân rút lui. Nếu như ngay từ đầu, tuyên bố mệnh lệnh này, khả năng cái này 300.000 Nguyệt Thần tộc, còn rất không cam tâm. Nhưng là hiện tại, thời gian không lâu lắm, tối thiểu rơi xuống 30.000 thi thể, mà Lý Thiên Mệnh căn bản không nhìn thấy mỏi mệt, tiếp tục giết hại. Tiếp tục như vậy nữa, ai nói 300.000 Nguyệt Thần tộc, sẽ không toàn quân bị diệt. Đại đa số người, chỉ nhìn thấy vạn kiếm bay trên trời, lại ngay cả Lý Thiên Mệnh ở nơi nào, đều nhìn không thấy, giết thế nào. Rút lui a, mau bỏ đi lui. Khác đi xuống, chạy đi, 100.000 người đều đã chết, còn bắt không ngừng ngươi. Rất nhiều Nguyệt Thần tộc, thật bị đánh sợ. Một cái Lý Thiên Mệnh, một cái hạt bụi thế giới, hôm nay lật đổ hết thảy, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Liền ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Không biết, không thể tưởng tượng, đây hết thảy, đều chí mạng nhất. Bọn họ từ bỏ trận hình, tại Nguyệt Thần Hú chỉ huy dưới, lo sợ không yên chạy trốn thượng thiên. 300.000 a. Người không biết, còn cho là bọn họ đây là, tại cùng còn lại Nguyệt Tinh Nguyên thế giới đại quyết chiến đây. Một cái chỉ cần là thượng thần, đều có thể hoành hành thế giới, lại làm cho 300.000 thượng thần, chật vật rút lui. Ta để cho các ngươi chạy sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo cười một tiếng, hội tụ vạn kiếm. Một mình hắn, truy sát vậy còn dư lại hơn 200.000 người. Tràng diện này, quả thực đủ để kinh hãi bạo trật tự chi địa nhãn cầu. Đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng, ánh mắt của mình. Có thể, hiện thực chính là như vậy. Nguyệt Thần tộc một đường trốn, Lý Thiên Mệnh một đường đi lên trên đi. Đối phương đưa lưng về phía chính mình, hắn thì giết đến càng càng sảng khoái. Một ngày này, Viêm Hoàng đại lục chết bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh căn bản không dám đi tính toán, trong lòng của hắn rất khó chịu, táo bạo, coi như đây là một cái thế giới tân sinh, cần kinh nghiệm tai nạn, hắn đều không thể che giấu tự trách cùng đối Nguyệt Thần tộc phẫn nộ. Huống chi, hắn hiện tại căn bản không thuộc về chính mình. Hắn chỉ là một cái thị tộc ý chí người chấp hành, bởi vì ức vạn tộc nhân chi nộ, cho nên, hắn giận, hắn truy sát. Phốc phốc phốc, Nguyệt Thần tộc phân tán chạy trốn, ngay cả như vậy, rất nhiều người vẫn là ngăn không được, Lý Thiên Mệnh thần niệm tiểu kiếm. Chết! Một khắc này, Nguyệt Thần tộc nghe được phía dưới đại lục, truyền đến chấn thiên tức giận nộ hống. Đó là tất cả mọi người, hội tụ vào một chỗ thanh âm, mỗi người đều đang phát tiết. Thanh âm kia chấn động thượng thiên, thậm chí đều để bọn hắn thổ huyết. Thi thể, như mưa to một dạng rơi xuống. Một ngày này, nhất định là kinh lịch đám người, cả một đời cũng không dám hồi tưởng ác mộng.
như Lý Thiên Mệnh chỗ nghĩ như vậy, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận, đối Viêm Hoàng Đại Lục cái này hạt bụi thế giới, sinh ra hoảng sợ. Thật tốt nhớ rõ ràng, cái này, không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Có lẽ đối với so ngôi sao nguyên thế giới, mỗi một cái hạt bụi thế giới, đã định trước hèn mọn. Có thể Viêm Hoàng Đại Lục, nhất định đặc thù, lập lòe trong đó. Lại có xúc phạm Viêm Hoàng Đại Lục, giết ta Thiên Mệnh Hoàng triều người, toàn bộ chết sạch. Thiên hạ thương sinh, cùng một chỗ nộ hống. Nguyệt thần tộc nhóm, nghe được tê cả da đầu. Bọn họ ngốc trệ, mê hoặc, hoảng sợ, quả thực ngũ vị tạp trần. Bọn họ mạc danh kỳ diệu đến, sợ vỡ mật rời đi. Từ đầu đến cuối, não tử đều là trống không. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh hung ác, còn có phía dưới cái này quỷ dị hình người đại lục, vĩnh cửu khó quên. Cái này, là số hiệu duy nhất thiên nhất đại lục. Từ nay về sau, liền là ác mộng. 30 vạn người đến, một trận này bạo sát, bọn họ liền Viêm Hoàng nhân tộc đều không đụng tới, thì rơi mất tối thiểu 50.000 dưới thi thể đi. Còn lại 250.000 nguyệt thần tộc, hốt hoảng chạy trốn, mặt không còn chút máu. Cái này mang ý nghĩa, trận này tổng số đạt tới 400.000 thượng thần trấn áp, Viêm Hoàng đại lục, Thiên Mệnh Hoàng triều, thắng. Thống khổ, phiền muộn, áp lực quá lâu. Cho đến giờ phút này, mãnh liệt bạo phát, chìm ngập chúng thần. Lý Thiên Mệnh một đường đi lên trên truy, một mực giết tới trước kia thiên tinh cảnh vị trí, hắn mới ngừng lại được. Đó là bởi vì, đến độ cao này, chúng sinh tuyến tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng là lan truyền mà đến lực lượng, đã chặt đứt. Cái này rất bình thường. Viêm Hoàng Đại Lục đều là phổ thông tu luyện giả, lực lượng của bọn hắn có thể hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân, cũng đã là kỳ tích. Cho nên, hắn loại này đáng sợ, chiến đấu tăng phúc, giới hạn tại Viêm Hoàng Đại Lục phạm vi bên trong. Rời đi cái phạm vi này, chúng sinh tuyến lan truyền không được lực lượng, Lý Thiên Mệnh liền sẽ trở lại nguyên hình. Trở lại nguyên hình về sau, hắn phát hiện mình rất khó chống đỡ, vạn kiếm thần niệm to lớn tiêu hao. Lúc này thời điểm, tối thiểu có 9 phần 10 thần niệm tiểu kiếm biến mất. Tổng số, chỉ còn lại có chừng 1.000. Mà lại, mỗi một chiếc thần niệm tiểu kiếm uy lực, kém xa vừa rồi đại sát tứ phương thời điểm. Không có chúng sinh chi lực, vạn kiếm thần niệm, chỉ là thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần đạo kiếp, là trạng thái chuyển biến kỹ năng, không phải đồ sát thượng thần nghịch thiên thần thông. Hắn tại nguyệt chi thần cảnh, thậm chí là toàn bộ trật tự tinh không, vẫn chỉ có tự thân thất diệu thiên lực lượng. Đối với điểm này, trong lòng của hắn rất lạnh nhạt. Dù sao, vừa rồi chỉ là mượn dùng chúng sinh chi lực, hoàn thành thủ hộ trách nhiệm. Chính thức thuộc tại lực lượng của mình, mới là tự mình căn bản. Tại trước mắt hắn, nguyệt thần tộc cũng không có ý thức được. Lý Thiên Mệnh không truy, là bởi vì lực lượng tách rời, mà không phải buông tha bọn họ. Muốn không phải lực lượng tách rời, Lý Thiên Mệnh liền phải truy sát đến nguyệt chi thần cảnh đi. Từ đó, 150.000 thượng thần, táng thân Viêm Hoàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, 100.000 năm qua mới ra đời 10 cái thượng thần. Vậy liền biết, cái này 150.000, chính là cỡ nào con số kinh khủng. Hôm nay, là Viêm Hoàng tân lịch sử bắt đầu. Lý Thiên Mệnh hạ xuống, thấp hơn thiên tinh cảnh độ cao, chúng sinh đường trên, vẫn còn có đến từ thiên hạ tộc nhân lực lượng, hiện lên mà đến. Cái này khiến hắn tại cái phạm vi này bên trong, mạnh đến mức nổ tung. Chiến tranh, kết thúc. Hắn về tới Thái Cực Phong Hồ. Rất nhiều người, đều ở nơi này chờ đợi hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta người, có phải hay không, không dùng trốn ở sơn giã, có hay không có thể về nhà. Lý Thải Vi trong mắt chứa nhiệt lệ, tràn ngập hy vọng nhìn lấy hắn hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Xinh đẹp, tình cảnh này, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành hai chữ, biến thái. Âu Dương Kiếm Vương thoải mái cười to. Bọn họ đều trở về. Hết thảy, đều tại. Trên người chúng ta cái này đường nét, thật sự là không thể tưởng tượng a, Thiên Mệnh. Người tuyệt đối khai sáng hệ thống tu luyện khơi dòng. Hiên Viên Đạo nhắm mắt lại, đi cảm ngộ chính mình cùng Lý Thiên Mệnh liên lụy. Hắn cũng sớm đã, nhìn mà than thở. Tựa như là kết giới linh tuyến, tuyệt không thể tả. Một cái chân thực tồn tại, ánh mắt trải rộng khắp thiên hạ thần, thì đứng tại trước mặt chúng ta, thật bất khả tư nghị. Dịch Tinh Ẩn tán thán nói. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều đột phá rất nhiều người sức tưởng tượng. Liên Viêm Hoàng nhân tộc. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, huống chi gặp nạn nguyệt thần tộc. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết,
đây hết thảy, đến từ hỗn độn thần đế. Theo hắn bắt đầu hấp thu chúng sinh thiên ý tu luyện bắt đầu, một cái, đế hoàng chúng sinh hệ thống, sinh ra, cũng là tất nhiên. Một trận đại thắng, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Viêm hoàng đại lục, còn cần thời gian liệu thương. Lý Thiên Mệnh cũng rốt cục, có thể thở một cái. Nhưng là hắn biết, một trận chiến này chỉ là diệt Hy Hoàng một phần nhỏ nanh vuốt. Nàng lần này, bị so kết giới hạch hư hao, còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần đả kích. Người như nàng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, còn phải cùng chết. Tại cùng chết trước đó, Lý Thiên Mệnh còn có một cái tâm sự. Ánh mắt của hắn trong đám người bay lượn, tâm linh dẫn dắt bên trong, một lần bài, liền tại đăng hỏa lan san sử, nhìn đến một vị như tiên người giống như thiếu nữ, cười nói tự nhiên, ôn nhu nhìn lấy chính mình. Ca ca, nàng vẫy vẫy tay. Linh Nhi, viêm hoàng kiếp khó đi qua, tân sinh. Nhưng, nàng kiếp đâu? Nguyệt chi thần cảnh, Hy Hoàng cung. Tối tăm trong đại điện, chỗ bóng tối, ngồi đấy một cái lãnh nhược băng xương nữ nhân. Nàng khó có thể bảo trì, nguyên lai như vậy lười biếng tư thế, mà chính là ngồi nghiêm chỉnh, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi. Trên mặt của nàng, không tiếp tục mang theo cái kia bạch miêu mặt nạ. Quả thật, dưới mặt nạ khuôn mặt, tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nhiêu vưu vật. Vô luận là lông mi vẫn là môi đỏ, đều tràn đầy dụ hoặc. Nhưng không biết vì sao, không có sau mặt nạ, sẽ để cho nàng xem ra, ít một chút mỹ cảm. Có thể là bởi vì, nàng tâm tình không tốt, lộ ra quá hung sát. Lại có lẽ là bởi vì, thiếu đi mặt nạ, thiếu đi không gian tưởng tượng, người thì sẽ biến dung tục. Càng có thể buồn chính là, ngũ nguyệt sát thần, phong nguyệt thân vương, đế sư, liên tiếp chết, nàng nguyệt thần tộc, liền một cái có thể người nói chuyện, cũng không có. Nàng bắt đầu cảm nhận được độc cô vị đạo. Lại một lần bị Lý Thiên Mệnh, theo dưới tay đào tẩu, thậm chí cái kia tinh không sát thủ, đều xuất hiện tại trước mắt, một phen chiến đấu, chính mình vậy mà không thể bắt lấy hắn, ngược lại làm cho hắn thoát đi. Hai cái, vật trong bàn tay, lại một lần phản nghịch. Tinh không sát thủ có thể trốn, thuần túy là thực lực vấn đề. Lý Thiên Mệnh dám trốn, lại tràn đầy thật không thể tin. Hết thảy tiếp cận 400.000 thượng thần đi xuống, người bao lâu mới có thể biết sai, lăn tới, quỳ gối chấm trước mặt. Hy Hoàng đối Lý Thiên Mệnh không có kiên nhẫn. Nhưng nói thật, nàng theo không lo lắng, hắn có thể trốn cách lòng bàn tay của mình. Chỉ cần Viêm Hoàng đại lục tồn tại, Lý Thiên Mệnh chính là nàng tượng gỗ. Nàng hiện tại lo lắng vẫn là bồ đề. Muốn hay không tìm trật tự thiên tộc giúp đỡ? Không quá được, người đến của bọn họ, quả thật có thể giúp ta, nhưng sợ bọn họ đụng tới Lý Thiên Mệnh, làm hư chuyện của ta. Lý Thiên Mệnh thiên phú, quá chói mắt, bọn họ nhất định sẽ chú ý đến. Vẫn là đến, trước giải quyết phá kiếp sự tình. Vốn là Dạ Lăng Phong liền có thể phá kiếp, có thể chính nàng đem huyết cho Lý Thiên Mệnh, hố chính mình một thanh. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh có phải hay không hờn dỗi, lại là 30 vạn người đi xuống, nàng căn bản không tin, hắn sẽ không để van cầu tha cho. Đúng vào lúc này, Hy Hoàng nhận được một cái truyền tin thạch. Nàng nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. 100.000 thượng thần toàn diệt. Nàng nhìn thoáng qua cái này truyền tin thạch, thân thủ bóp nát. Bị điên đi, người nào cùng chấm trò đùa quái đản, muốn chết phải không? Nàng không sao cả để ý. Ngay sau đó, cái thứ hai truyền tin thạch đến. 100.000 thượng thần toàn diệt, 300.000 đi xuống, chết lại 50.000, còn lại 250.000 người, chính đảo vong về Nguyệt Chi thần cảnh. Nàng không cười, mà chính là giận. Dám cùng chấm như thế nói đùa. Nàng bỗng nhiên đứng thẳng lên, khí thế bao phủ phía dưới, cả tòa đại điện đều tại rung động. Lẽ nào lại như vậy? Đến thời khắc này đến, lòng của nàng đều là chấn định. Thẳng đến. Cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí là thứ 50 cái truyền tin thạch, đến trên tay của nàng, đều tại nói cùng một việc. Cái kia chính là, trọn vẹn 150.000 thượng thần, bị Lý Thiên Mệnh một cái toàn diệt. 80.000 giấu vào Viêm Hoàng Nguyệt thần tộc, nguyên một đám bị bắt đi ra chém giết. Vừa điều động đi xuống 300.000 thượng thần, bị tàn sát 50.000, những người còn lại bị sợ vỡ mật. Tất cả truyền tin thạch, một cái nội dung, sẽ còn là có người hổ nháo sao. Hy Hoàng trừng to mắt. Nàng vừa định đi ra ngoài, lại lùi lại mấy bước, toàn thân mềm nhũn, ngồi ở hoàng tọa phía trên. Nàng duỗi ra đầu ngón tay, che che chán đầu,
cười khổ nói, Liên Liên, ta không có sinh bệnh đi, làm sao xuất hiện ảo giác đâu. Lời nói xong, nhìn lại, bên cạnh nàng, căn bản không ai. Nàng đế sư, sớm đã bị nàng mình giết. Nguyên một đám truyền tin thạch, đều bị nàng bóp nát. Nàng tựa ở hoàng tọa phía trên, đứng ngồi không yên, ánh mắt có chút tán loạn. Đây là nàng xưa nay không từng có trạng thái. Nói đùa cái gì, coi như hắn cường chẫm mấy tầng, nắm giữ chém giết 150.000 thượng thần chiến đấu lực, hắn đều khó có khả năng, đem xen lẫn trong hạt bụi thế giới 80.000 thượng thần, cho bắt tới. Không hợp lý, cũng là không hợp lý. Nàng là người rất tự tin, cho nên cho dù là hiện tại, nàng lựa chọn không tin. Nàng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, tâm tình ổn định rất nhiều, lại đứng lên, chuẩn bị chính mình đi làm rõ ràng. Đúng vào lúc này, theo Viêm Hoàng trở về người, đã đến. Truy Nguyệt Đại Nguyên Soái, Nguyệt Thần Hú, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, một đường quỳ bái phục phục, cơ hồ bò tới Hy Hoàng trước mắt. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, trong cặp mắt, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Nói, Hy Hoàng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Bệ hạ, giống như truyền tin thạch miêu tả như thế, 150.000, không có. Nguyệt Thần Hú thê thảm nói. Ha ha, người thân phận gì, cũng đang nói đùa. Người cũng sẽ chết, biết không? Hy Hoàng xùy cười một tiếng. Bệ hạ, Nguyệt Thần Hú chỉ lo dập đầu. Hắn biết, đối với không ai bì nổi Hy Hoàng tới nói, sự thật này, đả kích quá lớn. Nói một câu, hắn làm sao đem Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, phân tán 80.000 người cho bắt tới. Hy Hoàng nhàn nhạt hỏi. Lão thần không nghĩ ra a, ta 300.000 tộc nhân vừa đến, hắn trực tiếp phung đến 80.000 đầu lâu, sau đó bắt đầu giết người. Hắn giống như có 10.000 cái thức thần, toàn bộ đều là kiếm, mỗi một chiếc thì hơn 2 thước lớn lên, nhưng là lực sát thương kinh người. Chúng ta tộc nhân căn bản ngăn không được, trong khoảng thời gian ngắn bị giết 50.000. Ta chỉ có thể dẫn người chạy về tới. Nguyệt Thần Hú thê thảm nói. 10.000 cái thức thần, đầu óc người có bệnh, Hy Hoàng cười lạnh. Bệ hạ, còn có 250.000 người, cùng lão thần đồng thời trở về, bệ hạ như là không tin, có thể hỏi bọn hắn. Nguyệt Thần Hú nói. Cho tới giờ khắc này, Hy Hoàng mặt, theo cười lạnh, chậm rãi biến đến cứng ngắc. Nàng nhắm lại môi đỏ, đôi mắt sâu vô cùng chí hàn, nhìn chăm chú Nguyệt Thần Hú. Ha ha, nàng bỗng nhiên cất tiếng cười to. Lấy đầu óc của nàng, lại không nguyện ý tin tưởng, đều biết, sự thật cũng là sự thật. Nàng cho rằng không có khả năng phá tử cục, 250.000 người cùng một chỗ chứng kiến, Lý Thiên mệnh phá. Nguyệt Thần Hú nói đến rất giả tưởng, không thể tưởng tượng. Nhưng, 150.000 Nguyệt Thần tộc cái chết, không sai được. Mạc danh kỳ diệu, ta thì thảm bại rồi. Lấy nàng tầng thứ, xác thực không hiểu rõ. Hỗn độn thần đế chi truyền thừa. Cái này đã vượt ra thế giới quan của nàng. Nàng tại nhẫn nại, tiếp nhận. Mặt của nàng, không ngừng vặn vẹo. Trên người nàng sát khí, không ngừng lăn lộn. Cho đến giờ phút này, nàng sắc mặt đại biến, rốt cục không có thể chịu ở, một miệng nghịch huyết phun ra. Ây! Đó là máu đen, còn treo tại khóe môi. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng thê lương giống lên một tiếng, con mắt trợn tròn. Trái tim đều đang chảy máu. Mỗi một lần, nàng đều cảm thấy mình, ăn chắc Lý Thiên mệnh. Nàng thậm chí bỏ ra đế sư mệnh, chính là vì thành công. Lý Thiên mệnh xác thực càng ngày càng khó đối phó, nhưng là tử huyệt của hắn, bị chính mình một mực trưởng không a. Thế nhưng là, tử huyệt, sao có thể thành hắn cường chỗ? Lần này phản sát, giết đến Hy Hoàng long trời lở đất, tại chỗ thổ huyết. Nàng hết thảy tự tin. Bị Lý Thiên mệnh xé rách vỡ nát. Nàng ý giải không được đế hoàng thần ý, chúng sinh tuyến. Đây là nàng, thảm nhất một lần. So sánh lần này, phụ mẫu cái chết cùng kết giới hạch, giống như đều không tính là gì. Lăn ra ngoài. Nàng thê lương giống lên một tiếng. Giống như điên cuồng. Tóc đều tán loạn cả lên, nơi nào còn có, đã từng cái kia bày mưu tính kế, dĩ nhiên tự đắc mỹ cảm. Nguyệt Thần Hú dập đầu, hốt hoảng chạy trốn. Bò ra ngoài Hy Hoàng cung. Cái này tối tăm trong cung điện, chỉ còn lại có một mình nàng. Khóe miệng của nàng còn đang chảy máu. Nghĩ tới Lý Thiên mệnh cái kia nghịch phản dáng vẻ, nàng càng là khí huyết công tâm. Bệ hạ, tin tức khẩn cấp, tinh không sát thủ xuất hiện tại, Dương Quốc Phủ trên dưới 3.000 người, toàn bộ chết thảm. Bệ hạ,
sát thủ còn tại giết hại, xuất hiện ở Bắc Nhai. Nguyên một đám truyền tin thạch, không ngừng bay tới. Hy Hoàng vốn là phun một ngụm máu, hiện tại lại nôn. Hai mặt giáp công. Cái này hai nam nhân, một cái nghịch phản, một cái lãnh huyết. Một phút trước, nàng còn cho là mình bày mưu tính kế, trưởng khống đại cục. Hiện tại, nàng bị song trọng trấn áp. Vừa mới bị ta trọng thương, lập tức liền đi ra giết người, người cũng là muốn đem ta, ép lên tuyệt lộ a. Ánh mắt của nàng, âm hàn đến cực hạn. Ha ha, ha ha. Đây là cái chết của nàng cục. Lý Thiên Mệnh, không có khả năng mạnh lên nhiều như vậy, hắn lần này có thể giết người, khẳng định có phương pháp đặc thù, nhưng nếu là chấm không nhanh chóng giải quyết hắn, đừng nói kiếp vòng vô vọng, sớm muộn ngay cả ta đều phải, chết ở trong tay hắn. Cái này sát thủ, còn tại khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, để cho ta đối với hắn không thể làm gì, chỉ cần hắn ở chỗ này, ta liền không có cách nào rời đi, một khi hắn biết ta rời đi, liền sẽ không ai cản nổi, đại khai sát giới, đến lúc đó, có lẽ còn phải chết mấy trăm ngàn hoàng tộc. Nàng đã không đường có thể đi. Càng là án binh bất động, càng là đến chết. Lại thêm Lý Thiên Mệnh cùng sát thủ, đều thống hận Nguyệt Thần tộc. Nàng muốn là nhịn không được, cả một cái thị tộc, sợ là đều phải vạn kiếp bất phục. Liên Liên, ta nên tìm Trật Tự Thiên tộc a. Hy Hoàng mềm mại tựa ở hoàng tọa phía trên, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy chỗ hắc ám. Thật giống như, nàng còn tại một dạng. Trong ánh mắt của nàng, hiện ra nước mắt. Nàng lắc đầu, nói, không được, ta không thể thất bại, Trật Tự Thiên tộc muốn là xuống tới, sát thủ quả thật có thể giải quyết, nhưng ta cơ hồ không thể nào, thành công phá kiếp. Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng, chỉ có phá kiếp, phá kiếp. Ta còn không muốn thua, không muốn thua a, ta đều chuẩn bị mấy trăm năm, ta tâm huyết cả đời, đều tại lần này, ta liền ngươi cũng bị mất a. Nàng co do, muốn trong bóng đêm, cầm giữ ôm một cái người, lại trống trơn một mảnh. Quan tâm người, ha ha. Tại rơi lệ bên trong, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Trách không được, người vẫn luôn đối ta mị hoặc không cảm giác. Nguyên lai, người có yêu mến, chỉ ái cô gái. Nghe nói, cái kia ở cửa thành bên ngoài xuất hiện cô nương, tuổi trẻ, xinh đẹp, như là thần nữ, có thể xưng tuyệt sắc, để cho ta vô số cấm vệ quân đều động dung, kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại mà nói, ngươi Thiên Mệnh Hoàng Triều, có lẽ không còn là nhược điểm của ngươi, cái kia, cô bé này đây. Mệnh của nàng, đầy đủ ngươi tự tử a. Nói đến đây, trong bóng tối, nàng tranh nở nụ cười gằn. Ngươi, vẫn là tuyệt đối không nên thích người khác, tuyệt đối không nên. Cho nên, ta liền Liên Liên đều không thương, ta vì cái gì còn muốn thích tộc nhân đâu. Chỉ cần ta mạnh, bọn họ, cũng có thể thay mới, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Nếu nói như vậy, ta cần gì phải, canh giữ ở cái này Nguyệt Thần Thiên Thành đâu. Chết bao nhiêu người, đều là chết. Đến bây giờ, Nguyệt Thần tộc cơ hồ bị chết hơn 200.000 người. Chết lại 200.000, có khác nhau sao? Giống như không có. Cái kia 150.000 người bị chết, để cho nàng thủ vững, biến đến không có ý nghĩa. Nói một cách khác, nàng hết thảy đều không để ý, chỉ muốn liều chết đánh cược một lần. Mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia tại ngoài hoàng thành, xuất hiện tuyệt sắc thiếu nữ. Nguyệt Thần Hú. Nàng đi hoàng thành. Bệ hạ. Nguyệt Thần Hú lăn đi qua. Tiếp chỉ. Vâng. Mang 250.000 người, hoàn toàn phân tán, một khắc đều không muốn tập kết, lan ra đến toàn bộ đại lục, vọt thẳng đi xuống. Bệ hạ, Nguyệt Thần Hú ngốc trệ. Ta để ngươi nghe lệnh, Hy Hoàng nói. Nguyệt Thần Hú toàn thân run rẩy. Đây không phải đi chịu chết a. Hắn làm sao biết? Lần này, Hy Hoàng là muốn đích thân đi xuống. Như vậy, liền xem như chịu chết, nàng đều muốn những người này, kiềm chế Lý Thiên Mệnh. Cái này để cho nàng, lặng yên đi tìm nữ hài kia, tránh thức khóa chặt Lý Thiên Mệnh tử huyệt. Đến mức Nguyệt Thần Thiên Thành, nàng từ bỏ. Đêm đã khuya, Nguyệt ánh sáng chiếu rọi tại Hy Hoàng trên mặt. Cái kia trương mỹ nhân chi mặt, gần như yêu ma. Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cực Phong Hồ. Bây giờ đã là đầu mùa hè, băng tuyết tan dã hoàn tất, hồ nước trong veo sóng nhỏ dập dờn, gió hè nhẹ phẩy, phồn hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Một trận tru sát 150.000 Nguyệt Thần tộc thượng thần thế kỷ đại chiến, lại không có để bất kỳ vết máu nào, ô nhiễm đến Thái Cực Phong Hồ. Đến thời khắc này đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Huỳnh Hỏa bọn họ bốn cái,
là không thích đem phiền não để ở trong lòng ra hỏa, cho nên mà lúc này, bọn họ đã tại trong hồ nước chơi đùa. Nhất là Lam Hoang, nó tại toàn bộ thái cực trong hồ mạnh mẽ đâm tới, văng lên đầy trời bọt nước. Đang bắn tung bọt nước tràn ngập dưới, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, ngồi tại một hòn đảo nhỏ trên tảng đá. Khương Phi Linh nghiêng thân thể, đem đầu tựa vào trên vai của hắn, nhỏ giọng thì thầm nói chuyện. Nàng một đôi trắng như tuyết bàn chân, nhẹ nhàng đung đưa, mày ngài giãn ra, lúm đồng tiền lộ vẻ, xem ra dễ dàng rất nhiều. Ca ca, không phải ta cố ý giấu giếm, mà chính là từ đầu đến giờ, vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, mỗi lần gặp gỡ đều là vội vàng mà khác. Ngươi không trách tội ta đi. Nàng chỗ lấy nhẹ nhõm, là bởi vì nàng đã đem, vĩnh sinh niết bàn, sự tình, cùng Lý Thiên Mệnh nói rõ. Đứa ngốc, làm sao lại quái ngươi thì sao? Cần phải đều tại ta. Lý Thiên Mệnh nghe được đau lòng không thôi. Hắn theo tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, liền bị hy hoàng hai bên, tự thân khó đảm bảo. Vạn vạn không nghĩ đến, Khương Phi Linh chính mình không thấy được địa phương, đã tiến hành, nhiều lần như vậy vĩnh sinh niết bàn. Thân thể nổ tung, một lần nữa ngưng tụ. Loại này kinh khủng kiếp nạn, không phải tự mình kinh lịch, đều trải nghiệm không đến loại kia tuyệt vọng, khó khăn. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh lại vẫn luôn không tại bên người nàng. Kỳ thật không có gì, ta sẽ cố gắng, tranh thủ vượt qua đến đón lấy 20 lần, ta nhất định sẽ không vĩnh viễn biến mất. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh lo lắng, liền cầm đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ vô cùng tin tưởng dáng vẻ, còn hướng về phía Lý Thiên Mệnh vui cười, xem ra có chút ngớ ngẩn. Ca ca, đừng nhìn ta là tiểu nữ con, kỳ thật ta thực chất bên trong là cái tên cơ bắp, rất dũng mãnh, sợ sao? Nàng giơ tay lên, hướng về Lý Thiên Mệnh sáng lên một cái nàng trên cánh tay, bắp thịt. Lý Thiên Mệnh cười. Trong lòng của hắn rõ ràng a, cô nương này chẳng qua là tại nghĩ hết biện pháp, để cho mình buông lỏng, không đi lo lắng nàng, mới cố ý muốn chọc cười chính mình. Kia liền càng cần phải, nghe nàng. Vĩnh sinh niết bàn, không hề nghi ngờ, đây là chính nàng kiếp, cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ. Tên như ý nghĩa, muốn sống sót, muốn vĩnh sinh. Nhất định phải kinh lịch Niết Bàn. Niết Bàn cũng là chết mà hậu sinh, tương đương với cũng là tự mình kéo dài tính mạng. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao, căn bản giúp không được gì. Vậy nhưng nói tốt, người muốn là không chịu đựng được, ta liền bắt đầu học ta lão Diệp, cũng mở 3000 hậu cung, mỗi ngày đổi bạn gái, người coi như biến mất, ta cũng phải đem ngươi tức giận đến đá văng nắp quan tài, đi ra đánh ta. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hai tay, bưng lấy gương mặt của nàng. Hung hăng nắm một chút nói. Ai nha, ngươi làm sao như thế hỗn đản? Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Không có cách, nếu là không có ngươi, ta chính là một tên phế nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Theo mang theo nàng rời đi Chu Tước Quốc bắt đầu, nàng vẫn là Lý Thiên Mệnh tâm lý trụ cột. Hắn căn bản không thể tin được, nếu là có một ngày, nàng bỗng nhiên hóa thành toái phiến, bông tuyết, rốt cuộc ngưng kết không trở lại, tim của hắn sẽ vỡ vụn thành bộ dáng gì. Linh Nhi, ta chỗ trong tưởng tượng, lớn nhất tương lai tốt đẹp, nếu là không có ngươi, cùng ta cùng một chỗ chia sẻ, đều sẽ trở thành ác mộng. Hắn quá sợ hãi. Cho nên, hắn muốn đem lời trong lòng, đều nói rõ ràng. Bởi vì mỗi một câu, đều rất có thể trở thành, Khương Phi Linh kiên trì lực lượng. Nàng có thể dựa vào thiên linh chi luyến sống sót, thì chứng minh đối với mình lo lắng, là nàng vượt qua vĩnh sinh niết bàn trọng yếu trụ cột. Loại thời điểm này, cũng không cần keo kiệt tình thoại. Hắn sau khi nói xong, nhẹ nhàng đem bên cạnh cô nương, ôm vào trong ngực. Bên mặt dán tại sợi tóc của nàng phía trên, ấm áp cùng mùi thơm không có giả. Tối thiểu hiện tại, nàng còn là người sống sờ sờ. Khương Phi Linh nguyên bản còn đang mỉm cười, có thể hai câu này phân lượng, để cho nàng hốc mắt đỏ lên. Nàng như thế nào lại không sợ đâu. Lần lượt kiên trì, trở về từ cõi chết. Hóa thành mảnh vỡ thời điểm. Nàng vô số lần nhìn đến trên trời cái kia tử vong vòng xoáy, giống như mỗi một lần, nàng đều không chịu nổi, đã khoảng cách gần ngửi được vĩnh thế diệt vong vị đạo. Cái kia mang ý nghĩa, nàng bây giờ có được hết thảy, bao quát cùng Lý Thiên Mệnh tất cả trí nhớ, đều sẽ hóa thành cho tàn. Sự sợ hãi ấy, gọi người dùng mình. Cho nên nàng lần lượt, cuồng loạn chống lại, lấy chính mình cũng không cách nào tưởng tượng ý chí lực tại kiên trì. Nàng tại mảnh vỡ thời điểm gào rú, thút thít. Linh hồn run rẩy, tựa như là một cái chết đuối người, lại cũng không đoái hoài tới mỹ mạo, yêu nhã, liền xem như bò, đều muốn bỏ ra ngoài cái kia tử vong vòng xoáy.
Đây hết thảy, nàng đều không có cùng Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ không có người biết, vĩnh sinh niết bàn sống không bằng chết. Chỉ có làm chính nàng kinh lịch ngàn vạn nỗ lực, rốt cục nhìn lấy bàn tay của mình, một chút xíu ngưng tụ trở về thời điểm, nàng mới muốn khóc giống một trận. Nguyên lai, còn sống vậy mà như vậy không dễ dàng. Nguyên lai, khá hơn chút người 20 tuổi thì sẽ chết. Chống đỡ xuống tới, mới có thể cảm nhận được thế giới nhiệt độ, mới có thể nhìn đến trước mắt cái này, đem chính mình nhìn đến, so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn nam nhân. Lý Thiên Mệnh sợ nàng đột nhiên biến mất, thế nhưng là, nàng làm sao từng không sợ đâu. Cho nên, nàng mới vươn tay, thật chặt bắt lấy Lý Thiên Mệnh vạt áo, cái kia uốn lượn ngón tay 10 phần dùng lực, liền sợ, chết đuối, giãy giụa, kêu cứu đều vô dụng, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng, vĩnh viễn chìm đến, đáy hồ. Còn có 20 lần, 20 lần về sau, còn có 2 bánh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Trên người của nàng, vì sao lại gánh chịu nhiều như vậy? Nếu như có thể vượt qua cái này 20 lần, phía sau, có lẽ không thể nhanh như vậy. Ta có thể, tin tưởng ta, Khương Phi Linh nói. Nàng nói rất bình tĩnh, như có vô cùng tự tin. Thế nhưng là đầu ngón tay của nàng bán rẻ nàng, bởi vì nàng tóm đến quá chặt. Ca ca, nếu có một ngày, ta quên chính mình là ai, người sẽ còn yêu ta sao? Đây là nàng một cái khác lo lắng. Nàng dần dần cảm giác, chính mình giống như một cái linh hồn, lại có hai người cách. Một nhân cách khác, tại lần lượt vĩnh sinh niết bàn bên trong giác tỉnh. Người biết, ta lớn nhất sợ cái gì sao? Ta sợ nhất, ta nỗ lực chịu đựng được, vượt qua cái này sinh tử kiếp, có thể sau khi thành công, ta không lại không còn là ta. Có lẽ, có phải hay không là ta tại giúp người khác trọng sinh đâu? Cái này riêng lẻ vài người, sẽ chỉ là cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ. Vĩnh sinh bất tử người. Nhớ đến thượng cổ thần táng, ma thành bên trong sự tình sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ đến, như thế nào quên đâu? Nàng nói. Không đến cuối cùng, ai thua ai thắng đều không nhất định, không có tuyệt đối thắng bại. Chúng ta là đã định trước không phàm nhân, phải dũng cảm, không muốn hoài nghi, bất kể là ai chặn đường, diệt bọn hắn. Thượng cổ thần táng lần kia, vốn là rất không có khả năng thắng, cuối cùng còn không phải thắng. Lý Thiên Mệnh cầm, nàng cái kia nắm lấy chính mình vạt áo tay cầm, đắp ở bên trên. 10 ngón giữ chặt. Khi bọn hắn ánh mắt thời điểm đụng chạm, có lẽ tại trùng điệp kiếp nạn dưới, đi đến hôm nay, lòng của bọn hắn đã vô cùng tráng kiện. Lẫn nhau ở giữa chân thành yêu quý, cũng sẽ là một loại lực lượng của ý chí. Nếu có một ngày, ta có thể đứng ở cái này vô tận tinh không tối cao chỗ, ta có thể chấp trường hết thảy, để ta phụ mẫu có thể an bình, khi đó, đứng ở bên cạnh ta, cùng ta cùng một chỗ hoàn thành mộng tưởng cùng số mệnh người, nhất định là ngươi, sẽ chỉ là ngươi. Không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi, Linh Nhi. Lúc này thời điểm, nói loại lời này, thật là có chút tự đại, có thể Lý Thiên Mệnh muốn cho nàng minh bạch, quyết tâm của mình. Được. Nàng hai mắt run rẩy, huỳnh quang lưu động. Còn lại 20 lần, vốn là có chút tuyệt vọng, nhưng hôm nay thẳng thắn, đạt được hắn cổ vũ, nàng xác thực buông lỏng, ánh mắt cũng sáng rất nhiều. Biến đến càng thêm linh động, không còn là vài ngày trước, như vậy lạnh lùng, lỗ trống dáng vẻ. Đây mới là nàng. Một cái đáng yêu, xinh đẹp, có lúc ngây thơ chân thành, có lúc lại cao nhã như nữ thần giống như thiếu nữ, tinh khiết thanh tịnh tựa như là, trước mắt sóng gợn lăn tăn màu lam nhạt hồ nước một dạng. Trên thế giới này, xinh đẹp mỹ nhân còn nhiều, rất nhiều. Có thể một cái 16 tuổi thì ly biệt quê hương, theo chính mình xông xáo, nhiều lần đồng sinh cộng tử. Chưa bao giờ từng cõng vứt bỏ cô nương, chỉ có nàng một cái. Đoạn thời gian này, Lý Thiên Mệnh vì Viêm Hoàng nhân tộc cùng Dạ Lăng Phong, bốn phía bôn ba, cùng Hy Hoàng, Bồ Đề đấu trí đấu dũng, lại không để ý đến sinh tử của nàng kiếp, cái này khiến Lý Thiên Mệnh rất là áy náy. Bây giờ, hết thảy kiếp nạn, đã đi đến điểm kết thúc. Nhanh đến rốt cuộc thời khắc. Lý Thiên Mệnh cầm thật chặt hai tay của nàng, rất dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, cơ hồ muốn đem nàng vào tiến trong thân thể của mình giống như. Tốt giống như vậy, nàng liền sẽ không, đột nhiên biến mất, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Vĩnh viễn, biến mất. Trên lý luận, tan rã nguyệt thần tộc thượng thần đại quân tiến công, bây giờ canh giữ ở Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh là không cần nóng nảy. Hắn hoàn toàn có thể, dùng khỏe ứng mệt, mài chết Hy Hoàng. Nhưng, Dạ Lăng Phong tung tích không rõ. Mỗi qua một hơi thời gian, hắn chết tỷ lệ liền muốn cao hơn một phần. Cái này dẫn đến,
Lý Thiên Mệnh căn bản không có cách nào co lên đến, vẫn là muốn chủ động xuất kích. May mắn, cục diện so ngay từ đầu tốt hơn nhiều. Tại Lý Thiên Mệnh trong lòng, Viêm Hoàng nhân tộc sự tình, cơ bản tương đương với giải quyết, Hy Hoàng bị Bồ Đề kiềm chế, Nguyệt Thần tộc quần long vô thủ, không đủ gây sợ. Mà lại, hắn so ngay từ đầu, cường đại quá nhiều. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn vừa đuổi đi cái kia 250.000 Nguyệt Thần tộc đại quân, đang muốn lại đi Nguyệt Thần Thiên Thành tìm cứu ra Dạ Lăng Phong cơ hội, bay lên tinh không, thì đụng phải tán lạc xuống Nguyệt Thần tộc đại quân. Lần này, đối phương trực tiếp cũng là loạn quân xuống tới, căn bản không có tập kết. Cho nên trong lúc nhất thời, không phân biệt được có bao nhiêu người. Nhưng đoán chừng, cần phải có 100.000. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ thì là vừa vặn trốn đi lên cái đám kia người, chỉ là thiếu một nhiều hơn phân nửa. Lại phía dưới đi tìm cái chết. Sự thật chứng minh, thì coi như bọn họ lại phân tán, chỉ cần tại Viêm Hoàng lộ diện, Lý Thiên Mệnh liền có thể tru giết bọn hắn. May mắn lúc này thời điểm, còn chưa bắt đầu an bài tộc nhân hoàn hồn thành. Đi mà quay lại, để Lý Thiên Mệnh càng thêm tức giận. Lần này lại lần nữa dẫn động vạn kiếm thần niệm, thông qua chúng sinh tuyến, Viêm Hoàng thương sinh trước tiên, liền biết Nguyệt Thần tộc lần nữa buông xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ đề phòng. Có chúng sinh tuyến về sau, Lý Thiên Mệnh thống nhất quản lý hiệu suất thực sự quá cao. Viêm Hoàng đại lục, trong nháy mắt thành một cái chiến đấu pháo đài. Thế mà, liền cái này 100.000 Nguyệt Thần tộc, chính mình cũng không biết, trong bọn họ, lẫn vào một cái tâm như rắn giết nữ nhân, lặng yên tiến vào Viêm Hoàng đại lục. Đến mức 250.000, vì cái gì chỉ còn lại có 100.000 xuống tới. Đó là bởi vì, Hy Hoàng chắc chắn sẽ không công bố, chính mình sẽ cùng theo xuống tới, như thế Bồ Đề sẽ chỉ càng không kiêng nể gì cả giết hại. Kể từ đó, những cái kia vừa bị hoảng sợ trở về Nguyệt Thần tộc, tự nhiên cho rằng, lại lần nữa phía dưới đến tìm cái chết, cái này thánh chỉ quả thực không hợp thói thường. Đoạn thời gian này, Hy Hoàng sự tín nhiệm, không ngừng bị nghiêm trọng khiêu chiến. Cho đến nay Nguyệt Thần tộc tổn thất nặng nề, người không nghe lời nhiều. Sau đó, mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, rất nhiều Nguyệt Thần tộc trực tiếp chạy. Dù sao, mấy trăm ngàn người chạy, Hy Hoàng còn có thể toàn bộ giết bọn hắn. Đây hết thảy đều đang nói rõ, nàng đã đạp vào tuyệt lộ. Nàng muốn tìm, là duy nhất lật bàn cơ hội. Lại là một vòng, Thượng Thần Chi Vũ, xôn xao rơi xuống. Viêm Hoàng những người trên đại lục, căn bản không nghĩ ra. Nguyệt Thần tộc Thượng Thần, vì cái gì còn muốn tới tìm chết? Người lại nhiều, muốn trà trộn vào Viêm Hoàng, đều cần một cái quá trình. Lý Thiên Mệnh có lúc trước kinh nghiệm, vạn kiếm thần niệm mở ra, thần niệm tiểu kiếm tại Viêm Hoàng đại lục ở bên trên bay tán loạn ngang dọc. Chỉ muốn đối phương lộ diện, cơ bản không chỗ che thân. Nói thật, liền xem như cái này 100.000 Nguyệt Thần tộc, mắt thấy Lý Thiên Mệnh tại chỗ giết ra, rất nhiều người đều manh động thoái ý. Một đường lên, thoát ly đội ngũ, trốn về Nguyệt Chi Thần cảnh người, thực sự quá nhiều. Đừng ngốc, bệ hạ đây là chọc một cái không nên dây vào người, tổn thất đều thảm như vậy nặng, còn muốn chúng ta phía dưới đến đưa mạng. Nàng cũng là quá kiêu ngạo, còn không thừa nhận chính mình thất bại. Hiện tại tinh không sát thủ, còn tại Nguyệt Thần Thiên Thành tàn phá bừa bãi, một cái nho nhỏ Lý Thiên Mệnh, chảm giết chúng ta mấy trăm ngàn Nguyệt Thần tộc, loại tình huống này, nàng còn không tranh thủ thời gian cùng trật tự chi địa câu thông. Để cho chúng ta xuống tới đổ sát hạt bụi thế giới bình dân, có ý nghĩa gì? Rõ ràng là chịu chết. Mà lại, việc này muốn để trật tự chi địa biết, chúng ta tất cả Nguyệt Thần tộc, đều chịu không nổi. Sớm nói khác xuống, tối thiểu có 10-50 ngàn huynh đệ tỷ muội không có theo tới, bệ hạ lần này như thế hồ đồ, chúng ta thì không cần phải nghe nàng. Đúng a, hiện đang trốn về đi cũng không có việc gì, nàng muốn là giận dữ, có thể đem tất cả chúng ta giết sạch a. Chống lại hoàng mệnh người, càng ngày càng nhiều. 100.000 người xuống tới, tận mắt lại nhìn Lý Thiên Mệnh giết hại, dám can đảm đi vào Viêm Hoàng người, còn thật không có mấy cái. Bọn họ nghi hoặc, khó hiểu cùng phàn nàn, đều đang nói rõ, Hy Hoàng tại Nguyệt Thần tộc quyền uy, kịch liệt hạ xuống. Tất cả mọi người cho rằng, nàng quyết định biện pháp có vấn đề. Thương vong quá nhiều, nàng khó từ tội lỗi. Dưới tình huống như vậy, lần này Nguyệt Thần tộc tiến công. Đối Viêm Hoàng đại lục hình thành lực sát thương, chỉ có thể nói phi thường nhỏ. Lý Thiên Mệnh vạn kiếm ngang dọc, tại thương thiên phía trên bay múa. Chỗ đến, gào khóc thảm thiết. Rút lui. Đi nhanh đi, huynh đệ. Người này thì là quái vật,
thừa nhận đi, chúng ta Nguyệt thần tộc, không trị nổi hắn. Người bình thường, đương nhiên không biết, Hy Hoàng bắt Lý Thiên Mệnh mục đích thực sự. Đây mới là bọn họ căn bản xung đột. Đối bọn hắn tới nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một cái ngỗ nghịch Hy Hoàng người. Hắn đáng sợ như thế, tăng thêm tinh không sát thủ, như có gai ở sau lưng, lúc này thời điểm trả lại Lý Thiên Mệnh đưa lên đầu người, quả thực rất ngu ngốc. Không nghĩ tới, bệ hạ anh minh cả đời, vậy mà để hai người kia, bức cho thành dạng này. Chúng ta Nguyệt thần tộc, cơ hồ thua ở hai người trong tay, khó chịu a. Ta cảm thấy, phương thức tốt nhất, cũng là tinh thần thủ hộ kết giới mở ra, không cho bất luận kẻ nào tiến Nguyệt chi thần cảnh, sau đó lại báo cáo trật tự chi địa, để trật tự thiên tộc trừ rơi Lý Thiên Mệnh cùng tinh không sát thủ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh giết mấy trăm ngàn chúng ta tộc nhân, cũng coi như trọng tội. Trật tự thiên tộc là chúng ta bản tộc, chúng ta nắm trong tay câu thông quyền, chỉ cần một chút thêm mắm thêm muối một chút, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sớm biết dạng này, ngay từ đầu nên báo cáo, xính cái gì cường a? Im lặng. Đúng, đúng, còn để cho chúng ta đi tìm cái chết, thật sự là không nghĩ ra. Rút lui đi các vị, khác đi chịu chết, ta không muốn thì còn lại một cái đầu, bị người đưa về nhà bên trong đi. Vợ ta hài tử đang ở nhà bên trong các loại đây. Càng ngày càng nhiều Nguyệt thần tộc thượng thần, đi qua một phen nội tâm dẫy dụa về sau, thuyết phục chính mình, quay đầu bước đi. Hy Hoàng mệnh lệnh này, hạ đạt cho 250.000 người, nhưng chân chính nghĩa vô phản cố chấp hành nàng mệnh lệnh, đỉnh nhiều chỉ có 10.000. Lý Thiên Mệnh quang vạn năm thần niệm, đều có 10.000. Khóa chặt bọn họ, thực sự quá dễ dàng. Lòng hắn có lửa giận. Đối với bọn này thiêu thân lao vào lửa tử sĩ, hắn hoàn toàn không có lưu tình. Nhưng là, càng là giết hại, hắn càng là kỳ quái. Hai lần trước thượng thần tiến công, nàng tối thiểu còn có mục đích, nhưng lúc này đây, làm sao thuần túy giống như là làm người buồn nôn. Không đúng, nàng tuyệt đối không ngốc. Coi như nội tâm vặn vẹo, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù ta, trưởng khống ta. Như vậy, nàng muốn là liền Nguyệt thần thiên thành đều mặc kệ. Được ăn cả ngã về không, rất có thể sẽ tự mình phía dưới Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh chau mày, rất nhanh liền phản ứng lại. Ở đâu? Hắn tĩnh tâm ngưng thần, chuyên chú tại chúng sinh đường trên, tại Viêm Hoàng nhân tộc nguyên một đám thị giác bên trong, đi tìm cái kia yêu nhiêu khuynh thành xà hạt nữ nhân. Tiêu Tiêu. Nói đến rất có thú, Lâm Tiêu Tiêu vậy mà cùng hắn, đều ký kết chúng sinh tuyến kết nối. Điều này nói rõ, nàng thực chất bên trong. Cũng làm Lý Thiên Mệnh tiểu tín đồ, thành hắn chúng sinh một trong. Ngược lại là Khương Phi Linh cũng không có. Bởi vì tình cảm giữa bọn họ, không phải đế hoàng chúng sinh chi quan hệ. Cho nên lần này tìm tòi, Lý Thiên Mệnh không thấy được Khương Phi Linh tầm mắt. Nhưng, tại trong mơ hồ, hắn lại tại Lâm Tiêu Tiêu trong tầm mắt, tìm thấy được người hắn muốn tìm. Hy Hoàng. Phải biết, Lý Thiên Mệnh xuất chiến về sau, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, là cùng một chỗ. Lâm Tiêu Tiêu trong tầm mắt, xuất hiện Hy Hoàng. Tương đương nữ nhân này, để mắt tới Khương Phi Linh. Linh Nhi đang cứu ta thời điểm, lộ diện qua. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh lửa giận ngập trời. Biết Thiên Mệnh Hoàng triều cái này nhược điểm không có tác dụng, lập tức liền khóa chặt Linh Nhi, người thật là biết tìm nhược điểm của ta, lợi hại, lợi hại. Nhưng là, người vạn vạn nghĩ không ra, ta ở chỗ này, sẽ mạnh đến mức nào, ta càng có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Hy Hoàng, người tự cho là biết hết thảy, có thể ngươi không hiểu, trên thế giới này những thứ không biết quá nhiều, rất nhiều chuyện vật, sẽ vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Cơ hồ là ngay đầu tiên, hắn tối thiểu phân ra 5.000 vạn kiếm thần niệm, đột nhiên lao xuống Thái Cực Phong Hồ. Hô hô hô, thần niệm tiểu kiếm, tựa như là vô số thiêu đốt lên hỏa diễm sao băng một dạng, ầm vang hạ xuống, cùng không khí ma sát, phát ra chói tai tiếng rít âm. Lý Thiên Mệnh bản thân cũng nắm Đông Hoàng kiếm, phút chốc giết xuống. Phản ứng của hắn rất nhanh, hoàn toàn không có cho Hy Hoàng lặng yên tới gần, bất động thần sắc cầm xuống cơ hội. Phản ứng như vậy, cứu viện tốc độ, Hy Hoàng căn bản khó có thể lý giải được. Huống chi, Lý Thiên Mệnh lần này cũng không có, đem cộng sinh thú mang lên trời. Biết được Khương Phi Linh gặp nguy hiểm, phụ cận huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, lập tức liền vây quanh mà đi. Hy Hoàng, hoàn toàn bại lộ. Thái Cực Phong Hồ, sóng nước lấp loáng. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đứng tại Nhiên Linh cung cửa, khẩn trương nhìn lấy phía trên màu phát sáng kiếm quang. Đột nhiên, một cỗ chí mạng khí tức,
từ phía sau lưng cuốn tới. Khương Phi Linh thân thủ liền đem Lâm Tiêu Tiêu đẩy bay ra ngoài. Phản ứng của nàng vô cùng mãnh liệt, cái kia nguyên bản không linh ánh mắt, đột nhiên ở giữa biến đến lạnh lẽo lỗ trống. Nàng cả người trực tiếp quay người, thì cùng cái kia một đạo ánh trăng, đụng vào nhau. Ánh trăng bên trong, xuất hiện một thanh kiếm, nắm giữ nó, là một người xinh đẹp vũ mị cao gầy nữ tử. Nàng trong ánh mắt mang theo nhe răng cười, kiếm trong tay, trực tiếp đâm về Khương Phi Linh mặt. Ngươi còn thật, rất đẹp. Hy hoàng thanh âm, như là ác mộng. A, à, nàng vốn cho rằng một kiếm liền có thể hủy đi Khương Phi Linh mỹ mạo, lại không nghĩ rằng đối phương, lấy ánh mắt khinh miệt nhìn lấy nàng. Tại mũi kiếm của nàng, sắp đâm đến Khương Phi Linh mũi ngọc tinh xảo trong nháy mắt. Trước mắt nàng cái này lạnh lùng thiếu nữ, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số bông tuyết, tiêu tán tại thiên địa chi bên trong. Cái gì? Hy hoàng sắc mặt đại biến. Người, nát. Nàng đây là muốn bắt cóc Khương Phi Linh. Người này một kiếm vỡ vụn, như thế nào bắt cóc? Nàng viêm hoàng đại lục hành trình, phát sinh kiện thứ nhất, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được sự tình. Ong ong ong. Tại nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm, trong mắt nàng cái kia chỉ có mỹ mạo, tựa hồ cũng không có bản lãnh gì thiếu nữ, ở phương xa ngưng tụ mà thành. Theo cặp mắt của nàng bên trong, bắn ra hai vệt thần quang, chiếu rọi tại hy hoàng trên thân. Tôm tép nhãi nhép, cũng muốn tù binh ta. Đây là hy hoàng đời này, lần thứ nhất bị nói thành tôm tép nhãi nhép. Nàng rõ ràng cảm giác, cô gái này, nàng không phải người bình thường. Chỉ là tên đã trên dây, không phát không được. Nàng đè xuống trong lòng khó chịu, lại lần nữa hóa thành ánh trăng lóe lên, cầm kiếm đánh tới. Đúng vào lúc này, một con chim nhỏ cùng một con mèo, xuất hiện tại Khương Phi Linh trước mắt. Hai đầu cộng sinh thú tại chỗ thi triển thần thông, tử vong luyện ngục cùng càn khôn điện mâu trong nháy mắt nổ tung, đem Hy Hoàng tiến lên chỗ có phương hướng đều phong cấm. Hy Hoàng muốn đối phó Khương Phi Linh, nhất định phải cứ thế mà xuyên qua những thứ này thần thông. Rầm rầm rầm. Bạo liệt oanh tạc phía dưới, nàng mi đầu lại nhăn. Ngoại trừ cái này hai con động vật nhỏ, Lam Hoàng đã tại nàng phía sau hiên viên hồ bên trong ló đầu ra tới. Tiên tiên cái này một cây đại thụ, càng là xuất hiện ở Khương Phi Linh sau lưng, vô số nhánh dây cành lá, ngăn tại Khương Phi Linh trước mắt. Tiện phụ, người còn muốn động Linh Nhi, ngươi là thật không biết, chữ chết làm như thế nào viết a? Huỳnh Hỏa mỉa mai mắng. Ngươi tại địa bàn của ngươi làm mưa làm gió, còn muốn tới nơi này đùa nghịch huy phong. Còn không có thua đủ sao? Liền Linh Nhi chủ ý, ngươi đều dám đánh, lần này, ngươi thật sự là sai vô cùng, ngươi tuyệt đối đã đi là không thể trở về. Tiên tiên linh thể, bảo hộ tại Khương Phi Linh trước đó, hung tợn nói. Bọn họ bốn cái, đều vô cùng che chở Khương Phi Linh. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu cùng nàng thái cổ tà ma, lúc này thời điểm đều tại Khương Phi Linh bên người. Chỉ bằng các người bọn này đám người ô hợp. Hy Hoàng nhìn không được tự giễu. Thua lần này, liền những thứ này mèo mèo chó chó, vậy mà đều dám, xem thường chính mình. Rất tốt, rất tốt, đã các người đối với hắn, đều trọng yếu như vậy, vậy liền cùng một chỗ trở thành chấm tù binh. Mỗi một cái, đều đầy đủ ta chơi chết hắn. Nàng không có chỉ nói, đang nói chuyện trước đó, nàng liền đã động thủ. Tốc độ của nàng cực nhanh, ánh trăng lấp lóe chỗ, nhưng phàm là tiên tiên nhánh dây, vẫn là Huỳnh Hỏa Miêu Miêu thần thông, đều hoàn toàn ngăn không được nàng. Cơ hồ nháy mắt, nàng lại tới gần Khương Phi Linh thân thể. Cái kia nhìn thoáng qua ở giữa, nói thật, Khương Phi Linh mỹ mạo, còn có nàng thời khắc này lạnh lùng ánh mắt, để Hy Hoàng có chút động dung. Nhưng, cái này đều ngăn không được, nàng muốn hủy đi lòng của thiếu nữ này. Nàng nói không quan tâm, thế nhưng là tâm lý ghen ghét chi hỏa, đã sớm cháy hừng hực. Dùng mệnh của ngươi, đến cướp đi nam nhân của ngươi mệnh. Trong nội tâm nàng cười lạnh, cũng không nói ra miệng. Ngươi xứng sao? Khương Phi Linh cười lạnh một tiếng. Hy Hoàng ngây dại, nàng có một loại, tâm tư bị nhìn thấu cảm giác. Gần trong gang tấc, trước mắt thiếu nữ này, lại tựa hồ như có thiên nhai như vậy xa xôi. Thì trong chớp nhoáng này trần trờ, vậy mà đổi lấy nguy cơ rất chí mạng. Nàng nhìn lại, lấy ngàn mà tính bạo loạn thần niệm tiểu kiếm, mang theo thương sinh phẫn nộ lực lượng, bao phủ gào thét mà đến. Trọn vẹn 5.000 đêm, toàn bộ chỉ hướng Hy Hoàng. Nàng biết, đây chính là nàng Nguyệt thần tộc, hướng nàng miêu tả sát nhân chi kiếm, hơn vạn thức thần. Thức thần phân liệt, Hy Hoàng liếc mắt một cái liền nhìn ra.
mệnh kiếp nhất tộc thức thần đạo kiếp, có này chủng loại hình. Nhưng là, có thể duy nhất một lần phân liệt hơn vạn thức thần, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cái này thần niệm tiểu kiếm uy lực, mạnh đến khủng bố. Hy Hoàng trong chớp nhoáng này, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Đương đương đương. Một cái đem thần niệm tiểu kiếm kích đụng, làm cho nàng chật vật lui lại, va vào hiên viên hồ. Hô hô hô. Trước mắt mấy ngàn kiếm hội tụ. Làm Hy Hoàng theo trong nước hướng lúc đi ra, nàng bất ngờ nhìn đến, cái kia vô số bay trên trời chi kiếm vần quanh bên trong, một cái có được kim hai con mắt màu đen thiếu niên tóc trắng, tắm rửa tại kiếm khí gào thét bên trong, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cặp mắt của hắn bên trong, ẩn chứa ngập trời chi nộ. Không chỉ thuộc về chính hắn, còn có khối đại lục này phía trên chúng sinh, càng gánh chịu lấy những cái kia người đã chết cừu hận. Đây hết thảy, toàn bộ khóa chặt tại Hy Hoàng trên thân. Dạng này Lý Thiên Mệnh, mang cho Hy Hoàng một loại cảm giác hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, nàng dựa vào tiềm tàng, lặng lẽ bắt đi Khương Phi Linh kế hoạch, đã thất bại. Lý Thiên Mệnh trở về đến so với ai khác đều nhanh. Rất tốt, xem ra mỹ nhân so Giang Sơn trọng yếu, vậy trước tiên cứu mỹ nhân của ngươi, để ngươi Giang Sơn dân chúng chịu khó. Ngươi ở chỗ này, dừng lại lâu một khắc, liền sẽ có ức vạn người chết thảm. Hy Hoàng không có chút nào thoải mái, nàng vung một chút váy, một đôi mắt đẹp đánh giá Lý Thiên Mệnh. Nàng hiện tại lớn nhất không nghĩ ra là, gia hỏa này trên người lực lượng, sao như thế kỳ quái. Mấy canh giờ trước, tại Nguyệt Chi thần cảnh, Hy Hoàng còn có thể nhẹ nhõm trưởng khống hắn. Ngươi vẫn là tự tin như vậy tâm bạo dạp a, liền ngươi Nguyệt thần tộc, đã bị ta đánh choáng váng, ngươi đều không nhìn ra. Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh bọn họ lui về phía sau. Hắn thì một mình hướng về Hy Hoàng, áp chế mà đến. Có ý tứ gì, Hy Hoàng cắn răng. Ngươi không phải liền là bước 100.000 người xuống tới, cho ngươi đánh yểm trợ a. Kết quả, đã có 9 vạn người bị ta hù chạy, còn lại không đến 10.000, căn bản nhìn không được bao lâu. Ta quản đều không cần quản bọn họ, chờ một lúc, thì có 10.000 người đầu cho ngươi đưa tới. Đến lúc đó, ta đem đầu của ngươi, thả tại bọn họ thủ cấp phía trên. Cùng nhau cho Nguyệt Chi thần cảnh đưa lên. Hắn híp mắt, mấy ngàn thần niệm tiểu kiếm chỉ hướng Hy Hoàng, phong tỏa tất cả phương vị. Hy Hoàng, ác giả ác báo, ngươi vì mình tự đại cùng điên cuồng, phải trả cái giá nặng nề. Những ngày qua, chúng ta mỗi một cái gặp nạn tộc nhân, những cừu hận kia, đều phải tính toán tại ngươi tự tư cùng dục vọng phía trên. Ta cảm giác đến cảm ơn ngươi, kịp thời xuống tới tặng đầu người, tự mình đến nghênh đón, thuộc về ngươi báo ứng. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng hẳn là thua điên rồi, bí quá hóa liều. Ngay cả người mình nhu nhược cùng khiếp đảm, nàng đều không phát hiện được. Ra nhiều chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng, chính mình có thể tại Nguyệt thần tộc bên trong, nắm giữ trước kia một dạng quyền uy. Mỗi tháng thần tộc, đều không phải người ngu a. Nàng không nói chân tướng, ai sẽ xuống tới không không chịu chết. Nàng coi là những cái kia Nguyệt thần tộc, có thể kiềm chế Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là... Lý Thiên Mệnh hiện tại mục tiêu, chỉ có chính nàng. Hắn căn bản không dùng quan tâm những người kia. Dù sao, còn có 5.000 thần niệm tiểu kiếm cùng Viêm Hoàng chúng sinh lực lượng chống đỡ lấy. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa, Hy Hoàng lần này kế hoạch, lại là thất bại. Chẳng những thất bại, còn tới khó lường không tử chiến trình độ. Bất quá, trái tim của nàng vẫn là đủ lớn. Loại tình huống này, nàng vẫn không có chút nào e ngại, mà chính là đánh giá Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt đẹp kích động, giọng dịu dàng cười một tiếng, nói. Nói thật đi, chấm là thật hiếu kỳ, cái này một hai canh giờ bên trong, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên biến hóa, để ngươi gan dám ở chỗ này, cùng chấm một cái tinh tướng thần cảnh, nói như thế. Lý Thiên Mệnh dựa vào cái kia thần niệm tiểu kiếm, đồ sát nàng thượng thần, nàng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng, kỹ năng đánh lan có thể cùng đơn sát kỹ có thể, cũng không phải là nhất định uy lực ngang nhau. Lý Thiên Mệnh cố nhiên sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng là từ đầu tới đuôi, có một sự thật, hắn chả không có cải biến. Cái kia chính là, mặc kệ cục diện như thế nào biến hóa, tại hắn đơn độc đối mặt Hy Hoàng thời điểm, hắn đều không có phần thắng. Ngay từ đầu, thậm chí ngay cả phản kháng khí lực, đều không có. Mà bây giờ, hắn cũng dám ngăn cản Hy Hoàng rời đi. Quá đáng hơn là, bên cạnh hắn những cái kia người trọng yếu, vậy mà đều không hề rời đi quá xa. Bao quát Khương Phi Linh ở bên trong, còn tại cách đó không xa quan chiến. Cái này hoàn toàn là xem thường chấm A.
lấy chấm năng lực, giải quyết tiểu tử này về sau, một hơi thời gian, liền có thể đến bên người nàng. Nàng biết Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp có thể trốn tránh. Cho nên, nàng vẫn là sẽ khống chế Khương Phi Linh. Chấm không có cách nào lặng yên mang đi nàng, nhưng cũng không có nghĩa là, các ngươi như thế khinh thị chấm còn không thể, quang minh chính đại mang đi nàng. Hy Hoàng thì trả thật, không tin cái này tà. Nàng sẽ không hiểu, Lý Thiên Mệnh lực lượng bây giờ, đến từ chúng sinh. Lấy nàng logic, coi như cảnh giới đột phá, không có nguyệt tinh nguyên bổ sung, Lý Thiên Mệnh đều khó có khả năng tăng lên quá nhiều. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh đều không cho nàng đi. Ngoại trừ tránh thức xuất thủ nghiền ép, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, thẹn quá hóa giận, Lãnh Nhược Băng Xương Hy Hoàng, tại Lý Thiên Mệnh mấy ngàn kiếm sát tới trong nháy mắt, chiến ý tăng vọt, lửa giận mãnh liệt bên trong, sát khí đằng đằng. Tại nàng ba đào hung dũng, nơi ngực, hết thảy bảy cái ánh sáng, tại chỗ lập lòe. Đó là nàng kiếp vòng. Cái này bảy cái trắng như tuyết ánh trăng kiếp vòng, lấy, bắt đầu thất tinh, đội ngũ, sắp xếp tại hai ngọn núi này phía trên. Bây giờ lập lòe lên, có thể nói vô cùng chói mắt. Đây là Lý Thiên Mệnh đụng phải, cái thứ nhất bảy kiếp thiên phú người. Chỉ so với Lý Vô Địch cùng trật tự chi địa chủ nhân, thiếu một kiếp vòng. Ở thiên phú phương diện phía trên, Hy Hoàng là phi thường ưu tú. Chỉ là, Nguyệt Chi thần cảnh cùng tiền bối truyền thừa chế ước nàng trưởng thành. Cái này cũng là nàng cả đời này, tâm lý vĩnh cửu không cam lòng cùng phẫn uất. Trật tự chi địa bên trong bảy kiếp thiên phú, kém nhất đều mạnh hơn nàng một mảng lớn. Mà lại, nàng thức thần phẩm chất, tại bảy kiếp bên trong, đều tính toán phi thường cao. Ong ong ong, tại cái kia bảy cái ánh sáng lập lòe bên trong, trắng như tuyết sương mù khí vần quanh, xông lên mây xanh. Trong lúc nhất thời, hết thảy bảy cái 500 mét cao hình người thức thần, sinh ra tại trên đỉnh đầu nàng. Có thể nói, già thiên tế nhật, đứng thẳng vào trong mây. Cái kia bảy cái thức thần, quanh thân tinh quang thiểm diệu, mỗi một cái đều là tôn quý, yêu nhã, đẹp như tiên nữ giống như thần nữ. Mặc dù là thức thần, bọn họ nhưng lại có cùng Hy Hoàng một dạng như ma quỷ tư thái. Mà lại, thức thần cũng không có quần áo loại này khái niệm, cho nên xem ra, cái kia kinh người uốn lượn biên độ, càng thêm thoải mái vui vẻ mục đích, chỉ cảm thấy tựa như là bảy cái nữ thiên thần hàng lâm. Bọn họ cao cao tại thượng, bộ dáng tuy nhiên khác nhau, đều là khuynh thành tuyệt sắc. Nói ngắn gọn, nàng bảy đại thức thần, quả thực giống như nàng yêu nhiêu. Cái này thức thần tên, gọi là thất tinh nguyệt thần, lấy bắt đầu thất tinh mỗi người mệnh danh. Mỗi một cái thất tinh nguyệt thần, đều cùng Hy Hoàng một dạng, tay cầm một thanh trường kiếm. Như thế, đối mặt Lý Thiên Mệnh mấy ngàn gào thét trường kiếm, nàng đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc. Trường kiếm trong tay của nàng, trung gian vì màu đỏ, hai thì ánh trăng tràn ngập, tinh thần hội tụ, đỉnh cấp trật tự thần văn, sóc nguyệt, thậm chí tại trên thân kiếm nổi lên. Khắp chung quanh, còn kèm theo bốn cái còn lại trật tự thần văn, mỗi một cái đều là tam giai mức độ. Sóc nguyệt phẩm giai, thuộc về tầng thứ tư, cho nên cái này một thanh, mộng nguyệt hồn nhận, cùng trật tự chi đỉnh một dạng, thuộc về cấp 4 trật tự thần binh. Chút thời gian trước, Hy Hoàng còn sử dụng giấc mộng này nguyệt hồn nhận, cùng tinh không sát thủ quyết đấu qua, còn thương tổn tới hắn. Nàng lựa chọn tiềm tàng bắt đi Khương Phi Linh, cũng không phải là nói nàng sợ Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ là muốn ổn thỏa, nhẹ lòng một ít. Mà bây giờ không thể không chiến, nàng tại chỗ bày ra tinh tướng thần cảnh cường đại. Cái kia nguy nga cao ngất thất tinh nguyệt thần, đứng lặng tại Viêm Hoàng Đại trên đất liền hư không, đưa tới vô số chúng sinh chú ý. Sự cường đại của nàng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Các vị nhìn thấy không, chính là nàng, điều động 100.000 thượng thần xuống tới, hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay nàng phía dưới đến đưa mạng, vậy chúng ta, liền để cho nàng nợ máu trả bằng máu. Đợi bao lâu, mới chờ tới bây giờ loại này, có thể chân chính chống lại nàng thời khắc. Lý Thiên Mệnh tâm lý lửa, sớm đã không che giấu được, ầm vang bạo phát. Bấp bênh nhân tộc chúng sinh, nằm gai nếm mật, mới các loại đến giờ khắc này, thân nhân các hảo hữu gặp nạn chi nộ, tại Hy Hoàng tự mình buông xuống một khắc này, càng là như núi lửa một dạng dâng trào. Rất nhiều người đều tự mình nhận qua, thượng thần mang tới tai nạn. Hiện tại, mới tính cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới tính có báo thù, phát tiết cơ hội. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đạt được, chưa từng có lớn mạnh chúng sinh lực lượng. Những cái kia chúng sinh tuyến gào thét mà đến, núi lở đất nứt giống như lực lượng,
để chung quanh hắn những cái kia thần niệm tiểu kiếm, chưa từng có lớn mạnh. Bọn họ gào thét lên đâm về Hy Hoàng cùng nàng thức thần. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không phân biệt được, đến cùng là mình tại khống chế những thứ này thần niệm tiểu kiếm, vẫn là ức vạn chúng sinh, cùng mình cùng một chỗ khống chế. Đinh đinh đinh, vạn kiếm gào thét. Không chỉ là thần niệm tiểu kiếm, Lý Thiên Mệnh tự thân giới tử bên trong, thiên tinh luân phía dưới chúng sinh lực lượng vòng xoáy, đều hoàn toàn bạo dạp. Hắn cầm trong tay Đông Hoàng kiếm, tại cái này thái cực phong hồ trên không, hội tụ thần niệm tiểu kiếm, cùng đồng dạng tức giận Hy Hoàng, giết nhau đến cùng một chỗ. Thứ vừa đối mặt, xuyên, Lý Thiên Mệnh một kiếm giết ra, bên người mấy ngàn thần niệm tiểu kiếm, như là dòng nước lũ, nổ bắn ra mà ra. Quá trình chiến đấu, bên ngoài còn có vô số thần niệm tiểu kiếm trở về, hội tụ tại kiếm này chi dòng nước lũ bên trong. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cùng Hy Hoàng đụng vào nhau. Hắn sát khí ngập trời, Hy Hoàng thì âm u như độc xà, hoàng uy lẫm liệt. Nàng thất tinh nguyệt thần, phân loại ở tại trước sau trái phải trên dưới, kết thành đại trận, cùng nàng cùng một chỗ cầm kiếm ngăn cản. Khi nàng múa kiếm thời khắc, thất tinh nguyệt thần thi triển đồng dạng kiếm chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Nàng mỉa mai cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự cho là nắm trong tay hết thảy khinh miệt. Kiếm của ngươi, mặc dù nhiều, nhưng đều là thức thần phân liệt, giết người bình thường có thể, cầm tới đối phó chẫm. Thức thần lực lượng tổng số, là cố định. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh có hơn vạn kiếm, có thể cái này hơn vạn kiếm thức thần chi lực tổng cộng, Lý nên kém xa nàng thất tinh nguyệt thần. Nàng chỉ dựa vào một cái thất tinh nguyệt thần, ngăn tại Lý Thiên Mệnh 5.000 kiếm trước đó. Cái kia như thần nữ một dạng thất tinh nguyệt thần, huy kiếm chặt chém, ánh trăng tràn ngập, kiếm ảnh trùng điệp, hình thành thuẫn bài. Trong lúc nhất thời, thần niệm tiểu kiếm, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đâm vào kiếm ảnh này phía trên. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, âm thanh chói tai vang lên. Cái kia một cái đem thần niệm tiểu kiếm, thì cùng là trật tự thần binh một dạng, một đường vọt tới trước, trực tiếp xuyên thủng kiếm ảnh, càng là tại chỗ đem Hy Hoàng một cái thất tinh nguyệt thần, rảo sát vỡ nát. Ầm ầm, ngàn dưới thân kiếm, một cái thất tinh nguyệt thần, tại chỗ nổ tung. Hy Hoàng nơi ngực, bên trong một cái điểm sao, tại chỗ dập tắt. Tuy nhiên địa hồn trở về, nhưng cũng không cải biến được, nàng một cái thức thần trọng thương, tối thiểu cần một tháng ngưng tụ cùng tĩnh dưỡng. Một khắc này, Hy Hoàng trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy nàng thức thần toái phiến, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng xám, mặt không còn chút máu. Cái này thần niệm tiểu kiếm uy lực, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng. Không có khả năng, tinh tướng thần cảnh tam tứ trọng thức thần, đều khó có khả năng có uy lực như thế. Nàng phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Nàng biết rõ Lý Thiên Mệnh bao nhiêu tuổi, mà lại Lý Thiên Mệnh cảnh giới, rõ ràng thì xa không đến tinh tướng thần cảnh. Càng quan trọng chính là, mỗi người thức thần chiến đấu lực, phân liệt càng nhiều, trên lý luận đan kiếm lực sát thương thì càng thấp. Có thể Lý Thiên Mệnh cái này mấy ngàn thần niệm tiểu kiếm, xem ra tiểu, uy lực lại cùng hắn trước kia đơn đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đều không khác mấy. Hy Hoàng căn bản không có, có thể liên tưởng đến cái này thần niệm tiểu kiếm uy lực nơi phát ra sức tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, một con kiến, có thể đem con voi cho dơ lên. Nàng sắc mặt lại biến hóa, đều không cải biến được, Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục, hoàn toàn có thể nghiền ép sự thật của nàng. Không có vì cái gì, hết thảy đều là bởi vì, ngươi không được. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, thu hồi thần niệm tiểu kiếm, càng nhiều thần niệm tiểu kiếm hội tụ ở bên cạnh hắn, đã đạt tới 7.000. Điều này nói rõ Hy Hoàng cái kia hơn 10.000 thượng thần. Đã bị chết không sai biệt lắm. Chết. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Loại thời điểm này còn đầu sắt xuống tới, lại không giết nàng, cơ hội thì chạy trốn. Ngàn năm một thuở a. Vừa mới một kiếm kia, đã tại chỗ đánh tan Hy Hoàng tất cả tự tin, để cho nàng lâm vào nguy cơ rất chí mạng bên trong. Có thể nhìn đến, nàng đã hoàn toàn tiến vào một loại khác trạng thái. Nàng vứt bỏ tất cả tự ngạo, tránh thức thành một cái chiến đấu giả. Nàng cầm thật chặt trong tay Mộng Nguyệt Hồn Nhận, một đôi tròng mắt chết khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Chết! Nàng hẳn là thi triển thức thần đạo kiếp. Trong lúc nhất thời, nàng còn lại 6 cái thức thần, tại chỗ bạo phát ra chướng mắt cường quang. Tựa như là 6 mặt trăng, sinh sinh ở Viêm Hoàng Đại trên đất liền hư không. Cùng lúc đó, cái kia thương thiên phía trên Nguyệt Chi thần cảnh, vậy mà quang mang lập lòe, hội tụ một đạo mãnh liệt ánh trăng,
trong nháy mắt buông xuống, rót vào 6 tháng này sáng lên. Rầm rầm rầm. Nàng thức thần chiến đấu lực, vậy mà cũng có trình độ nhất định tăng vọt. Cái này thức thần đạo kiếp, gọi là Nguyệt thần thiểm diệu. Nếu như nàng tại Nguyệt chi thần cảnh chiến đấu, nhất định càng mạnh. Tại cái này Nguyệt thần thiểm diệu phía dưới, cái kia 6 cái thất tinh Nguyệt thần vẫn còn, bọn họ xem ra càng giống là nữ thiên thần, cao thượng mà lạnh lùng. Chỉ là thiếu thiếu một cái, bọn chúng trận hình, giống như có một chút khuyết điểm. Ngươi, trốn không thoát chẫm lòng bàn tay. Đến giờ phút này, nàng còn băn khoăn, nàng cái thứ 8 kiếp vòng. Quả thực ma chướng. Nàng bản thể cùng thức thần cùng một chỗ, thi triển chiến quyết. Không ngoài dự liệu, cũng là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, đến từ Bát Nguyệt kiếm tôn tuyệt học. Bất quá, nàng thi triển, rõ ràng là bản đầy đủ, ngũ cảnh thần quyết, mức độ Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Khi nàng cùng thức thần cùng một chỗ múa kiếm thời điểm, 6 mặt trăng bên trong, kiếm khí bay tán loạn. Ngàn vạn trăng sáng sinh ra, vô số ánh trăng bao phủ Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Đêm này, sáng như ban ngày. Thi Hoàng tự mình hướng cái này hạt bụi thế giới, phô bày sự cường đại của nàng. Nhưng là, thì ngươi sẽ dùng a? Lý Thiên Mệnh cười to một tiếng, dung chuyển thiên hạ. Tại cái kia lập lòe ánh trăng bên trong, hắn phong mang xông ra. Đối mặt không chung cái kia đẹp như họa giống như Hy Hoàng, hắn hơn vạn thần niệm tiểu kiếm, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đồng dạng là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, Lý Thiên Mệnh có hơn vạn thần kiếm, đồng thời thi triển. Ong ong ong, cái kia vô số thần niệm tiểu kiếm, tại thiên địa, ánh trăng bên trong ngang dọc. Tiểu kiếm tuy nhiên tiểu, nhưng là uy lực tuyệt đối không nhỏ. Chết! Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Thi Hoàng chỉ là muốn đánh tan, bắt đi Lý Thiên Mệnh, nhưng là Lý Thiên Mệnh, muốn để cho nàng chết. Xuất thủ của hắn, hoàn toàn không có lưu tình. Không ai có thể chúa tể vận mệnh của ta, người Hy Hoàng, hoàn toàn không xứng. Chúng sinh chi lực, quả thực nổ tung. Lý Thiên Mệnh không thể không đem những lực lượng này, toàn bộ khuynh tả tại thần niệm tiểu kiếm bên trong, hướng về phía Hy Hoàng đâm xuyên mà đi. Hơn vạn mũi kiếm thét lên, đâm vào Hy Hoàng trên mặt trăng. Phốc phốc phốc, cái kia lập lòe ánh trăng, đang bị thần niệm tiểu kiếm đâm xuyên bên trong, ầm vang bạo phá. Nguyên một đám thất tinh nguyệt thần, tại chỗ vỡ nát. Thần niệm tiểu kiếm uy lực, vẫn là cường đến đáng sợ. Một kiếm này, không chỉ là xuất từ Lý Thiên Mệnh, càng xuất từ khối đại lục này phía trên mỗi người. Bọn họ đều nhìn ở trên bầu trời ánh trăng, tràn ngập phẫn uất, phát động một kích chí mạng này. Ầm ầm, bàng bạc nổ tung thanh âm, tràn ngập thiên địa. Phá! Thi Hoàng thức thần, tại cuộc tỉ thí này bên trong, tại chỗ nổ tung 4 cái. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 cái, hóa thành ảm đạm thất tinh nguyệt thần, thu hồi đến bên cạnh nàng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận nghiền ép, thảm bại. Tại cái kia kịch liệt dung chuyển phía dưới, Hy Hoàng cái kia ra thịt tuyết trắng phía trên, xuất hiện từng đạo kiếm ngân. Thức thần trọng thương, càng cắt giảm lực chiến đấu của nàng, để cho nàng trực tiếp trọng thương. Tối thiểu có 7 chuôi thần niệm tiểu kiếm, xuyên thủng thân thể của nàng, chỉ là không có làm bị thương muốn hại. Thời khắc này nàng, máu me đầm đìa, toàn thân trắng bệch. Một đầu tóc rối bời bay múa, váy phía trên toàn bộ đều là vết máu. Đây cơ hồ tính toán trọng thương sắp chết. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ, đi hình dung nàng hiện tại loại này sụp đổ ánh mắt. Nàng và ngay từ đầu 100.000 phía trên thần một dạng, hoàn toàn bị đánh sập, tâm tính nổ tung. Nàng căn bản ý giải không được, Lý Thiên Mệnh loại này đã vượt ra thế giới bình hành pháp tắc lực lượng. Nàng càng không biết, nàng không phải bại bởi Lý Thiên Mệnh. Mà chính là bại bởi, cái này một toàn bộ thế giới. Cho nên, nàng vô cùng vặn vẹo. Cái kia nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, lần thứ nhất sinh ra hoảng sợ. Một cái chấm trong mắt tượng gỗ, hiện tại, một bàn tay đều có thể đập chết chấm. Nàng cười thảm một tiếng, máu và nước mắt tuôn ra. Ngươi khoa trương, đây không tính là một bàn tay, ta dùng hết toàn lực. Nàng còn chưa có chết. Lý Thiên Mệnh mang theo vạn kiếm thần niệm, lại lần nữa hướng về nàng vây quanh mà đi. Chính mình phía dưới đi tìm cái chết, ngàn năm một thuở, há có tha thứ đạo lý. Ha ha, ha ha. Thi Hoàng bụng mặt, một bên rơi lệ một bên cười. Nói thật, nàng trời sinh vưu vật, coi như chật vật như thế, thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, xem ra ngược lại sở sở động lòng người, vẫn xinh đẹp, thậm chí làm cho lòng người sinh thương hại.
Ta không phục, cái này thua Mạc Danh kỳ diệu, ta không phục. Cho đến bây giờ, nàng đều không có để xuống kiêu ngạo của nàng, mà chính là đánh giá Lý Thiên Mệnh, nói. Ngươi nhất định là chấm người, thật nhất định sẽ đạt được ngươi, nhất định, nhất định. Câu nói này, nàng nói đến 10 phần dùng lực. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong bộc phát ra mãnh liệt ý muốn sở hữu, tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Làm nằm mơ ban giữa ngày đi ngươi. Lý Thiên Mệnh cuốn lên vạn kiếm thần niệm, không lưu tình chút nào, tinh chuẩn khóa chặt, vạn kiếm cùng bay. Hô hô hô, chung kết thời khắc, tiến đến. Hắn ánh mắt hừng hực, muốn cũng là Hy Hoàng mệnh. Ngay tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, Hy Hoàng bĩu môi cười một tiếng, híp mắt nói. Lý Thiên Mệnh, chấm thích ngươi, nếu như ta tuổi trẻ mấy trăm tuổi, chấm nhất định sẽ khăng khăng một mực yêu ngươi, cùng khác cô nương một dạng, vì ngươi phụng hiến hết thảy đều có thể. Bởi vì, ngươi thật là, đáng giá người. Lan, Lý Thiên Mệnh chỉ nói một chữ. Vạn kiếm bạo sát. Thế mà, tại cái này kiếm nhận phong bạo, sắp chìm ngập nàng thời điểm, Hy Hoàng bên người còn lại cái kia hai đại thất tinh nguyệt thần, đột nhiên bốc cháy lên, cấp tốc hóa thành cho tàn, dung hội tại Hy Hoàng trên thân. Hy Hoàng toàn thân bạo phát cường hóa, tại vạn kiếm sắp chìm ngập nàng trước đó, thân thể của nàng thì cùng trở thành quang mang giống như, xuyên qua vạn kiếm, xông lên mây xanh, phi tốc bỏ chạy. Còn có thể chạy. Hy Hoàng đây là thiêu đốt hai cái thức thần, hóa thành đào tẩu động lực. Này bằng với, bảy cái thức thần toàn diệt. Loại này thủ đoạn bảo mệnh, quả thật làm cho nàng trong lúc nhất thời, đạt được tốc độ khủng khiếp. Lý Thiên Mệnh tại chỗ thay đổi vạn kiếm thần niệm, bao quát mình tại bên trong, đuổi kịp mây xanh, điên cuồng đuổi theo. Hy Hoàng ngay từ đầu tốc độ rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, loại tốc độ này tại giảm dần, nói rõ nàng hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Siêu siêu. Trong tinh không, gào thét truy đuổi. Vạn kiếm ngút trời, truy đuổi một vệt ánh sáng ảnh. Vì đào mệnh, Hy Hoàng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Phốc phốc phốc. Có mấy lần thần niệm tiểu kiếm, đuổi kịp nàng, cắm vào quang ảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, lại có máu tươi rơi xuống. Còn có vô số thần kiếm, sắp chìm ngập. Bất quá, nữ nhân này ngay tại lúc này, cũng là lần đầu tiên vận khí bạo dạp. Ngay tại Lý Thiên Mệnh sắp chìm ngập nàng thời điểm, nàng quang ảnh trùng hợp thoát đi Viêm Hoàng Đại Lục phạm vi. Vượt qua cái phạm vi này, thần niệm tiểu kiếm tốc độ cùng uy lực bỗng nhiên giảm xuống. Lại hướng lên truy, thậm chí không có có sức mạnh trèo chống, bắt đầu chôn vùi. Điều này sẽ đưa đến, Hy Hoàng bỏ trốn mất dạng. Thì kém một bước, Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Có điều, bảy cái thức thần, toàn bộ hủy diệt, thân thể cũng bị ta bị thương. Ta coi như đuổi tới Nguyệt Chi Thần Cảnh đi, chỉ dựa vào ta lực lượng của mình, tăng thêm trật tự chi đỉnh, đoán chừng cũng có thể đánh bại nàng. Hiện tại Hy Hoàng, thực sự quá thảm. Nàng rất nhiều tư bản, đều đã tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách nào truy. Bởi vì, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, còn có 2-3 ngàn Nguyệt Thần Tộc, cần hắn đi tiêu diệt. Trước lúc này, trên đỉnh đầu có một cái đoạn tay rơi xuống. Lý Thiên Mệnh thân thủ tiếp được, tay kia chỉ thon dài mà xinh đẹp, hẳn là Hy Hoàng tay. Xem ra, sau cùng mấy cái kiếm đâm đi vào, đem tay của nàng, đều cho chặt xuống. Cái này mang ý nghĩa, Hy Hoàng chiến đấu lực càng kém. Dù sao, nàng một cái tay đều bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, khóa ổn định ở trên ngón tay. Bên trong một cái ngón tay, mang theo một cái như bạch ngọc tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, đây chính là Hy Hoàng tu di giới chỉ. Nàng vội vã đào mệnh, đương nhiên không dám trở về. Lý Thiên Mệnh tâm tình khẩn trương, vội vàng mở ra tu di giới chỉ tìm tòi. Trong này có rất nhiều bảo bối, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, trật tự thần binh, thậm chí còn có không ít thần đan. Còn có không ít Hy Hoàng đồ lót, chứng minh đây là nàng, vô cùng tư nhân tu di giới chỉ. Trọng yếu nhất là, Lý Thiên Mệnh trong này, phát hiện một sợi dây thừng. Hắn đem ra, phát hiện quả nhiên là dị độ chi thằng. Tiểu phong huyết, dị độ chi thằng, đủ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Vận khí quá tốt rồi. Một trận rảo sát, vậy mà tại thời khắc cuối cùng, đúng lúc đem bàn tay của nàng, cho chém đứt. Nàng liền tay đều không có, thức thần toàn diệt, tự thân trọng thương, chiến đấu lực sụt giảm, chỉ có thể tìm địa phương trốn đi liệu thương. Càng ngăn không được ta cùng Bồ Đề. Nàng Nguyệt Thần Tộc, đã đều sợ đến như chó mất chủ. Như vậy,
hiện tại là cứu Tiểu Phong thời cơ tốt nhất. Lý Thiên Mệnh tâm tình kích động. Dạ Lăng Phong sinh tử, là tâm bệnh của hắn. Từ khi hắn lần trước không có dựa theo ước định xuất hiện, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không có biện pháp. Lúc ấy họa vô đơn chí, Viêm Hoàng nhân tộc gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cứu người trước. Bây giờ Viêm Hoàng đại lục phòng thủ kiên cố, Dạ Lăng Phong sự tình, đồng dạng xuất hiện chuyển cơ. Thương thiên không phụ lòng người a. Lý Thiên Mệnh muốn giết Hy Hoàng, mục đích lớn nhất, cũng là muốn cầm đến dị độ chi thằng. Bây giờ, người không thể giết chết, dị độ chi thằng tới tay, tương đương với hoàn thành mục tiêu. Hắn đã đuổi không kịp chạy trối chết Hy Hoàng, liền tranh thủ thời gian trở về Viêm Hoàng đại lục, một bên để thần niệm tiểu kiếm, tiếp tục chặn giết còn lại Nguyệt thần tộc, một bên về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị mang lên huỳnh hỏa bọn họ, đi Nguyệt chi thần cảnh cứu Dạ Lăng Phong. Nguyệt thần tộc, các ngươi Hy Hoàng đã chết, còn không mau trốn. Lý Thiên Mệnh lấy chúng sinh miệng, nói ra đồng dạng một câu. Vừa rồi thương thiên phía trên chiến đấu động tĩnh, thật lớn như thế, sáu mặt trang bị thần niệm tiểu kiếm chìm ngập hình ảnh, rất nhiều Nguyệt thần tộc nhìn đến vô cùng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh một câu Hy Hoàng đã chết, càng dọa đến những người này, tâm lý sụp đổ. Bọn họ cuống quýt chạy lên. Lần này Lý Thiên Mệnh không có ngăn cản bọn họ, bởi vì những thứ này Nguyệt thần tộc, cơ bản không có động thủ đồ sát qua, bọn họ bị buộc xuống. Mà lại, Lý Thiên Mệnh muốn là giết bọn hắn, những người khác cũng không dám chạy. Nhất định phải nhanh chóng chống giống bọn họ. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh đã về tới Thái Cực Phong Hồ, cùng Khương Phi Linh bọn họ, nói dị độ chi thằng sự tình. Vận khí tốt như vậy. Nghe nói Hy Hoàng trọng thương, tay gãy, mọi người tâm tình buông lỏng rất nhiều. Ta đi trước Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhìn có hay không Tiểu Phong tung tích. Hắn quyết định lập tức xuất phát đi Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nhưng ở trước khi đi, nếu có thể cùng Dạ Lăng Phong đụng tới, cùng hắn nói một chút mình lập tức cứu viện, nhất định càng tốt hơn. Hắn ở bên kia, cũng có chuẩn bị tâm lý. Lý Thiên Mệnh cấp tốc mở ra thiên vị kết giới. Tiến Huyễn Thiên Chi Cảnh, đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp bên kia nhìn một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Huỳnh Hỏa bọn họ, đã toàn bộ về tới cộng sinh không gian bên trong. Huyễn Thiên Chi Cảnh bên trong, quang ảnh trùng điệp. Hoan nghênh Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong. Tại Huyễn Thiên Tinh Linh thanh âm bên trong, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp bên ngoài. Theo cùng Ngũ Nguyệt Sát Thần quyết đấu bắt đầu, liên tục chiến đấu đến bây giờ, kỳ thật thời gian trôi qua rất ngắn. Tử Diệu Tinh Thần Tháp trước, biển người biển người. Tử Diệu Tinh các đệ tử, nguyên một đám thoải mái đàm tiếu, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách, nói rõ cuộc sống của bọn hắn rất dễ chịu. Các ngươi mau nhìn, người kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, hắn thiên hồn không hoàn chỉnh sao? Không có khả năng a, thiên hồn cũng không phải thức thần, làm sao lại không hoàn chỉnh? Cái này là thế giới trong mộng a. Một đám bên trong, bỗng nhiên truyền đến vô cùng ầm ĩ thanh âm. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Nhường một chút, phiền phức tránh ra một chút. Hắn xông vào đám người, đẩy ra rất nhiều người, hướng biển người trung ương phóng đi. Người này sống hay chết a? Nghi hoặc, đờ đẫn thanh âm khắp nơi vang lên. Có người biết hắn sao? Là cái gì đại lục, cái gì tông môn đệ tử? Nếu như không có, ta liền đi thông báo trưởng bối. Lý Thiên Mệnh tim đập rộn lên. Hắn dã man xông về phía trước, chung quanh rất nhiều người giận, muốn kéo ở hắn, để hắn nói xin lỗi. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh căn bản không quản. Ai dám động đến hắn, trực tiếp một kiếm bổ chém tới. Lăn đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phá tan đám người, đạt tới một cái trống không khu vực. Đây là trong đám người, rất nhiều đệ tử vây quanh tại cái này, cũng không dám tới gần, bọn họ nghị luận người kia. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy được hắn. Một cái thiếu niên tóc đen, mờ mịt đứng ở trong đám người. Lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ trống, đó là một cái vòng xoáy. Càng đáng sợ chính là, đầu của hắn, cánh tay, còn có một cái chân. Một chút xíu hóa thành màu xám khói bụi, phiêu tán trong không khí. Lý Thiên Mệnh nhìn đến hắn thời điểm, đầu hắn đã thiếu khuyết 1/3, chỉ còn lại có một con mắt cùng hơn phân nửa miệng. Theo khói bụi phiêu tán, hắn cuối cùng nhất định sẽ biến mất. Theo lý thuyết, thiên hồn vĩnh viễn là một cái chỉnh thể, không có khả năng phát sinh biến hóa như thế. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn, trực tiếp hô một tiếng, xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lý Thiên Mệnh cảm giác trái tim đều tại run rẩy.
hiển hách. Dạ Lăng Phong đột nhiên kịch liệt hút không khí, đồng tử không ngừng phóng đại, ở ngực vòng xoáy gia tốc chuyển động. Ông! Cuối cùng, đồng tử dừng lại, khôi phục bình thường. Hắn liếc mắt liền thấy được, trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, hắn tựa như là tìm được cọng cỏ cứu mạng, trực tiếp duỗi ra cái kia ngay tại hóa thành cho tàn tay, bắt lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay. Thiên Mệnh ca, cứu ta, cứu ta. Thanh âm hắn như là xé rách, ánh mắt đỏ thẫm, trong mắt cất giấu sâu vô cùng hoảng sợ. Hắn đem tất cả lực lượng, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân, phát ra tuyệt vọng hò hét. Nhanh, nhanh, ta không chịu nổi, ta phải chết. Hắn tê tâm liệt phế nói. Tốt, chống đỡ huynh đệ, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh gấp đến độ lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Một câu không gặp không về, để Dạ Lăng Phong ánh mắt, rốt cục có một chút an bình. Hắn cười khổ một tiếng, ngay sau đó, thân thể của hắn đột nhiên tiêu tán. Sau cùng tản mất, là một con kia nắm Lý Thiên Mệnh tay cầm. Nhớ đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là rất dùng lực. Cái này, đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì a? Huyễn Thiên Chi Cảnh, cái gì thời điểm phát sinh loại tình huống này? Uy, cái kia tóc bạc, người kia là ai? Ngươi là ai? Hắn đến cùng thế nào a? Rất nhiều người xông tới, hỏi không ngừng. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Ánh mắt của hắn vội vàng mà mãnh liệt, tại chỗ rời đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, trở lại Viêm Hoàng Đại Lục. Tiểu Phong trạng thái như thế dị thường, nhất định là chịu đựng khó có thể chịu đựng sự tình, vừa vặn dị độ chi thẳng tới tay, không thể làm trễ nải. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, đi ra xem xét, Viêm Hoàng Đại Lục Nguyệt Thần Tộc, trên cơ bản trốn sạch sẽ. Ca ca, ta và ngươi cùng tiến lên đi. Hắn mới ra đến, Khương Phi Linh thì hết sức chăm chú mà nói. Ngươi tiến dị độ ký ức không gian, bên ngoài cần phải có người, giữ chặt dị độ chi thẳng, mới có thể để các ngươi đi ra. Chỉ là huỳnh hỏa bọn họ mấy cái còn chưa đủ, một khi không ai kéo lấy dây thừng, người cùng Tiểu Phong đều sẽ bị lạc ở bên trong, ta muốn giúp một số bận bịu. Khương Phi Linh nói, nhất định phải có một cái dây kéo người. Lý Thiên Mệnh là phi thường tín nhiệm nàng, mà lại nàng hiện tại cũng là tại, vĩnh sinh niết bàn, quan trọng trước mắt, hắn càng không muốn rời đi nàng. Đi. Sau đó, hắn để Miêu Miêu đi ra, ôm lấy Khương Phi Linh, cùng một chỗ cưỡi lên Miêu Miêu. Tiêu Tiêu, bên này gần lại ngươi, có chuyện gì, lập tức cho ta truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, bảo vệ tốt Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu dặn dò. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Miêu Miêu xông thẳng lên trời. Cầm tới dị độ chi thẳng, Lý Thiên Mệnh vốn còn tưởng rằng, có thể biết một chút lượn vòng không gian. Chỉ là, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, gặp được Dạ Lăng Phong. Hắn biết, một hơi thời gian, cũng không thể làm trễ nải. Nếu không, liền sẽ vĩnh viễn mất đi, cái này một cái khát vọng còn sống huynh đệ. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Thần Thiên Thành. Thời khắc này Nguyệt Thần Thiên Thành, lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn. Tinh không sát thủ, đại khai sát giới, nghênh ngang, không ai cản nổi. Ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, tối thiểu có hơn vạn Nguyệt Thần Hoàng tộc, chết ở trong tay của hắn. Hắn rất thông minh, Hy Hoàng có ở đó hay không cái này. Hắn thông qua giết người quan sát đối phương phản ứng, liền có thể đoán được. Làm hắn đạt được Hy Hoàng không có ở đây kết luận về sau, một cái liền thập đạo thiên đều không có Nguyệt Thần Thiên Thành, căn bản ngăn không được cái kia tinh không sát thủ. Hắn vô ảnh vô tung, chỗ đến, vô luận nam nữ lão ấu, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi, đều bị chết sạch. Hắn nhất định cùng ta Nguyệt Thần tộc có tử thù. Không phải tử thù, tuyệt đối sẽ không như thế hung tàn. Bệ hạ đâu? Làm sao còn không có xuất mã? Bệ hạ đâu? Vì cái gì đều như vậy, còn không hướng trật tự thiên tộc thỉnh cầu cứu viện a? Loại thời điểm này, thì không cần quan tâm đến thể diện a? Chúng ta Hy Hoàng, nàng đến cùng thế nào? Vô số khóc giống, kêu thảm, bao phủ toàn thành. Mấu chốt là, Nguyệt Thần Thiên Thành Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, còn phong bế lấy. Bọn họ toàn bộ đều là đợi làm thịt giết cừu non, một cái đều ra không được. Một cái nguyên bản gánh chịu lấy ưu nhã, phồn hoa, thịnh vượng nguyệt quang thần thành, bây giờ quả thực thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là thê thảm gọi tiếng. Tất cả mọi người chỉ có thể ẩn núp, bởi vì sát thủ kia, thậm chí đều không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hắn xuất quỷ nhập thần, gặp người thì giết. Phàm là một chỗ tiếng kêu thảm thiết lên, những người khác đến, đầy đất đều là thi thể. A, a, Nguyệt Thần tộc,
chính đang chịu đựng trăm ngàn năm qua ác mộng. Không chỉ là Nguyệt Thần Thiên Thành, còn lại Bát Nguyệt Thiên Thành, bọn hắn người Hạ Viêm Hoàng Đại Lục, kết quả tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, vô số nhà tộc bi thương. Bọn họ chỉ biết mình đau xót, lại sẽ không nhớ đến, là bọn họ trước đổ sát người khác. Trên thực tế, Nguyệt Thần tộc bên trong, vẫn có một ít người, có thể liên hệ với xa xôi trật tự chi địa, dù sao đây là trạm gác. Nói thí dụ như, Phong Nguyệt Thân Vương, Đế Sư, các phương thành chủ, kỳ thật đều có thể. Nhưng rất khéo chính là, bọn họ đều chết sạch. Thi Hoàng ưa thích độc trưởng thiên hạ, đem toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, toàn bộ nắm ở trong tay. Cho nên, nàng không cho phép hạch tâm ngoài vòng tròn những người khác, nắm giữ cùng trật tự chi địa câu thông thủ đoạn. Điều này sẽ đưa đến, không người có thể thay đổi cục diện bây giờ. Thảm liệt không khí, bao phủ toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh. Tất cả Nguyệt Thần tộc, đều đang đau khổ kêu rên, chờ đợi lấy bọn hắn Hy Hoàng xuất hiện. Thế nhưng là, bọn họ trụ cột, mai danh ẩn tích. Dạng này giết tiếp, mấy ngày sau, Nguyệt Thần Thiên Thành, sợ là sẽ không còn có người sống. Tại thời khắc như vậy, Lý Thiên Mệnh bay lên Nguyệt Thần Thiên Thành thành tường, nhìn lấy cái này một cái huyết tinh địa ngục. Miêu Miêu mang lấy bọn hắn, phóng tới Hy Hoàng Cung. Căn bản không ai quản bọn họ, Nguyệt Thần tộc đều đang chạy trối chết. Nhìn thấy không, Lý Thiên Mệnh nói. Giết đến thật tàn bạo. Khương Phi Linh dựa vào phía sau lưng của hắn, nỉ non mà nói. Ngươi không hiểu Bồ Đề Tâm, ta minh bạch, ta tiến 9 tầng địa ngục nhìn qua, cho nên ta biết hắn đến cỡ nào thống hận, mang cho bọn hắn thị tộc 200.000 năm cừu hận người, mặc kệ là Nguyệt Thần tộc vẫn là Viêm Hoàng, đối với hắn mà nói đều là cừu hận biển máu. Hắn cũng là một cái bị cừu hận nguyền rủa người, dù là một tháng thần tộc 3 tuổi tiểu nhi, cùng 200.000 năm phong cấm không có quan hệ, hắn đều muốn dùng diệt tộc, mới vì hắn tổ tiên, hoàn lại cái này 200.000 năm nợ máu. Có lúc, tối tăm không ánh mặt trời cả đời, hoàn toàn không có hy vọng, còn sống thì đã định trước chết đi, cái loại người này sinh, so bị tàn sát còn muốn thống khổ. Lý Thiên Mệnh nói, Bồ Đề thoạt nhìn là cái văn nhã người, hắn cả người giống như tinh khiết như bạch ngọc. Ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, thế nhưng là Lý Thiên Mệnh biết, túi ra phía dưới, người này nội bộ, là núi thây biển máu, là không có tận cùng cừu hận nguyền rủa. Dọc theo đường phía trên, mỗi một tháng thần tộc, đều tại lấy thảm nhất phương thức tử vong. Mỗi người trong mắt, đều mang sợ hãi thật sâu. Lý Thiên Mệnh nói những lời này, để Khương Phi Linh nhớ tới chính mình, lần thứ nhất gặp Tiểu U thời điểm, nàng ăn một tháng thần tộc trẻ sơ sinh. Cái kia gọi Bồ Đề nam nhân. Hắn phân rõ ràng thích cùng cừu hận. Hắn cùng Tiểu U xem ra đều rất tốt. Thế nhưng là, hắn cũng đem loại này nguyền rủa quán thâu đến Tiểu trên người cô gái, để nó mọc rễ nảy mầm, để trong mắt của nàng chỉ có máu, không có cỏ tươi. Có lúc gánh vác số mệnh, quả thật làm cho người run rẩy. Bọn họ 200.000 năm, thì khát vọng nhìn một chút phía ngoài thảo, đó là một cái bao nhiêu thế giới xinh đẹp, thế nhưng là một phương diện khác, cừu hận lại nuốt sống tâm. Cho nên, sau khi đi ra, Bồ Đề liếc một chút đều không có nhìn qua cỏ tươi. Hắn nằm tại Nguyệt Thần tộc trong máu giấc ngủ, thế nhưng là trong huyết mạch nguyền rủa, để hắn một khắc đều không được an bình, để hắn đứng lên giết hại. Cái này một tòa thành trì, đã máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh đều nói không rõ ràng, đến cùng là ai sai. Hắn chỉ muốn để Viêm Hoàng tộc người sống, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Thế nhưng là, tam tộc ở giữa, lẫn nhau bức bách. Một cái vòng xoáy, đem hết thảy đều xé rách đến vỡ nát. Cho tới bây giờ, hắn nhìn đến Nguyệt Thần tộc thê thảm như thế. Những hài tử kia, rõ ràng không có làm qua cái gì, còn muốn chạy trốn lấy mạng, chết thảm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mình đã nhìn không hiểu nhiều, cái thế giới này. Nhân thế chính là một trận hỗn độn, chỗ nào chỉ có thiện ác rõ ràng, chỗ nào chỉ có người tốt, người xấu. Hắn gặp qua hai mặt nhân cách cực đoan nhất cũng là Bồ Đề. Hắn tại Nguyệt Thần tộc trước mặt, là kinh khủng nhất ác, thế nhưng là ở trước mặt con gái, trong lòng của hắn cái kia bàng bạc thích, mặc cho ai nấy đều thấy được tới. Lý Thiên Mệnh không ngăn cản được cái gì, bởi vì hắn thời gian càng gấp gáp hơn. Hy Hoàng Cung, vẫn là không có một ai. Hắn cấp tốc đi vào Uyên Ương Hí Thủy Cung, mở ra huyết chỉ bình chướng kết giới, theo trong động quật, dọc theo tụ biến kết giới thông đạo. Một đường lấy lớn nhất tốc độ, hướng về phía dưới lao xuống. Hy Hoàng, nàng không tại. Nàng đi nơi nào? Bồ Đề ngay tại trắng trợn giết hại,
không có chút nào cấm kỵ, mà Hy Hoàng Liên thủ trưởng đều gãy mất. Nàng coi như còn có bản lĩnh, cũng hẳn là trước ngăn cản Bồ Đề. Cái này có lẽ, càng là cứu vãn Dạ Lăng Phong cơ hội tốt nhất. Một đường lao xuống, Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Tinh Nguyên Long trọng cảnh đẹp, hắn liếc một chút đều không có lại nhìn. Tại cái này bàng bạc vũ trụ nguyên lực trong vòng vây, hắn cảm nhận được thiên địa vũ trụ to lớn, cảm nhận được thế giới pháp tắc lực lượng kinh khủng. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh tim đập rộn lên. Rốt cục, hắn đạt tới Nguyệt Hạch. Dị độ ký ức không gian chi môn, một cái kia vòng xoáy, xuất hiện tại trước mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất ra dị độ chi thằng, quấn quanh ở phần eo của mình. Cái này sợi dây thường xem ra không dài. Nhưng là nghe nói, tại dị độ ký ức không gian cái này không có, khoảng cách, thế giới, nó có thể vô hạn kéo dài. Đây là một loại, Lý Thiên Mệnh nhìn không thấu đặc thù chất liệu. Khả năng đến từ, dị độ ký ức không gian bản thân. Hắn đem dị độ chi thằng cột chắc, cầm trong tay Dạ Lăng Phong huyết. Nhìn lại, Khương Phi Linh đã đem dị độ chi thằng một phía khác, cột vào eo thon của nàng phía trên, đánh một cái nút chết. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thời điểm, nàng mỉm cười, tận khả năng nhẹ nhõm nói. Ca ca, cứ như vậy, chúng ta thì thật là, một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Cái kia mẫu châu chấu nhưng muốn kéo căng một số, đừng đem công châu chấu cho mất đi. Lý Thiên Mệnh đi tới, cái kia dị độ ký ức không gian chi môn trước. Trừ phi mẫu châu chấu biến mất. Nàng cười nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười cười. Cho ta một giọt máu. Khương Phi Linh vươn tay. Lý Thiên Mệnh về tới trước mắt của nàng. Hắn cắn nát trên đầu lưỡi một giọt máu, đến môi của nàng bên trong, bỏ vào trong miệng của nàng. Một hôn thơm ngọt, lại có một ít mùi máu tươi. Ẩn nấp cho kỹ, khác nuốt mất. Lý Thiên Mệnh nói. Giọt máu này, là tránh cho Lý Thiên Mệnh cũng không về được, còn có cứu vãn cơ hội. Hắn động tác này, rất xấu, tuyệt đối không có những người khác làm qua. Tại như thế không khí khẩn trương bên trong, một lần trêu chọc, lại làm cho Khương Phi Linh thể xác tinh thần chấn động. Nàng ngậm lấy cái kia một giọt máu, ngay tại trên đầu lưỡi. Nàng có thể khống chế, để nó một mực lưu tại nơi này, không trượt vào đi. Đương nhiên sẽ không, máu của ngươi là ngọt, ta không nỡ đến nuốt đây. Nàng nhẹ nói. Đúng, khác nuốt huyết, lần sau nuốt điểm khác. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, cầm dị độ chi thằng, sau cùng nhìn nàng một cái. Hắn quay người lại, nghĩa vô phản cố, như là thiêu thân lao vào lửa một dạng, tiến vào để vô số người hoảng sợ dị độ ký ức không gian. Ông! Cái kia vòng xoáy, đem hắn triệt để chìm ngập. Phốc phốc phốc! Khương Phi Linh trên lưng quấn quanh lấy dây thừng, không ngừng nắm chặt, đem nàng cũng hướng bên trong kéo. Nàng phế đi tốt đại công phu, mới đứng vững thân thể. Thần thần bí bí, để cho ta nuốt điểm cái gì khác a? Nàng không có kịp phản ứng. Tuy nhiên không hiểu ra sao, nhưng cảm giác hắn hư hỏng như vậy cười, khẳng định không phải vật gì tốt. Tại cái kia về sau, nàng vươn tay, thật chặt trong tay dị độ chi thằng. Cái kia vòng xoáy sau thế giới, có vô số hung hiểm, chuyến này tối thiểu có 7 thành tỷ lệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vẫn sẽ hay không trở về đâu. Ai cũng cho không ra đáp án. Khương Phi Linh chỉ có thể nắm cái này một sợi dây thừng. Từ giờ trở đi, cái này sợi dây thừng, chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Tại ánh mắt của nàng, dừng lại tại cái này sợi dây thừng phía trên thời điểm, cộng sinh thú nhóm chính ở bên cạnh nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Đến cùng nuốt cái gì nha? Tiên Tiên lệch ra cái đầu hỏi. Nòng nọc nhỏ, tìm mẫu thân, cùng ngươi quan hệ. Huỳnh Hỏa tằng hắng một cái nói. Nòng nọc nhỏ, ăn ngon không? Tiên Tiên cũng muốn ăn. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Cái gì đều có thể ăn, nòng nọc không thể ăn, biết không? Mỗi ngày ăn thịt, ngươi đều thành heo mập a muội tử. Huỳnh Hỏa một cánh che ở gáy của nó phía trên. Nói là cái gì a? Bản mèo cũng muốn ăn một chút, gà đại ca ngươi có sao? Không muốn keo kiệt a? Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Đồ tốt chia một ít a, ta thì ăn một ngụm nhỏ. Lam Hoàng tiếp cận đến hỏi. Nó một ngụm nhỏ, đây chính là Miêu Miêu 10.000 miệng. Lăn, một đám trang bức. Huỳnh Hỏa cả giận nói. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ước định cẩn thận. Nếu như, hắn dựa theo một hơi một lần tần suất, liên tục kéo động dị độ chi thằng 10 lần, nàng bên này liền có thể dốc hết toàn lực, đem hắn từ bên trong lôi ra tới. Dị độ chi thằng phía trên,
truyền đến hết thảy còn lại dung chuyển, chỉ cần không phải quy luật 10 lần dây kéo, bọn họ bên ngoài một người bốn thú, cũng không thể loạn động. Một sợi dây thừng, hai đầu quấn lấy hai người. Một cái ở nhân gian, một cái tại dị giới. Chân nhân nhập dị độ ký ức không gian, cái kia chính là tương đương bị lưu đày, tương đương với một con đường chết. Thí dụ như Nguyệt Chi thần cảnh, đều lưu đày qua vô số tội phạm. Chưa bao giờ từng có người, còn sống trở về. Liền dị độ chi thằng có hữu hiệu hay không, bình thường người cũng không thể xác định. Giờ khắc này, hết thảy dường như biến đến tĩnh mịch. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên, đều vây ở cái này dị độ chi thằng bên cạnh, cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ lôi kéo dây thừng, nín hơi mà đối đãi. Khẩn trương thời khắc, mỗi một hơi thở thời gian, đều có một năm như vậy dài dằng dặc. Khương Phi Linh chờ đến có chút nóng, gương mặt đỏ bừng. Có lẽ là quá chuyên chú, làm đến nàng trạng thái có chút bất ổn, ánh mắt thỉnh thoảng lỗ trống, thỉnh thoảng biến ảo khôn lường. Muốn trở về, muốn trở về. Trong nội tâm nàng từng lần một mặc niệm lấy. Chỉ có dạng này, nàng mới càng có thể nặng ở nhân gian, mà không phải phiêu lên. Thời gian vô cùng chậm rãi trôi qua, bọn họ một người bốn thú, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này vòng xoáy. Đột nhiên, trên lối đi mới, vậy mà truyền đến thanh âm. Bọn họ một người bốn thú, lập tức nhìn sang. Chỉ thấy tại quang mang kia bao phủ bên trong, một người mặc xẻ tà lam váy cao gầy nữ tử, từ trên trời giáng xuống, một mặt lạnh lùng, túc sát, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lại là Hy Hoàng. Cái này khiến Khương Phi Linh mi đầu, nhíu lại. Nữ nhân này thương thế khôi phục không ít, có thể là phục dụng một số nhanh chóng chữa thương linh đan diệu dược, khí sắc tựa hồ tốt lên rất nhiều. Trong ánh mắt nàng, vậy mà bao hàm, một loại mưu kế được như ý đắc ý. Đắc ý sau khi, loại kia túc sát, dư tợn, triển lộ đến một mực không thể nghi ngờ. Con mắt của nàng, nhìn chòng chọc vào Khương Phi Linh. Làm nàng nhìn thấy Khương Phi Linh trong tay dị độ chi thằng thời điểm, cười lạnh một tiếng, như thế chói tai. Đúng vào lúc này, nàng giơ lên hai tay của nàng, cái kia thon dài ngón tay trắng nõn, rõ ràng lông tóc không thương. Tay của ngươi. Khương Phi Linh có chút tê cả da đầu. Tay của nàng, không phải để Lý Thiên Mệnh chém đứt sao? Cái kia đoạn tay đều bị ném ở Viêm Hoàng Đại Lục, lúc này mới không đến nửa canh giờ, sao có thể không có chút nào không tổn hao gì? Đó cũng không phải là chấm tay, mà chính là liên liên. Hy Hoàng âm lãnh cười, tới gần bọn họ. Sự thật chứng minh, tay nàng không gãy, mà lại thương thế có chỗ khôi phục. Đế sư tay. Cái này đã nói lên, là chính nàng, tự mình, cố ý, đem dị độ chi thẳng, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi liền đợi đến hắn đi vào. Ngươi đoán được ta lại ở chỗ này kéo hắn đi ra, chỉ cần ngươi giải quyết ta, khống chế ta, ngươi vẫn có thể khống chế hắn. Làm cho hắn tránh thức nghe lời ngươi, trợ giúp ngươi phá đệ bát kiếp. Khương Phi Linh một chút liền nghĩ minh bạch. Nàng chỉ có thể nói, nữ nhân này tại Viêm Hoàng Đại Lục, bị đánh thành như thế, còn có thể trong lúc chạy trốn, nghĩ đến loại này quỷ kế, thực sự quá độc ác. Trùng hợp như nàng sở liệu, Dạ Lăng Phong căn bản đợi không được, Lý Thiên Mệnh rất gấp. Lúc này thời điểm, Khương Phi Linh ở bên ngoài kéo dị độ chi thằng. Bàn tay nàng không gãy, chiến lực có chỗ khôi phục. Chỉ cần nàng khống chế lại Khương Phi Linh, liền có thể chuyển bại thành thắng. Vẫn là cái thông minh tiểu cô nương đâu, trách không được hắn thích ngươi. Hy Hoàng trong mắt, có không cách nào che giấu ghen tị và tàn khốc. Ngươi Nguyệt Thần Thiên Thành, đang bị giết hại, tộc nhân của ngươi thời khắc đều tại chết đi, ngươi đây đều mặc kệ, phản mà tới đây bên trong. Khương Phi Linh lắc đầu nói. Ngươi đều sẽ chết, nếu như chấm thành công, Nguyệt Thần tộc cuối cùng sẽ lớn mạnh. Con cháu của bọn họ hậu nhân cũng sẽ cảm kích chấm sẽ đem sát thủ kia lăng trì xử tử, lấy lễ tế anh linh của bọn họ. Hy Hoàng mỉm cười. Vì bản thân chi tư, ngươi hoàn toàn ma chướng, trong mắt ngươi chỉ có chính mình. Cho nên, ngươi liền Nguyệt Thần tộc tồn vong đều mặc kệ, ngươi chỉ muốn chính mình được ăn cả ngã về không. Khương Phi Linh nói. Thì tính sao đâu, chấm lại không thương bọn họ, dựa vào cái gì muốn vì bọn họ, từ bỏ chính mình đâu. Chấm lại không vĩ đại. Hy Hoàng vô tình cười lạnh nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nàng bảy đại thức thần, tạm thời đều là sụp đổ trạng thái, nhưng khi nàng nhấc lên, mộng nguyệt hồn nhận chỉ hướng Khương Phi Linh thời điểm. Tại nguyệt tinh nguyên lực lượng hội tụ phía dưới, nàng cái kia giữ tợn cười lạnh khuôn mặt, vẫn là có vẻ hơi đáng sợ. Cố ý ném ra dị độ chi thằng, để Lý Thiên Mệnh lầm cho là mình tay gãy,
Đoan Trác Lý thiên mệnh cứu người sốt ruột, tại hắn tiến dị độ ký ức không gian xấu hổ thời khắc, nàng đem hết thảy lật bàn hy vọng, đặt ở Khương Phi Linh trên thân. Sát đế sư, tay gãy dẫn địch, được ăn cả ngã về không. Nữ nhân này điên lên, thật đúng là không ai có thể chạy ra nàng tính kế. Lý Thiên Mệnh một đường cùng nàng gặp chiêu phá chiêu, liền chúng sinh chi lực đều đã vận dụng. Cho đến giờ phút này, tại lòng hắn cắt cứu người thời điểm, nàng còn có thể tế ra một chiêu sát cơ chí mạng. Đối một người tu luyện người tới nói, một cái tay, có hay không đoạn, chiến đấu lực sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Hiện tại Hy Hoàng, trên người kiếm thương, khẩn cấp xử lý qua. Coi như thức thần toàn diệt, lực chiến đấu của nàng mức độ, tối thiểu còn có đạp thiên thập nhị trọng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có ở đây, trật tự chi đỉnh cũng không có cách nào vận dụng. Cứ như vậy, chỉ dựa vào huỳnh hỏa bọn họ bốn cái thất diệu thiên cộng sinh thú, muốn ngăn cản Hy Hoàng rất khó. Càng chết là, bọn họ một người bốn thú, nhất định phải có người, giữ chặt đầu này dị độ chi thằng. Cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn chiến đấu lực. Một khi Hy Hoàng cầm cái này sợi dây thường viết văn chương, cái kia rất phiền phức. Dù sao, so với Hy Hoàng, bọn họ một người bốn thú, khẳng định càng sợ Lý Thiên Mệnh chết. Nguyên bản kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Hy Hoàng xuất hiện, trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt cảnh. Người giữ chặt đừng nhúc nhích, chúng ta tới đối phó nàng. Lý Thiên Mệnh không tại, huỳnh hỏa trực tiếp gánh vác lên trách nhiệm, cùng ba vị huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ, toàn bộ ngăn cản tại Hy Hoàng trước mắt. Ha ha, bốn cái dựa vào chấm vũ trụ thần nguyên, mới tiến hóa đến có chút bản lãnh đồ chơi nhỏ. Lý Thiên Mệnh sát đế sư thời điểm, cũng là thất diệu thiên thực lực, lúc ấy một người bốn thú bảy kiếm, tăng thêm trật tự chi đỉnh, liên hợp bồ đề, mới có thể cấp tốc giải quyết đế sư. Hiện tại Hy Hoàng, tối thiểu so đế sư mạnh hơn nhiều. Cảnh giới chênh lệch, 10 phần to lớn. Hy Hoàng đã xuất hiện, nàng muốn là thì là tốc chiến tốc thắng. Sau đó, nàng đột nhiên múa, nguyệt sáng lóng lánh, trong tay mộng nguyệt hồn nhận, chỉ giết hướng về phía Khương Phi Linh. Chấm nếu như chém đứt ngươi đôi tay này, ngươi còn có thể lại kéo ở, cái này sợi dây thường a. Nàng đắc ý cười lạnh, ngay cả như vậy, cũng che giấu không được trong nội tâm nàng không có tận cùng oán hận. Đủ rồi đi ngươi, nguyệt thần tộc nhiều như vậy tổn thương, liền là chính ngươi tham niệm tạo thành, bọn họ đều vì ngươi mà chết, đều là trách nhiệm của ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này nổi điên. Huỳnh hỏa rít lên một tiếng. Tại đối phương không có thức thần, mà còn có nhất định thương thế tình huống dưới. Bọn họ bốn cái phối hợp lại, trực tiếp bắt đầu thần thông oanh tạc. Tiên tiên càng là dùng khởi nguyên thế giới thụ, biên chế thành lít nha lít nhít lưới, đem Khương Phi Linh cùng dị độ chi thằng bảo hộ ở trong đó. Nó tại hậu phương lớn, chủ yếu để bảo vệ Khương Phi Linh làm chủ. Huỳnh hỏa, miêu miêu cùng Lam Hoang thì chủ công, cùng cái này tinh tướng thần cảnh cường giả cứng rắn. Thất diệu thiên cảnh giới, có thể dựa vào thần thông trấn áp Hy Hoàng, xác thực thật không thể tin. Huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, từng lần một càn quét, để Hy Hoàng không thể không thi triển kiếm chiêu, lấy trăng sáng đến ngăn trở cái này lít nha lít nhít tiến công. Ngay cả như vậy, hội tụ thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận lông vũ, lực xuyên thấu cực mạnh, vẫn là tại Hy Hoàng trên thân, lưu lại càng nhiều vết thương. Miêu miêu thì không có biến hóa là đế ma hỗn độn, nó ở bên mới nhanh như điện chớp, từng đạo hội tụ vạn giới lôi bạo thần thông, tiếp tục oanh tạc. Phong tỏa Hy Hoàng tiến lên đường. Cái kia mãnh liệt màu đen lôi đình càn quét đi qua, dù là Hy Hoàng dùng tinh luân nguyên lực hình thành hộ thuẫn ngăn cản, cơ hồ đều phải nổ tung. Lăn đi. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, trường kiếm trong tay gào thét. Cái kia ngũ cảnh thần quyết huy lực nguyệt dạ tiểu sát kiếm, ngăn không được chúng sinh chi lực, lại có thể tại trên địa bàn của nàng, hóa thành chướng mắt minh nguyệt kiếm ánh sáng, xé rách hết thảy thần thông, bổ về phía tiên tiên biên chế thành cây bóng. Làm. Thời khắc cuối cùng, Lam Hoàng dùng thiên trọng tinh hoàn cùng thân thể, trực tiếp chặn Hy Hoàng một kiếm này. Trong lúc nhất thời, nó ra chóc thịt bong, bị giết ra một đạo cự đại kiếm ngân, mới chặn cái này chí mạng một kiếm. Chấm đã đem xong hy vọng sống sót, đều đánh bạc đến lần này tới, thì cái này bốn cái cộng sinh thú thì muốn ngăn cản chấm. Nằm mơ. Nàng cuồng nhiệt cười to, trong tiếng cười, lại dẫn băng lãnh dữ tợn. Nữ nhân này. Rõ ràng đã triệt để điên rồi. Dạng này trạng thái dưới nàng, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn. Nàng căn bản cũng không quan tâm huỳnh hỏa bọn chúng thần thông, nàng chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, một đường bạo giết tới. Nàng không có thức thần,
nhưng cũng lộ ra càng thêm linh hoạt. Lấy nàng tinh tướng thần cảnh tốc độ, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên là đuổi không kịp. Chỉ có Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, có thể đuổi theo cước bộ của nàng. Cho chấm cút. Tại nàng gầm thét thời điểm, trong tay một kiếm diễn biến thiên biến vạn hóa, vô số kiếm khí phóng tới Tiên Tiên bảo vệ dưới Khương Phi Linh. Ngăn trở. Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh triển khai, lại vẫn không có thể ngăn ở toàn bộ ánh trăng kiếm khí. Phốc phốc phốc. Thời khắc sống còn, vẫn là Tiên Tiên dùng dày đặc thánh quang thuẫn bài, chặn những thứ này kiếm khí. Có thể cái kia đại lượng thánh quang đằng mạn, trực tiếp phá nát. Ha ha, ai cũng cứu không được ngươi. Nàng hận lên Khương Phi Linh. Bởi vì ghen ghét. Nàng thật ghen ghét. Thiếu nữ thời điểm, nàng cũng là như vậy tinh khiết, tuyệt sắc, thế nhưng là khi đó, nàng không thể đụng tới Lý Thiên Mệnh dạng này người. Nàng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, sau cùng mất mùa. Tại thế giới tình cảm, theo không có bất kỳ người nào có thể tặng lại nàng, càng nhiều, là khát vọng, ý muốn sở hữu. Nàng không lại tin tưởng nam nhân. Tại nàng tức sẽ đi về phía nhân sinh đường xuống dốc thời điểm, nàng mới đụng phải Lý Thiên Mệnh. Lần lượt giao phong, nàng đã tạo thành ma chướng, muốn có được cái này một cái, mấy trăm năm trước nàng ảo tưởng nghĩ tới loại kia, có thể xứng được với mình thiếu niên. Thế nhưng là thiếu niên này bên người, lại có như thế một cái hoàn mỹ cô nương. Nàng đã khống chế không nổi chính mình, muốn đi gặp hủy đi nàng. Vì cái gì, người có thể tại lúc tuổi còn trẻ, gặp phải người như hắn, ta không thể. Vì cái gì, người muốn cùng hắn cùng một chỗ, nhiều lần đánh bại ta, để ta tâm huyết nước chảy về biển đông, để cho ta không thể không thân thủ, đưa đi ta thích nhất người. Đời ta, liền muốn đánh bạc lần này, vì cái gì, các ngươi còn muốn để ta thua. Nàng phát ra như vậy tê tâm liệt phế thanh âm. Không lại tự xưng chấm, mà chính là về tới ta. Cái này mới là chân thực nàng. Trong ánh mắt của nàng, hoàn toàn đều là huyết sắc. Nàng không muốn thua, đặc biệt là đã mất đi đế sư về sau, chỉ có lại ra một cái bát nguyệt kiếm tôn, mới là đối với nàng tốt nhất bàn giao. Nàng tựa như là để mắt tới suốt đời hận nhất người như thế, nhìn chằm chằm cái kia nắm thật chặt trong tay dây thừng, tựa như là nắm chặt tính mạng của nàng thiếu nữ. Xoẹt! Nàng như chó điên vọt lên. Cái kia nhỏ bé thân thể, ẩn chứa kinh khủng lực đạo, lấy trong tay nàng kiếm, tứ lạng bạt thiên cân, quả thực là đem Lam Hoàng đâm bay ra ngoài. Lấy cảnh giới của nàng, một lòng chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, liền mệnh đều không để ý tới, đó là tương đương khó ngăn lại. Huỳnh Hỏa đuổi theo, dùng cánh tại bả vai nàng phía trên, giết ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, đều không có thể ngăn cản nàng. Đương đương đương. Nàng một kiếm, chém nát thánh quang đằng mạn, vọt tới Khương Phi Linh. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thân thể tiểu, mới có thể đuổi theo nàng, một mực cùng nàng kịch chiến. Dã thú, cũng là dã thú. Hy Hoàng cười khẩy. Nàng trên kiếm đạo tạo nghệ phi thường cao, 500 năm nghiên cứu, cũng không phải đùa giỡn. Cái kia trường kiếm trong tay biến hóa lên, cao Huỳnh Hỏa mấy cái đẳng cấp. Mộng Nguyệt Hồn nhận thiên biến vạn hóa, phối hợp bộ pháp huyền diệu, tại Tiên Tiên thân thể bên cạnh xuyên thẳng qua. Dù là khí huyết công tâm, kéo động thương thế, nàng vẫn là vô hạn tới gần Khương Phi Linh. Cô nương, người quá đẹp, ta muốn cho người biến đến xấu xí. Nàng cất tiếng cười to. Nàng trường kiếm cùng Huỳnh Hỏa lông vũ, lần lượt giao phong, đụng lên chướng mắt hỏa tinh. Miêu Miêu càn khôn điện mâu, có một cái đâm vào trên đùi của nàng, trong nháy mắt phun huyết. Huyết sắc lôi đình nước vọt khắp toàn thân, có thể nàng vẫn là không nhăn một lần mi đầu, cứ thế mà chặt Miêu Miêu lưỡng kiếm, xé toang một con đường. Nhấc kiếm thời khắc, Khương Phi Linh ngay tại trước mắt nàng. Buông tay, không dùng ngươi kéo hắn, để hắn cộng sinh thú rồi, ngươi quỳ ta. Hy Hoàng bá đạo nói. Khương Phi Linh lơ lửng tại hư không, hai tay nắm chặt cái kia dây thừng. Nàng ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng, lỗ trống ánh mắt, cùng Hy Hoàng ánh mắt đụng vào nhau. Nháy mắt kia, Hy Hoàng lui về sau một bước, đó là một loại bản năng sợ hãi. Buông tay, bằng không, ta chặt rơi người cái này một đôi đẹp mắt tay. Hy Hoàng nhìn thoáng qua ngón tay của nàng. Cái kia xác thực rất xinh đẹp, là Khương Phi Linh trên thân hoàn mỹ nhất một cái vị trí. Nhất là những cái kia móng tay, đều như thủy tinh đồng dạng lưu quang giật thải. Khương Phi Linh không nói gì, ánh mắt lại một chút cũng không thay đổi. Ha ha, đủ cứng a ngươi, không phải một cái bình hoa. Hy Hoàng lại lần nữa thoát khỏi, Lý Thiên Mệnh bốn cái cộng sinh thú truy sát, đối trên người huyết tinh thương thế,
hoàn toàn không một chút nhíu mày. Nàng lóe lên mà đến. Lần này, thật đang xuất hiện tại Khương Phi Linh bên người. Thân thủ một kiếm, liền muốn đi chặt Khương Phi Linh hai tay. Phốc phốc, Khương Phi Linh hai tay, lên tiếng mà đứt. Quá trình này, Hy Hoàng nhưng không nghe thấy một tiếng kêu đau. Cái kia đứt gãy tay cầm, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi, ngược lại hóa thành bột phấn bông tuyết. Bao quát Khương Phi Linh thân thể ở bên trong nháy mắt nổ tung. Chỉ còn lại có một thân quần áo, còn quấn quanh ở cái kia dị độ chi thẳng phía trên phiêu đãng. Không có nàng lôi kéo, cái kia dị độ chi thẳng lập tức hướng về vòng xoáy mà đi. Một khi toàn bộ đi vào, Lý Thiên Mệnh thì không bao giờ còn có thể trở về. Hy Hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là lần thứ hai. Lần trước muốn bắt nàng, cũng phát sinh loại tình huống này. Có còn là người không? Nàng đưa tay kéo cái kia dị độ chi thẳng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng không hy vọng Lý Thiên Mệnh biến mất. Ngươi đừng đụng. Đúng vào lúc này, một tiếng lạnh lùng giọng nữ, tại dị độ chi thẳng phía trên vang lên. Hy Hoàng bất ngờ nhìn đến, vây quanh dị độ chi thẳng, vô số bông tuyết hội tụ ở Khương Phi Linh lúc trước trong quần áo, đem chống đỡ. Theo hai tay bắt đầu, một cái hoàn chỉnh Khương Phi Linh, xuất hiện tại chỗ. Nàng thân thủ kéo lại dị độ chi thẳng, đem một mực cố định ở trên người, cả người không nhúc nhích tí nào. Về sau, nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Hy Hoàng, gần từng chữ một. Đây là mệnh của ta, không cho phép ngươi đụng. Đây hết thảy, không thể tưởng tượng. Hy Hoàng sẽ không biết, Khương Phi Linh bây giờ có như thế nào niềm tin. Nàng hiện tại là cứng rắn nhất người, trong lòng của nàng, có nổ tung một dạng ý chí lực. Đầu này dị độ chi thẳng, giờ phút này cũng là tính mạng của nàng, là tín niệm của nàng. Bởi vì, cái này sợi dây thừng một chỗ khác, quấn quanh lấy nàng muốn người bảo vệ. Thông qua cái này sợi dây thừng, nàng có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, tim của hắn đập. Nếu như mình biến mất, không lại trở về, hắn ở bên kia, sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn sao. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn giữ chặt cái này sợi dây thừng, đều muốn nói cho hắn biết, ta vẫn mạnh khỏe, chưa bao giờ từng biến mất. Bắt lấy cái này sợi dây thừng về sau, Khương Phi Linh lần thứ nhất cảm thấy, vĩnh sinh niết bàn, giống như không có đáng sợ như vậy. Trước kia, nàng chỉ có thể dựa vào thiên linh chi luyến. Thế nhưng là thiên linh chi luyến, nó quá nhỏ. Tại vỡ vụn thời điểm, tại tử vong vòng xoáy bao phủ đỉnh đầu thời điểm, Khương Phi Linh rất khó tìm đến nó. Nhưng bây giờ, cái này sợi dây thừng phía trên một chỗ khác, quấn quanh lấy nàng chí ái người. Nếu như nói vĩnh sinh niết bàn, là lần lượt chết đuối, cái này sợi dây thừng, chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Nàng rất dễ dàng thì có thể tìm tới nó, nàng lần lượt nhắc nhở chính mình, nhất định muốn giữ chặt nó. Đây là tại cứu chính ta, cũng là tại cứu hắn. Dựa vào nhau, lẫn nhau cứu rỗi. Hy Hoàng chỉ thấy, nàng yêu quý cái này sợi dây thừng như mạng, nhưng lại không biết, một sợi thừng hai đầu, dính dấp bọn họ lẫn nhau tư thủ cùng tín nhiệm. Lý Thiên Mệnh tín nhiệm nàng, mới đem hết thảy giao cho nàng. Nàng lại thế nào dám, cô phụ tín nhiệm của hắn đâu. Cho dù có người có thể trợ giúp chính mình, giữ chặt cái này sợi dây thừng, nhưng làm hắn đi ra, lại cũng không thấy mình, nhất định sẽ thống khổ. Nàng không muốn để cho hắn, thể có thể như vậy thất lạc cùng thống khổ, cho nên lần lượt để cho mình biến đến bền bỉ, thậm chí là đáng sợ. Cùng vận mệnh đấu, cùng Hy Hoàng đấu, cùng thiên địa vũ trụ đấu tranh, đi chống lại cái này chết vong niết bàn. Bắn nổ cái kia trong nháy mắt, trí nhớ đều nhanh đánh mất. Thiên địa đều tựa hồ thành bột phấn. Chỉ có cái kia một đầu, tùy thời đều có thể chạy đi dây thừng, tại tử vong thế giới bên trong như thế chướng mắt. Nàng cũng bởi vì cuống cuồng lấy, muốn kéo ở nó, lần này, nàng mới nhanh chóng như vậy, tại nó bên cạnh, một lần nữa niết bàn. Lại vượt qua một kiếp. Hy Hoàng không biết những thứ này, nàng sẽ chỉ thẹn quá hóa giận. Ta muốn thấy ngươi, lại nát một lần. Nàng vừa hướng kháng cộng sinh thú, một bên xuất kiếm. Thường xuyên sẽ có kiếm khí, tuôn hướng Khương Phi Linh bên này. Kỳ thật, đều không cần nàng tránh thức trúng đích, Khương Phi Linh đã tại loại kích thích này bên trong, đến thời khắc cuối cùng. Ầm ầm, lại một lần, nàng tại cái này nguyệt hạch bên trong, hóa thành đầy trời bông tuyết. Dị độ chi thăng, lần nữa bị dị độ ký ức không gian nuốt đi, càng lúc càng ngắn. Lam Hoàng vốn là muốn đi giữ chặt cái này dây thừng tới, kết quả để Huỳnh Hỏa ngăn trở. Đừng nhúc nhích, cho nàng một cái lo lắng.
Câu nói này, liền Lam Hoang đều nghe hiểu. Bọn họ bốn cái trong hốc mắt, đều có nước mắt lấp lóe, thậm chí, Tiên Tiên đã kêu khóc đã nửa ngày. Cô gái này, nàng dùng cái gì, tại truy đuổi nàng chỗ yêu người. Làm cái kia dị độ chi thằng dần dần rút ngắn thời điểm, nàng bị vĩnh sinh niết bàn phá nát thân thể, lấy khó có thể tưởng tượng ý chí lực, lấy tốc độ nhanh nhất, ngưng kết ở cùng nhau. Mỗi một lần ngưng kết, đều là theo ngón tay bắt đầu. Vô số bông tuyết hội tụ, tạo thành cánh tay, hợp thành thân thể, đến sau cùng mới là mặt của nàng, con mắt của nàng. Về đến về sau, nàng nhìn thấy cái này sợi dây thừng, còn ở lại chỗ này một bên, nàng thở dài một hơi. Thế giới của nàng bên trong, căn bản cũng không có hy hoàng. Chỉ có cái này sợi dây thừng, chỉ có vĩnh sinh niết bàn. Nàng dùng hết khí lực, đem cái này sợi dây thừng về kéo một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia vừa mới may mắn khuôn mặt, lại lần nữa hóa thành bột phấn. Thứ 83 lần. Thứ 84 lần. Thứ 85 lần. Nàng tựa như là sống ở trong mơ một dạng, bận rộn như vậy lấy. Lần lượt, bông tuyết tràn ngập. Lần lượt, theo ngón tay bắt đầu ngưng tụ. Mỗi một lần đều là thở mạnh. Nhìn đến chính mình, cuối cùng vẫn kéo lại cái này sợi dây thừng, nàng đều sẽ vui đến phát khóc. Đến sau cùng, nàng quên đi con số. Phải biết, trước kia mỗi một lần, đều là kinh hồn. Mỗi một cái 100 trở xuống con số, nàng đều nhớ tinh tường. Nhưng bây giờ, nàng trong đầu chỉ có cái này sợi dây thừng. Thế giới của nàng bên trong, hết thảy đều biến mất. Hy hoàng chửi rủa, công kích của nàng, thậm chí là giết hại, sẽ chỉ lần lượt kích thích Khương Phi Linh. Để cho nàng đang tức giận bên trong, lần nữa ngã vào vĩnh sinh niết bàn bên trong. Mỗi một lần cái kia không người nắm dị độ chi thằng, đều bị huỳnh hỏa bọn họ, kinh hồn bạt vía. Oa, ta thật là sợ, ta thật là sợ. Tiên Tiên nước mắt đều khóc sạch sẽ. Giờ phút này địch nhân của bọn nó, không còn là hy hoàng, mà chính là vĩnh sinh niết bàn. Có một lần, dị độ chi thằng cuối cùng, cơ hồ chui vào cái kia vòng xoáy. Hy hoàng đều gấp, muốn đi đoạt dây thừng. Kết quả tại thời khắc cuối cùng, chỉ là một cái tay xuất hiện. Cứ thế mà dựa vào lấy ma quỷ một dạng chấp niệm, đem cái này sợi dây thừng một lần nữa đẩy ra ngoài. Một khắc này, vô số bông tuyết cưỡng ép ngưng kết, tại còn không có thành hình thời điểm, liền bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi, thi triển khí lực. Cái kia tràng diện, quả thực khiến người ta động dung. Thẳng đến sau cùng, nàng nắm giữ thân thể. Nàng chính mình cũng không biết, đây đã là thứ 98 lần. Ca ca, kém một chút, thì kém một chút, ta liền đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng nắm thật chặt cái này sợi dây thừng, 10 ngón thật sâu khảm vào, thậm chí ngay cả móng tay, đều đâm vào cái này dị độ chi thẳng phía trên. Gương mặt của nàng đỏ bừng, trong hốc mắt tràn đầy nhiệt lệ, càng lộ ra sở sở động lòng người. Lần này, nàng thì kém một chút, triệt để bị tử vong vòng xoáy chìm ngập. Nàng tại cái kia trước quỷ môn quan bồi hồi thời điểm, nhớ tới dị độ chi thẳng, nhớ tới cái này sợi dây thừng. Nếu là chui vào dị độ ký ức không gian chi môn, như vậy Lý Thiên Mệnh, liền sẽ giống như nàng, vĩnh viễn tan biến. Nàng hướng nàng cam đoan qua, nhất định sẽ không buông ra. Tại tử vong trước một khắc này, nàng không biết mình từ đâu tới lực lượng cùng dũng khí, cái kia ma chướng một dạng chấp niệm, để cho nàng nổi điên một dạng thoát ly cái kia vòng xoáy, chỉ dùng một đôi tay, đi kéo lại cái này sợi dây thừng. Chúng ta là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, chúng ta lẫn nhau tương liên. Tuyệt đối không thể bớt ta, cũng không có thể thiếu ngươi. Đã mất đi người nào, một nửa khác đều sẽ rơi vào thâm uyên. Dị độ ký ức không gian, là một cái thâm uyên. Tử vong vòng xoáy, là một cái khác thâm uyên. Nàng ở chỗ này, kéo lại Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là, kỳ thật cũng là Lý Thiên Mệnh, tại dây thừng một phía khác, giữ nàng lại. Hy hoàng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, nàng cái này được ăn cả ngã về không sát chiêu, lại làm cho hai người kia. Vì còn sống lưu ở cái thế giới này, dùng sinh mệnh tại lẫn nhau lôi kéo. Nếu không, ai có thể trốn qua 100 lần vĩnh sinh niết bàn? Chỉ cần biết rằng, Hiên Viên Si một lần đều không vượt qua, liền biết cái này 98 lần, đến cùng đáng sợ tới trình độ nào. Lần thứ 99, tới. Đây là thứ hai đếm ngược lần. Nhưng là, Khương Phi Linh đã quên đi. Nàng chính tâm tâm niệm niệm lấy, hoan hỉ may mắn lấy, chính mình lại kéo lại Lý Thiên Mệnh. Lại không nghĩ, thì tại Tiếu Dung còn dừng lại ở trên mặt thời điểm, cái kia một trương đẹp như tiên nữ mặt, bỗng nhiên ở giữa liền hóa thành cho tàn.
mặt tiêu tán về sau, đủ để nhìn đến hồng nhan bạch cốt. Ngay sau đó, cả một cái người, tan thành mây khói, hóa thành so bông tuyết còn muốn nhỏ bé bụi. Có lẽ, đó chính là giới tử. Ha ha, còn biến ảo thuật sao? Ta đoán ngươi lần này chết chắc. Thôi, ta không trêu đùa ngươi, hắn cộng sinh thú, cũng có thể để hắn khuất phục. Hy hoàng đều nghĩ thông suốt rồi. Cần gì phải tốt nhất đâu. Có hiệu quả là được rồi. Đến mức cô gái này, nàng đã ghen ghét đến, muốn cho nàng nhanh điểm đi chết. Nàng sẽ không thừa nhận, nàng là sợ hãi. Tại huỳnh hỏa bọn họ ngừng thở, đều lâm vào mờ mịt, run rẩy bên trong thời khắc, chỉ có Hy hoàng đang cười. Ngươi đi chết đi, ngươi liền đợi đến, ta đùa bỡn nam nhân của ngươi, để hắn đi trên hoàng tuyền lộ tìm ngươi, để cho các ngươi đi làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Sẽ không có người cái được các ngươi. Viêm hoàng đại lục, nơi rách nát này, nó đem đến cho ta tai nạn, ta sớm muộn gấp 10 gấp trăm lần trả lại nó. Các ngươi, đáng chết, đáng chết. Nàng nói đây hết thảy, chỉ vì phát tiết. Kỳ thật, nàng đã sớm không có động thủ. Dù sao, Khương Phi Linh động tĩnh này quá lớn, đem nàng đều dọa cho phủ. Ở trong mắt nàng, Khương Phi Linh, tan thành mây khói. Đây chính là lần thứ 99 uy lực. Dị độ chi thằng, nhanh chóng tiến vào cái kia vòng xoáy màu xám bên trong. Ngay tại Hy hoàng thoải mái cười to thời điểm, bỗng nhiên một tiếng tức giận gào thét, tại cái này nguyệt hạch bên trong quanh quẩn. Ngươi cầm miệng cho ta. Không một người nói chuyện. Phát ra âm thanh, chính là cái này đầy trời bụi. Theo cái này gầm lên giận dữ, quang mang nổ tung, vô số bụi hội tụ thành bông tuyết, tại cái kia dị độ chi thẳng phía trên hội tụ. Một cái quang mang lập lòe nữ tử, như thiên thần một dạng sinh ra. Nàng một tay nắm bắt cái kia dị độ chi thẳng, cái kia nóng rực thiêu đốt lên hai mắt, để mắt tới Hy hoàng. Một đôi tuyệt mỹ khuôn mặt, lại ẩn chứa ngập trời chi nộ. Ông, vô số ánh sáng, tại phía sau của nàng, hội tụ thành một đôi to lớn kim cánh chim màu trắng. Đó là phóng đại, ngưng thực bản thiên chi dực. Cái này một đôi vũ dực phía trên, quang mang lưu chuyển. Mỗi một mảnh lông vũ phía trên, đều có một cái thiên thần giống như đồ án. Một đôi vũ dực, dường như ức vạn thiên thần hàng lâm, phụng dưỡng tại bên cạnh nàng. Cái gì? Hy hoàng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của nàng. Theo ngốc trệ cấp tốc chuyển thành hoảng sợ. Đây là huyết mạch, linh hồn các loại tất cả phương diện chân áp. Hy hoàng tự nhận tại trật tự chi địa, gặp qua không ít chánh thức đại nhân vật. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng toàn thân tâm đều đang run rẩy. Bởi vì nàng nhìn thấy, là một cái vượt qua nàng lý giải trình độ sinh mệnh. Nàng vĩnh hằng, cao thượng, nguy nga, đứng tại vũ trụ chi đỉnh, lạnh lùng xem kỹ lấy cái này khiêu khích nàng người. Ta ban cho ngươi tội chết. Giờ khắc này, cái kia một đôi vũ dực, đột nhiên chấn động. Ông, một trận sóng ánh sáng buông xuống. Ta sai rồi. Hy hoàng đồng tử phóng đại, hoảng sợ quỳ xuống, toàn thân run rẩy, thậm chí co rút. Có thể coi như thế, đều không ngăn trở, cái kia một trận sóng ánh sáng, từ trên người nàng bao phủ mà qua. Ong ong. Lần này, đến phiên Hy hoàng tại trong tiếng kêu thảm, bị nuốt hết thành bông tuyết. Trong nháy mắt tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa, nàng di ngôn gì đều không có bàn giao, cứ như vậy tại chỗ tử vong. Hết thảy mộng tưởng, khát vọng, tại điên cuồng về sau, tan thành mây khói. Hy hoàng, chết. Nàng liền chết, đều không hiểu, chính mình thua ở nơi nào. Cái này nguyệt hạch bên trong, chỉ có một cái kia lập lòe nữ thần, nàng tựa như là thiên thần chi chủ, một ánh mắt, cũng đủ để gọi người run rẩy. Huỳnh hỏa bọn họ, đều nhìn ngây người. Ngưu bức a. Huỳnh hỏa ra sức đâm một cái, hỏi thăm Lam Hoang, có thể hay không đau, có phải hay không đang nằm mơ. Đậu phộng. Lam Hoang trấn thiên hống gọi, kẹp lấy hai chân, chồm người lên quái khiếu. Miêu miêu hai chân siết chặt, vội vàng thoát đi huỳnh hỏa bên người. Ha ha, không có ý tứ, không cẩn thận, chọc lấy trái trứng. Huỳnh hỏa ngượng ngập nói. Bọn họ bốn cái, đều lấy may mắn ánh mắt, nhìn lấy Niết Bàn trở về Khương Phi Linh. Thế nhưng là, bọn họ đều quên, đây thật ra là lần thứ 99. Huỳnh hỏa. Khương Phi Linh chạy như bay tới, rơi vào trước mắt của nó, sau đó đem cái kia dị độ chi thằng, giao phó đến trên tay của nó. Thế nào? Huỳnh hỏa tâm lý một lộp bộp. Nói với hắn, để hắn chờ ta một đoạn thời gian ngắn, sẽ không quá lâu, ta nhất định sẽ trở về. Khương Phi Linh nhếch miệng,
thanh âm có chút nghẹn ngào. Có ý tứ gì? Còn có một lần cuối cùng, đó là lần thứ 100, đây mới thực sự là trọng sinh. Ngươi để hắn yên tâm, ta sẽ không thua, Khương Phi Linh chắc chắn nói. Cùng trước kia 99 lần, hình thức khác biệt. Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng. Sẽ như thế nào? Huỳnh Hỏa tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vù vù. Khương Phi Linh trên thân, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này, cùng Nhiên Linh, tương tự như vậy. Đây chính là, lần thứ 100 vĩnh sinh Niết Bàn. Kim sắc hỏa diễm, phút chốc đem chìm ngập. Bao quát cái kia ánh sáng hai cánh ở bên trong, tại đốt cháy bên trong, trở thành một cái kim sắc hỏa đoàn. Xì xì xì. Hỏa đoàn bay lên, rơi vào tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ phía trên, giống như cắm rễ trong đó. Huỳnh Hỏa bọn họ, trừng to mắt nhìn lấy. Làm ngọn lửa màu vàng óng kia tiêu tán thời điểm, một đóa trắng như tuyết lại băng lam nụ hoa, xuất hiện tại trong đó. Nó cắm rễ tại tiên tiên trên thân, hấp thụ chất dinh dưỡng, nụ hoa chớm nở. Ông trời của ta, Linh Nhi chạy theo vật biến thành thực vật. Cái này xong đời, nàng và Lý Thiên Mệnh có sinh đẻ cách ly, sinh không được em bé. Huỳnh Hỏa bưng bít lấy cái trán nói. Nguyệt Hạch bên trong, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng tiên tiên ba cái, bao vây ở Khương Phi Linh biến thành cái kia một đóa màu xanh trắng nụ hoa bên cạnh, duỗi cổ, nhìn chằm chằm hoa này nụ không rời mắt. Tiên tiên cái kia linh thể, còn đem lỗ tai nhỏ dán tại mùi thơm trên mặt cánh hoa, nó nghe trong chốc lát, liền hưng phấn mà ngạc nhiên nói, ta nghe được tiếng tim đập a. Muội tử, ý của ngươi là, hoa này bên trong cất giấu một người sống. Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, làm sao có thể là thực vật đâu, tiên tiên bĩu môi nói. Cái kia rất tốt, mình mẹ chờ lấy ôm cháu trai đâu, cũng không thể để Lý Thiên Mệnh cùng một đóa hoa làm cản rỡ. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Thối gà đại ca, tiên tiên chừng nó liếc một chút, sau đó vây quanh đóa hoa này bốn phía nhảy nhót, nói, nhưng mà, nàng giống như biến đến thật nhỏ một cái. Không biết về sau lúc đi ra, sẽ không lớn lên đâu. Thứ độ gì, vô cùng lớn lão thái bà, muốn biến thành con dâu nuôi từ nhỏ rồi. Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. Cái này tốt, để Linh Nhi kêu chúng ta thúc thúc. Bản mèo trực tiếp cao bối phận, Miêu Miêu lười biếng xoay xoay eo chi, cơ hồ đem chính mình cho kéo thành mì sợi. Bọn họ ngược lại là lạc quan, kiên định cho rằng Khương Phi Linh nhất định có thể vượt qua, cái này lần thứ 100 vĩnh sinh Niết Bàn. Lại nói, Linh Nhi vừa mới cái kia lần thứ 99 Niết Bàn lực lượng, thật sự là khủng bố, một chút liền đem Hy Hoàng cho hóa thành cho bụi. Huỳnh Hỏa nhớ tới cái kia hình ảnh, đều có chút nhìn mà than thở. Có lẽ cùng, chôn vùi, có quan hệ, không biết nàng về đến về sau, có thể hay không khôi phục nhanh chóng. Tiên tiên trên mặt, đến bây giờ còn có nồng đậm vẻ lo lắng. Hy Hoàng cũng coi như vận khí không tốt, lúc này đến trêu chọc Khương Phi Linh. Khương Phi Linh ở vào sinh tử kiếp nạn bên trong, tâm lý tràn đầy ý chí cầu sinh. Bởi vì cái gọi là, phá rồi lại lập, lần này trở về từ cõi chết, nàng nhất định có thể càng tốt hơn. Huỳnh Hỏa tằng hắng một cái nói. Hy Hoàng khoảng thời gian này, vì đạt được mục đích, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng còn muốn dùng Khương Phi Linh đến uy hiếp Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh dùng tánh mạng đến vì đó phá kiếp, lần lượt khinh người quá đáng, cuối cùng lại bị Khương Phi Linh chung kết. Chỉ có thể nói tính toán báo ứng. Nói thật, nếu là không có nàng ở chỗ này kích thích, Khương Phi Linh rất không có khả năng, tại dưới sự phẫn nộ, đi đến bây giờ một bước này. Cái này Nguyệt Hạch bên trong, chỉ còn lại có Hy Hoàng cho tàn. Tuy đẹp dung nhan, thành cho tàn, đều sẽ cho người trốn tránh. Phía ngoài Nguyệt thần tộc, tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ trụ cột đã chết thảm. Huỳnh Hỏa đã đem dị độ chi thằng, cột vào Lam Hoang cùng tiên tiên trên thân, bảo đảm vững chắc. Kể từ đó, đến đón lấy cũng chỉ các loại Lý Thiên Mệnh, mang theo Dạ Lăng Phong trở về. Bọn họ vây ở cùng nhau, đều muốn chú ý lực đặt ở dị độ ký ức không gian chi môn phía trên, mặc kệ là nhỏ mặt vẫn là mặt to, đều tràn đầy vẻ khẩn trương. Bọn họ cũng không có chú ý, Hy Hoàng sau khi chết, nàng cấp 4 trật tự thần binh, Mộng Nguyệt hồn nhận, còn ở lại chỗ này Nguyệt Hạch bên trong lơ lửng. Đúng vào lúc này, một cái như là bạch ngọc tay cầm cái này một thanh, Mộng Nguyệt hồn nhận. Hắn động tác này, mới sinh ra một số tiếng vang, để chuyên tâm mà khẩn trương Huỳnh Hỏa bọn họ, chú ý tới người tới tồn tại. Nhìn lại, một cái người áo bào trắng đứng tại cửa thông đạo, trong tay dẫn theo Hy Hoàng kiếm, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy bọn họ. Hắn chú ý điểm,
nhất là tại Khương Phi Linh hóa thành cái kia một nụ hoa phía trên. Người đến là, Bồ Đề. Nét mặt của hắn, giếng cổ không gợn sóng, hoàn toàn nhìn không ra, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Người trốn bao lâu rồi? Huỳnh Hỏa ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ thắm thiêu đốt ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng. Được một khoảng thời gian rồi, chính mắt thấy Hy Hoàng cái chết, các người rất lợi hại, trực tiếp giết ta lớn nhất cửu nhân. Bồ Đề nói, bây giờ Khương Phi Linh tương đương với ngủ say, Lý Thiên Mệnh còn tại dị độ ký ức không gian, Bồ Đề cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa, cũng có huyết hải thâm cửu, tăng thêm Hy Hoàng đã chết, không ai kiềm chế. Loại thời điểm này, một khi hắn động thủ, vậy sẽ đối Huỳnh Hỏa bọn họ, hình thành uy hiếp chí mạng. Hy Hoàng cũng không muốn để Lý Thiên Mệnh về không được, nhưng là Bồ Đề, chỉ sợ ước gì hắn không thể trở về đến. Huỳnh Hỏa bọn họ bốn cái, rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hy Hoàng A, là cái thá gì, luân lạc tới loại tình trạng này, đều do chính nàng muốn chết. Huỳnh Hỏa mặt không chút thay đổi nói, nó là thật sợ Bồ Đề động thủ. Đây là một cái tương đương phiền phức lại lúng túng thời khắc, vừa rồi Hy Hoàng đã tạo thành cự đại phiền toái. Huỳnh Hỏa bọn họ đều biết, linh tâm chú có thể khống chế Bồ Đề, nhưng bây giờ xuất hiện một cái phiền toái. Cái kia chính là, Linh Nhi đã biến thành một đóa hoa, ai còn làm cho linh tâm chú phát tác. Cái này trên cơ bản tương đương, Bồ Đề đã thoát ly trưởng khống. Nếu như nhất định muốn cá chết rách lưới, trừ phi chạy đi công bố Bồ Đề thân phận. Nếu như vậy, coi như Hy Hoàng không có, Nguyệt thần tộc vẫn sẽ có rất nhiều hơn thần, đi tìm một tỷ quỷ thần báo thù. Nhưng dạng này vạch mặt, Bồ Đề tối thiểu nhất, sẽ để cho Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn trầm luân dị độ ký ức không gian, tương đương với tử vong. Giờ khắc này, song phương đều không nói gì. Bồ Đề trong tay dẫn theo Mộng Nguyệt hồn nhận, nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ bốn cái, mà bọn hắn bốn cái, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bỗng nhiên, Bồ Đề nở nụ cười. Hắn nói, các ngươi không cần khẩn trương, Lý Thiên Mệnh cùng ta nói qua, hai chúng ta tộc có tương đồng địch nhân cùng giống nhau quẫn bách, bây giờ đại địch đã chết, còn lại một số tiểu lâu lâu, ta phải đi giết sạch. Ta lấy đi thanh kiếm này, đi Nguyệt thần tộc chế tạo khủng hoảng, các ngươi không ngại à? Nếu như Lý Thiên Mệnh tại chỗ, hắn khẳng định sẽ trước tiên đem chiến lợi phẩm lấy đi, nhưng Huỳnh Hỏa bọn họ tâm hệ Khương Phi Linh an nguy, trong lúc nhất thời không có quá chú ý. Thanh kiếm này, đã để hắn nắm bắt tới tay, còn nữa Lý Thiên Mệnh cũng không thiếu binh khí, cho nên Huỳnh Hỏa bọn họ, cũng không có biện pháp gì. Bồ Đề lúc này thời điểm, không bỏ đá xuống giếng, đã cảm ơn trời đất. Tùy theo ngươi, dù sao chuyện của chúng ta giải quyết, ngươi cùng Nguyệt thần tộc ân oán, chúng ta có thể không quản được. Huỳnh Hỏa nói ra, cái kia, có rảnh gặp lại. Bồ Đề sau khi nói xong, khẽ mỉm cười một cái, lách mình tiến vào thông đạo, vậy mà đi thẳng. Hắn vậy mà không có thừa cơ báo thù, đối với Huỳnh Hỏa bọn họ tới nói, quả thực có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới tên này, thật muốn cùng chúng ta hòa bình sống chung. Loại cơ hội này đều không lên, xem ra hắn thật sợ chúng ta. Miêu Miêu nói, không thích hợp, Huỳnh Hỏa nói. Có cái gì không thích hợp a gà đại ca? Lam Hoang hỏi. Ta chưa từng thấy hắn cười, ngay tại vừa mới, đã cười qua hai lần, cho nên trong lòng của hắn thật vô cùng hưng phấn. Chẳng lẽ cũng bởi vì Hy Hoàng chết tại Linh Nhi trong tay sao? Lại không chính là hắn giết, hắn cao hứng cái gì kình đâu? Huỳnh Hỏa lệch ra cái đầu nghĩ. Cũng đúng nha, nhất định là thiên đại hỷ sự, hắn loại này người, mới có thể cười. Miêu Miêu nói. Hy Hoàng vừa chết, hắn xác thực có thể đại khai sát giới. Nhưng loại sự tình này, giết nhiều đã chết lặng, cảm giác cùng cái kia hai cái nụ cười, không quá xứng đôi. Ta muốn là hắn, vừa mới thì đối với chúng ta động thủ. Tiên Tiên chu miệng nhỏ nói. Có lẽ, hắn sợ cùng Hy Hoàng một dạng, bị chết mạc danh kỳ diệu đi. Dù sao, hắn lại không biết, Linh Nhi hiện tại, cụ thể là tình huống như thế nào. Huỳnh Hỏa nói ra. Gia hỏa này nhịn rất giỏi a. Một đường ẩn núp ám sát, cùng Hy Hoàng hoàn toàn không là một loại phong cách, tại sao ta cảm giác, loại này người càng đáng sợ một số a. Lam Hoàng trợn mắt nói. Xác thực, bất quá, may mà hắn quá cẩn thận, muốn là cái làm càn làm bậy, chúng ta lúc này nhất định phiền phức. Hắn thật muốn động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép, đem Lý Thiên Mệnh kéo ra. Nhưng nói như vậy, tương đương với cắt đứt Lý Thiên Mệnh cứu viện, vạn nhất hắn chính ở lúc mấu chốt, vậy cũng rất chuyện xấu. Huỳnh Hỏa làm lão đại ca, hiện tại Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đều không tại, thời khắc đều mạo hiểm bên trong,
nó chỉ có thể một bộ thâm trầm dáng vẻ, tâm lý suy tư liên quan tới bồ đề sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh cùng thì bồ đề ước định qua, trước hợp lực đối phó Nguyệt Thần tộc cùng Hy Hoàng. Ngay lúc đó ăn ý, khẳng định là trước vặn ngã Hy Hoàng, lại đến phân lẫn nhau ân oán. Có thể tại phối hợp quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh đề cập qua, chỉ ít chính hắn, nguyện ý cùng bồ đề, quỷ thần tộc cùng tồn tại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh khẳng định rõ ràng, bồ đề là sẽ không thu tay lại. Không có quản thúc Hy Hoàng, hắn bóng mờ, đã bắt đầu tràn ngập. Hy Hoàng cung, huyết trì. Nơi này đã từng là Nguyệt Thần tộc cấm địa, mà bây giờ, bồ đề tùy ý ra vào. Hắn dẫn theo, Mộng Nguyệt hồn nhận, theo thông đạo bay qua mà ra, về sau một đường bay lượt, đến một gian không người cung điện. Phụ thân. Cửa phòng mở ra, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu cô nương, thanh tú động lòng người đứng ở bên trong. Nhìn đến phụ thân trở về, trong mắt nàng tràn đầy ngạc nhiên sắc thái. Tiểu U, nói cho ngươi một tin tức tốt. Bồ đề mặt mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, đem Tiểu U bế lên, giơ lên trong tay Mộng Vân hồn nhận, nói, ngươi nhìn, đây là cái gì? Chìa khóa tới tay sao? Tiểu U ánh mắt hoàn toàn phát sáng lên. Nàng duỗi ra một đôi tay nhỏ, run rẩy vuốt ve cái này một thanh kiếm, nàng cái kia ấu tiểu trong ánh mắt, cất giấu không có tận cùng hưng phấn, lại có một tia không cách nào che giấu. Dữ tợn. Rất may mắn, cái kia cho ngươi phía dưới nguyền rủa nữ hài, nàng bỗng nhiên nắm giữ giết chết Hy Hoàng lực lượng. Bồ đề hồi tưởng lại hắn chỗ đã thấy một màn kia, trong mắt vẫn có thật sâu kiêng kỵ. Nàng giống như cũng là Viêm Hoàng Đại Lục trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước trọng sinh thượng thần, là hiên viên đời sau, gọi là Hiên Viên Si, nhũ danh là Linh Nhi. Phụ thân, nàng so Lý Thiên Mệnh còn lợi hại hơn sao? Tiểu U bị nàng khống chế qua, nhắc lên người này, trong nội tâm nàng cũng bản năng hoảng sợ. Ta rất khó phán đoán, Lý Thiên Mệnh hiện tại tiến vào dị độ ký ức không gian, theo lý thuyết, đây là ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Đồ hắn cộng sinh thú, gãy mất dị độ chi thằng là có thể. Nhưng là, người nói Hiên Viên Si, nàng tuy nhiên biến thành một đóa hoa, có thể ta vẫn là kiêng kỵ nàng, ta sợ cùng, Nguyệt Thần Hy, một dạng, bị chết mạc danh kỳ diệu, hai người kia, đều là không thể tưởng tượng tồn tại, cùng bọn hắn đối nghịch, trước kia còn có thể, hiện ở đây, không có quá lớn tất yếu, một cái sơ sẩy, liền sẽ chôn vùi hết thảy, rơi vào cùng Nguyệt Thần Hy kết quả giống nhau. Bồ đề nhíu mày nói ra. Cái kia, phụ thân, chúng ta muốn thả vứt bỏ sao? Tiểu U bĩu môi, tâm lý tràn đầy đều là không cam tâm. Ai nói muốn thả vứt bỏ? Nếu như muốn thả vứt bỏ, ta lấy đi thanh kiếm này làm cái gì? Bồ đề giơ lên trong tay Mộng Nguyệt hồn nhận, trong ánh mắt bạo phát ra dữ tợn hận ý. Giờ khắc này, hắn toàn thân giới tử, dường như đều đang run rẩy. Trên người hắn mỗi một giọt máu, đều đang thét gào. Hai người bọn họ ma thần huyết mạch, chính là 20 vạn năm tổ tông, mỗi người một giọt tâm huyết hội tụ mà thành. Cái này một thân huyết, không có một giọt thuộc về mình. Không cùng bọn hắn đối nghịch, làm sao có thể hoàn thành mục tiêu đâu? Tiểu U một mặt mơ hồ hỏi. Tiểu U, trên thế giới này tất cả hành động, đều cần ngụy trang cùng thủ đoạn. Ngươi không dùng quan tâm tới trình, ngươi chỉ cần biết, các loại hết thảy sau khi thành công, chúng ta sẽ mang theo tân sinh 9 tầng địa ngục. Chui vào vô tự thế giới, từ đó lang thang, vĩnh viễn không trở lại. Như vậy, coi như hai người kia, có thông thiên thiên phú, bọn họ đều là không có khả năng truy đuổi chúng ta, vô tự thế giới, đây không phải là bọn hắn có thể tới địa phương. Bồ đề nói, nói cũng phải đây, mà lại, chuyện này, một khi phát sinh, thì coi như bọn họ có thể sống sót, bọn họ cũng không rảnh bận tâm chúng ta. Tiểu U tuổi nhỏ trong ánh mắt, bắt đầu sinh sôi lấy điên cuồng cùng cừu hận. Đây chính là bồ đề loại ở trên người nàng cừu hận hạt giống. Giờ khắc này phồn vinh mạnh mẽ nảy mầm, hóa thành biển máu, đem một cái ấu tiểu thân thể chìm ngập. Phụ thân, ta đã có chút đã đợi không kịp, ta nghe được mẫu thân cùng ca ca thanh âm, còn có thật nhiều thúc thúc bá bá, còn có những cái kia tiền bối, bọn họ đều đang thúc giục gấp rút ta, để cho chúng ta mau chóng, đi hoàn thành cả đời này vĩ đại nhất lớn nhất oanh liệt sứ mệnh. Những cái kia mang cho chúng ta 200.000 năm tai nạn người. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ thị tộc, đều muốn đích thân nợ máu trả bằng máu. Tiểu U một đôi thuần trắng đôi mắt, bây giờ tràn ngập lấy hàng trăm tơ máu, để một đôi mắt này, cơ hồ biến thành một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Há lại chỉ có từng đó là ngươi a? Bồ đề khóe miệng, xuất hiện lần thứ 3 nụ cười.
Thế nhưng là lần này, cười đến càng mở, lộ ra càng âm u, dữ tợn. Trên người của ta mỗi một giọt máu, đều tại nói cho ta biết, đến đón lấy ta muốn làm thế nào, mới có thể phát tiết chúng ta nhất tộc, 200 ngàn năm tối tăm không ánh mặt trời phẫn nộ. Hắn cắn hàm răng, nói ra mỗi một chữ, đều bị đầu lưỡi của hắn run lên. Nguyệt chi thần cảnh, viêm hoàng đại lục, đều là tội nghiệt. Không ai, là sạch sẽ. Kế thừa cái gì huyết mạch, thì phải thừa nhận thị tộc tội phạt, không có người, có thể thoát khỏi. Thù mới, là thệ tử, nhi tử, huynh đệ mối thù. Hận cũ, đã chất đống vô số thế hệ. Những thống khổ kia, tự sát, tuyệt vọng đám tiền bối, tại cái kia tĩnh mịch trong thế giới, mỗi một lần tê tâm liệt phế nộ hống, giờ phút này đều tràn vào trái tim của bọn hắn, theo máu tươi, cọ rửa toàn thân. Phụ thân, hiện đang chờ cái gì? Tiểu U hỏi. Chờ bọn hắn, Tòng Nguyệt Hạch ra ngoài, ta thì đi vào. Chứng kiến Hy Hoàng chết, dù là Lý Thiên Mệnh, chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn đều không muốn lại cùng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cứng đối cứng. Loại này người toàn thân đều là át chủ bài, cận chiến giết chóc, người nào biết mình, có thể hay không mạc danh kỳ diệu liền không có. Hắn vô cùng cẩn thận, chỉ muốn không có sơ hở nào. Ta cái gì không cần thiết, cùng bọn hắn có bất kỳ xung đột nào. Chỉ là, làm hết thảy không thể nghịch chuyển thời điểm, bọn họ lại phát hiện, đã chậm. Bồ Đề vuốt ve Tiểu U đầu, ôn nhu nói, Tiểu U, đã trải qua nhiều như vậy, ta mới hiểu được, đối với địch nhân tàn nhẫn nhất trả thù, cũng không phải là giết chết hắn, mà chính là để hắn thật tốt còn sống. Sau đó, cả đời đều không thể tha thứ chính mình, cả đời đều đang đau khổ dày vò bên trong, cả đời đều tại tê tâm liệt phế. Cái này, chính là ta muốn tặng cho Lý Thiên Mệnh. Lễ vật. T. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Hắn mờ mịt đứng trong hư không. Trước mắt là một cái điên đảo, hỗn loạn thế giới. Kỳ quái, không thể tưởng tượng, hoàn toàn cũng là mộng cảnh. Hết thảy đều không theo như thường lệ lý giải bài. Nói thí dụ như, một cái trên thân mấy vạn mét mao trùng, nhúc nhích mà đến, mọc ra mặt người, đối với Lý Thiên Mệnh vui cười. Sau đó, nó mở ra cái kia như là thâm uyên một dạng miệng, đem hắn nuốt vào một cái hắc ám thế giới. Hắn đương nhiên không chết. Hắc ám trong thế giới, lại xuất hiện một cái mấy vạn mét mao trùng, lại cười đùa đem hắn nuốt vào. Như thế lặp lại, không ngừng luân hồi, nuốt mấy chục lần. Mỗi một lần đều giống như ác mộng buông xuống. Ngươi cho rằng, ngươi thật thắng sao? Bên tai truyền đến vô cùng xa xưa thanh âm, giống như có chút quen thuộc. Nhưng, cụ thể là ai, Lý Thiên Mệnh quên đi. Rõ chưa, ngươi vẫn luôn đang nằm mơ, chỉ là không có người vạch trần ngươi. Lần này thanh âm tới gần. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, ở phía sau hắn, đứng đấy một cái bạch y nữ tử. Một số xé rách trí nhớ, xông lên đầu. Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ đến nàng. Nàng áo trắng tung bay, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mặt, duỗi da trắng như tuyết mềm mại hai tay, cả sửa lại một chút Lý Thiên Mệnh vạt áo. Nhưng, nàng một đôi tròng mắt lại khinh miệt, mang theo chế nhạo nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Rõ chưa, căn bản cũng không có thái cổ hỗn độn cự thú, không có Linh Nhi, cũng không có Lý Mộ Dương. Liền mẹ ngươi, cũng chỉ là phổ thông bệnh, càng không tiểu mệnh kiếp. Kim Vũ sau khi chết, ngươi nghe quá nhiều ta thăng chức rất nhanh cố sự, cho nên, trong lòng ngươi hỏng mất, ngươi điên rồi, tinh thần thác loạn, ngươi đắm chìm trong giấc mộng của ngươi, không thể tự kiềm chế, ngươi bịa đặt quá nhiều người cùng cố sự, ngươi cho rằng đều là thật, kỳ thật, đều là một trận, chỉ thuộc về chính ngươi huyễn mộng. Tại thế giới chân thật bên trong, ngươi chỉ là một cái kẻ ngu, ngươi cùng mẹ của ngươi, cùng một chỗ bị ném bỏ, Lý Viêm Phong liền là của ngươi cha, tất cả mọi người đang chê cười ngươi. Chỉ có ngươi chính mình, còn tại tự mình an ủi. Mộc Tình Tình vươn tay, nhẹ nhàng đập lấy mặt của hắn. Ngươi cho rằng, ta nói cho ngươi chân tướng, là muốn tỉnh lại ngươi sao? Không không, ngươi còn tiếp tục trầm luân đi, dù sao ngươi sẽ không tin tưởng, bởi vì trí tưởng tượng của ngươi, thật sự quá tốt rồi, ngươi thậm chí có thể đem ánh trăng cùng mặt trời, tưởng tượng thấy là có chúng thần ở lại thế giới, còn có cái gì, là ngươi ảo tưởng không nghĩ ra được đây này. Nàng khinh miệt. Ghét bỏ cười. Giả. Lý Thiên Mệnh lâm vào trong hỗn độn, não tử vô cùng đau đớn. Đang lúc hắn rối loạn, mê hoặc thời điểm, bụng truyền đến từng đợt co rúm. Hắn cúi đầu xem xét, một sợi dây thừng, cột vào ngang hông của mình. Cái này sợi dây thừng truyền đến sức mạnh rất lớn. Loại này lực lượng, chân thật như vậy. Linh Nhi.
trong đầu, hết thảy đều trở về. Hắn trải qua hết thảy, là bị điên mộng, vẫn là chân thực tồn tại, hắn dần dần rõ ràng. Trước mắt cái kia chế nhạo lấy Mộc Tình Tình, thân thể của nàng vặn vẹo biến lớn, lại biến thành một đầu mấy vạn mét lớn lên mao trùng. Nó vẫn có một khuôn mặt người, cái kia chính là Mộc Tình Tình mặt. Lăn đi! Lý Thiên Mệnh tránh thức cảm nhận được, dị độ ký ức không gian đáng sợ. Khắp nơi đều là chí mạng ác mộng, trước mắt hết thảy đều là mê huyễn, tất cả mọi người thiên mã hành không mộng cảnh, ở chỗ này va chạm, vô số thiên hồn tại trong lúc ngủ mơ ở cái thế giới này du tẩu, hết thảy đều giống như nói mê. Hắn nắm thật chặt, phần eo quấn quanh dây thừng. Cái này sợi dây thừng, truyền đến rất rung chuyển lớn. Có lúc rất gấp, có lúc lại bị buông ra. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ bên kia khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Đang lúc Lý Thiên Mệnh muốn kéo động 10 lần, để bọn hắn sớm kéo chính mình lúc trở về, dị độ chi thẳng phía trên, liền sẽ truyền đến cường mà có lực lượng, ngăn cản lấy chính mình. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, loại này lực lượng, đến từ Khương Phi Linh. Từ nơi sâu xa, thông qua cái này sợi dây thừng, ngăn cách tại hai thế giới hai người, lại cảm giác đối phương giống như, ngay tại bên cạnh mình. Vĩnh sinh niết bàn A. Lý Thiên Mệnh cầm thật chặt cái này sợi dây thừng. Hắn không ở bên kia. Thế nhưng là, Khương Phi Linh cần phải có thể cảm nhận được, tim của hắn. Có lẽ, đây là ta duy nhất có thể giúp một tay phương thức. Lưu tại bên người nàng nhìn lấy, chưa hẳn hữu dụng. Dùng dây thừng trở thành sự quyến luyến của nàng, khả năng mới trọng yếu. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy ra Dạ Lăng Phong huyết, một đường xé rách hắc ám đi lên phía trước. Hắn không biết, muốn thế nào thao tác, mới có thể đụng tới Dạ Lăng Phong. Hắn chỉ có thể cầm giọt máu này, ra sức tiến lên. Đây là một cái không có khoảng cách thế giới, mỗi đi một bước, thiên biến vạn hóa. Có lập lòe hồ điệp, có chín màu tinh thần, có quần vũ ong mật. Mỗi một cái, đều giống như là một cái huyễn thiên chi cảnh. Ong ong ong, trước mắt mộng cảnh, không ngừng biến hóa. Nếu như không có phần eo cái này sợi dây thừng, đoán chừng bất kể là ai, đi tới nơi này cái không có tận cùng thế giới, tâm lý đều chỉ sẽ có tuyệt vọng. Thật không biết Tiểu Phong, là như thế nào kiên trì nổi. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến không đến được lâu, hắn thì cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Hắn đều chẳng muốn đi xem chung quanh thế giới, mà chính là nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong huyết, buồn bực đầu một đường sông về phía trước. Cảnh vật chung quanh hóa thành vô số quang ảnh, phi tốc lướt qua. Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Hắn phát ra một tiếng kêu gọi. Một tiếng này kêu gọi, trực tiếp đem trước mắt cảnh không thực giống như thế giới, thổi bay ra ngoài. Ong ong ong, tiếng gió gào thét, tại cái này trong hư không lướt qua. Thanh âm của hắn, bắt đầu sinh ra hồi âm. Sau đó, hắn trọn vẹn nghe hơn ngàn lần, Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Tiến lên trước một bước, thảo nguyên trong nháy mắt biến thành mưa to thế giới. Mỗi một giọt nước mưa, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hóa thành loại cây, mọc rễ nảy mầm nở hoa, tươi hoa đua nở thời điểm, kết xuất một cái quả thực, lại là một đầu nai con. Nai con nhảy xuống tới, hóa thành Khương Phi Linh dáng vẻ, hướng về phía Lý Thiên Mệnh ngoắc nói, đến nha, ca ca, đến nha. Đó là vô số giọt mưa, tự nhiên ra đời ức vạn cái Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dị độ ký ức không gian thần diệu, thật là tuyệt. Lại có người, có thể tại thế giới như vậy, sáng tạo huyễn thiên chi cảnh, cái này huyễn thiên thần tộc, đến cùng khủng bố đến mức nào. Lý Thiên Mệnh đụng nát cái thế giới này, tựa như là đụng nát một chiếc gương. Vô số mặt kính toái phiến tản ra. Mỗi một cái mặt kính toái phiến bên trong, đều xuất hiện một cái chính hắn, nhưng đều là tóc đen, còn hướng về phía chính mình cười lạnh. Lan, Lý Thiên Mệnh thực sự đối đây hết thảy mộng cảnh, mười phần im lặng. May mà lúc này thời điểm, mặt kính vỡ vụn, trước mắt rốt cục xuất hiện một cái hư không. Hư không sạch sẽ rất nhiều, tầm mắt của hắn bên trong, chỉ xuất hiện một vật. Cái kia chính là, một cái to lớn, ngay tại vỗ cánh bảy màu hồ điệp. Cái kia hồ điệp chấn động vũ rực, bay ra vô số ánh sáng. Những điểm sáng kia đụng vào Lý Thiên Mệnh trên thân, giống như là đom đóm một dạng, đốt sáng lên thân thể của hắn, để hắn biến đến nhất là dễ thấy. Lý Thiên Mệnh nhớ đến cái này hồ điệp. Tại tiến tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh trước, của ta thiên hồn, giống như cũng là va vào nơi này. Nếu như tất cả huyễn thiên chi cảnh, cũng không phải là một cái bộ dáng lời nói, như vậy nơi này rất có thể, cũng là Dạ Lăng Phong chỗ ẩn thân.
nhất định là máu của hắn, đem ta mang đến nơi này. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trên người dị độ chi thằng. Nó còn cột chính mình, chứng minh mình còn có hy vọng. Hắn liền không nói hai lời, hướng về phía trước lao xuống mà đi. Giờ khắc này, giống như có khoảng cách, có tốc độ. Khoảng cách cái này huyễn thiên chi cảnh càng gần, thì càng phát hiện nơi đây to lớn. Cuối cùng, hắn rơi vào một mặt trên cánh. Ngăn cách cái kia lồng ánh sáng, hắn hướng bên trong nhìn qua, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái mê huyễn thiên hồn thế giới. Vô số đệ tử, tại rất nhiều nơi truyền thừa, tu luyện, hành tẩu, đàm tiếu. Cái này có thể xác định, đây chính là một cái huyễn thiên chi cảnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn không thể xác định, cái này thuộc về Tử Diệu Tinh. Việc cấp bách, muốn tìm tới Tử Diệu Tinh thần tháp. Nơi này có hơn 3.000 cái nơi truyền thừa, muốn thời gian ngắn tìm tới Tử Diệu Tinh thần tháp vị trí, quả thực rất khó khăn. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động. Ta có vạn kiếm thần niệm, thử một chút có thể hay không ở chỗ này thi triển. Nghĩ đến đây, hắn lập tức theo kiếp vòng bên trong, tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nơi này không phải Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đem bọn họ, làm hơn ngàn đem hai bên. Tuy nhiên mỗi một chiếc uy lực, kém xa tít tắp Viêm Hoàng Đại Lục trạng thái, có thể Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không cần chiến đấu. Hắn chỉ là đem thần niệm tiểu kiếm, xem như ánh mắt của hắn, đi tìm Tử Diệu Tinh thần tháp. Dạ Lăng Phong cần phải, sẽ tận lực lưu tại Tử Diệu Tinh thần tháp phụ cận. Ông! Vạn kiếm thần niệm bay ra ngoài. Hắn vạn kiếm thần niệm mặc dù nhiều, nhưng cái này huyễn thiên chi cảnh cũng thực sự quá lớn. Hắn thần niệm tiểu kiếm, chỉ có thể bao trùm 10% phạm vi. Cái phạm vi này bên trong, có chừng 300-400 cái nơi truyền thừa. Lý Thiên Mệnh từng lần một càn quét đi qua. Nơi này không phải. Tòa tháp này cũng không phải. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Nơi này. Hắn trong đó một thanh thần niệm tiểu kiếm. Thấy được phía dưới xuất hiện một hòn đảo. Cái kia hòn đảo 10 phần to lớn, phía trên trưng bày vô số cổ thần tượng. Lý Thiên Mệnh thậm chí thấy được, hắn khiêu chiến qua Hoàng Kim Viên Hầu. Huyền Chi Hữu Huyền Đảo, cổ thần tượng. Trong lòng của hắn vui vẻ. Cái này hoàn toàn nói rõ, nơi này chính là Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Huyền Chi Hữu Huyền Đảo đều tìm được, Tử Diệu Tinh thần tháp sẽ còn khó sao. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đi vào Huyền Chi Hữu Huyền Đảo phụ cận. Nhớ đến ngay từ đầu, Tiểu Phong cũng là tại cái này đi vào. Nơi này là hắn trải qua địa phương. Nhanh, nhanh. Rất rõ ràng, chung quanh đây không có Dạ Lăng Phong tung tích. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục chuyển di, truy quét đi qua. Ngay tại hắn thần niệm tiểu kiếm, mở rộng đến nhất định phạm vi thời điểm, hắn bất ngờ nhìn đến, tại một vị trí nào đó, tồn tại một đám đen nghịt không đầu cự nhân. Cái kia không đầu cự nhân, toàn thân màu tím đen, ở ngực có một cái con mắt thật to, ngay tại toàn thế giới tuần tra. Ánh mắt của bọn hắn to đến mở rộng, cho nên thị lực cần phải tương đương khủng bố, chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền thấy Lý Thiên Mệnh thần niệm tiểu kiếm. Tư tư, bọn họ phát ra thanh âm cổ quái, hết thảy trên trăm cái, đuổi theo thần niệm tiểu kiếm mà đến. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy này một đám, để người ra đầu tê dại quái vật. Đây chính là, dị ma. Bọn họ còn ở lại chỗ này tuần tra, mà lại phản ứng lớn như vậy, là không phải nói rõ, bọn họ có khả năng, còn không có bắt lấy Dạ Lăng Phong. Thử một lần, có lẽ chiến đấu động tĩnh, còn khả năng hấp dẫn Tiểu Phong chủ động hiện thân. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy dám chiến đấu, là bởi vì chỉ là thần niệm tiểu kiếm, sẽ không bại lộ vị trí của hắn. Hắn đây là tại viễn trình thao túng. Trong lúc nhất thời, ước chừng có 300 thần niệm tiểu kiếm, hướng về cái phương hướng này tụ đến. Phá! Cái kia thần niệm tiểu kiếm, siêu siêu đâm xuyên ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm, cũng là những cái kia dị ma ánh mắt. Đối phương tựa hồ không quá nhận biết loại này đối thủ, một mạch xông lên. Phốc phốc phốc! Rất nhiều thần niệm tiểu kiếm, trực tiếp đâm vào huyết nhục của bọn nó phía trên. Trong lúc nhất thời máu me khắp người. Điều này nói rõ bọn họ bản thân nắm giữ bình thường nhục thân, không phải là mộng cảnh trong kia chút kỳ quái đồ vật. Cái này dị độ ký ức không gian là một cái, cơ hồ không có vũ trụ nguyên lực thế giới. Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm tiến đến, đương nhiên so Dạ Lăng Phong lúc ấy mạnh hơn nhiều. Hắn những thứ này thần niệm tiểu kiếm, tối thiểu đem hơn 50 con dị ma, tại chỗ xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Tư tư, dị ma tiếp tục kêu thảm, gào thét, tựa hồ cũng đang hấp dẫn đồng bạn.
Lý Thiên Mệnh thì một bên nắm lấy bọn họ, một bên nhanh chóng tìm tòi Tử Diệu tinh thần tháp vị trí. Huyễn Thiên chi cảnh mặc dù lớn, nhưng lấy hiệu suất của hắn, cần phải rất nhanh liền có thể hoàn thành. Nhưng tại giây phút này, hắn bỗng nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy. Có người xuất hiện tại hắn bản thể sau. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ quay đầu. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, một cái khô gầy như que củi màu đen móng vuốt, đầu tiên từ bên trong đưa ra ngoài. Cái quỷ gì? Cái này xem xét cũng không phải là tay của người, hoàn toàn không có huyết nhục, quả thực cũng là một tầng lão chiếu làn da màu đen, bọc lấy quanh thân xương cốt. Ngay sau đó, nó một toàn bộ thân thể, đều theo trong vòng xoáy xông ra. Lý Thiên Mệnh híp mắt xem xét, tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện một cái da bọc xương quái vật hình người. Hắn hai mắt lõm, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt cực kỳ dọa người. Cánh tay của nó là theo phần lưng mọc ra, tựa như là chân nhện một dạng, hết thảy có 8 đầu, vừa dài vừa mịn. Thân cao mới hơn 2 mét, cánh tay đều có tiếp cận dài 3 mét. Tự nó xuất hiện một khắc này, đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Nó đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Làm nó biến đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lúc, càng giống là một cái hình người chân dài chi chu. Siêu. Cái này chân dài quái vật, tại gào rít thời điểm, đột nhiên biến mất tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh bàn tay phải nhói nhói. Hắn lật tay xem xét, chỉ thấy hắn bàn tay phía trên, vừa rồi quái vật kia chính nằm sấp ở chỗ này, đem 8 đầu bén nhọn cánh tay, đâm vào huyết nhục bên trong, ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất, thành một cái chi chu đồ án, khắc ở Lý Thiên Mệnh trên bàn tay. Tạm thời tới nói, hắn không có cảm giác dị dạng. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã trúng chiêu. Cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Ở cái này quỷ dị thế giới bên trong, ánh mắt thấy, cái kia đều chưa hẳn chân thực. Quái vật này đến cùng như thế nào đến bàn tay của mình phía trên, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, muốn đem quái vật này bước đi, có thể hoàn toàn không có hiệu quả. Xì xì xì. Cái này chi chu đồ án, còn đang phát ra âm thanh chói tai. Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền nghe được dị ma hồi âm. Rất rõ ràng, nó khóa chặt vị trí của ta, để dị ma tìm tới ta chân thân chỗ. Lý Thiên Mệnh mi đầu vừa nhăn lúc thức dậy, chung quanh liền có thủy triều một dạng tiếng kêu ré âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Lít nha lít nhít dị ma, nói ít đều có hàng ngàn con, xuất hiện ở xung quanh, lấy nóng nảy, ánh mắt tham lam nhìn lấy hắn. Ông! Sau một khắc, cái này hơn ngàn dị ma thì tranh nhau chen lấn, hướng về Lý Thiên Mệnh va chạm mà đến. Bọn họ dứt khoát hóa thành từng cái mắt nhỏ, bắn ra quỷ dị quang mang, chiếu xạ tại Lý Thiên Mệnh trên ánh mắt. Loại này quang mang rõ ràng là một loại linh hồn mê huyễn bản sự, có thể thông qua con mắt, lan truyền đến mệnh hồn, ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh tâm trí. Lúc này thời điểm, thần hồn tháp giống như phát huy công hiệu, để Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhận loại này tím sắc ánh mắt ảnh hưởng. Thật sự là nhiếp nhân tâm phách quái vật a. Lý Thiên Mệnh híp mắt, tâm lý băng lãnh. Hắn coi như chấn định, vội vàng thu hồi hơn ngàn thần niệm tiểu kiếm. Thiên kiếm hội tụ tại bên cạnh hắn, không đồng loại hình kỳ nguyên thần kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành lít nha lít nhít kiếm hải. Mỗi một loại thần niệm tiểu kiếm, đều đại biểu cho khác biệt uy lực. Ông, tại Lý Thiên Mệnh trưởng khống dưới, cái này hơn ngàn đem thức thần biến thành thần niệm tiểu kiếm, bạo bắn ra ngoài, hình thành mãnh liệt kiếm vũ. Bởi vì hắn tinh thần hoàn toàn không bị khống chế, trong lúc nhất thời dẫn đến đại lượng dị ma, toàn bộ bị thần niệm tiểu kiếm một kiện đâm bạo, nổ thành mưa máu. Tư tư, càng nhiều dị ma, kêu thảm, táo bạo. Tối thiểu có 700-800 dị ma, tại chỗ nổ nát vụn. Còn lại, tiếp tục hướng Lý Thiên Mệnh thân phía trên va chạm. Bọn họ đều muốn ký sinh tại Lý Thiên Mệnh trên thân, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh trong tay còn có Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm thi triển Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, quả thực kín không kẽ hở, khiến cái này dị ma, hoàn toàn không đến gần được chính mình. Có thần niệm tiểu kiếm, chém giết dị ma rất thuận tiện, nhưng phiền phức chính là hành tung bại lộ. Trên tay hắn cái kia nhân hình chi chu quái vật, còn đang không ngừng phát ra gào rít. Tại bại lộ Lý Thiên Mệnh vị trí. Làm Lý Thiên Mệnh chém giết hơn ngàn dị ma, còn không có buông lỏng một hơi thời điểm, thông qua trên trời bay tán loạn thần niệm tiểu kiếm, hoàn toàn có thể nhìn đến, bốn phía mê huyễn bên trong, xuất hiện đen nghịt mây đen. Mỗi một đám mây đen phía trên, đều là cuồng nhiệt, táo bạo dị ma.
phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu mấy vạn. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Cứ như vậy, đừng nghĩ cứu Tiểu Phong, chính ta đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. Tay cầm tựa hồ bị tiêu ký, muốn chạy đều có chút khó. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, mạnh mẽ dùng Đông Hoàng kiếm, tự mình đi đào lòng bàn tay huyết nhục, kiếm nhận chặt chém đi xuống, trực tiếp tinh chuẩn đem một khối ra, đều cho tước xuống dưới. Ngay cả bàn tay bạch cốt, trong lúc nhất thời đều lộ ra. Phốc phốc phốc, cái này một khối da thịt, để hắn Đông Hoàng kiếm rảo sát vỡ nát, cái kia nát bấy bọt máu, rất nhanh liền biến thành lúc trước cái kia chân dài quái vật tàn khuyết thi thể. Cái này chứng minh cử động lần này hữu hiệu. Tuy nhiên tay cầm đau đớn lợi hại, nhưng có thanh linh tháp tồn tại, huyết nhục ngay tại sinh sôi, tay cầm bắt đầu khôi phục. Mới đản sinh huyết nhục giới tử bên trong, sẽ có mới thần ý thiên ý tỏa chấn, bất quá, lại không thể tại cái này dị độ ký ức không gian, bổ sung tinh luân nguyên lực. Đem trên thân quái vật giải quyết, có thể cũng hơi trễ. Đã có rất nhiều dị ma, như là châu chấu một dạng, lít nha lít nhít phong tỏa hắn bốn phương tám hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đã xếp đầy con mắt màu tím. Những cái kia ánh mắt chồng chất cùng một chỗ, tham lam mà khát máu theo dõi hắn, sau đó trong cùng một lúc, mãnh liệt đập xuống tới. Tiếp cận 100.000 dị ma, giống như là thủy triều tuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Thảo! Tràng diện này, so 100.000 Nguyệt Thần tộc vây giết còn kinh khủng hơn. Nguyệt Thần tộc, cái kia tối thiểu vẫn là người A. Dạ Lăng Phong đoán chừng đều không đối phó qua, nhiều như vậy dị ma. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị vây quanh, ngoại trừ chiến đấu, căn bản không có lựa chọn. Hắn đem tất cả thần niệm tiểu kiếm, co vào đến bên cạnh mình, toàn bộ cùng một chỗ thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Trong lúc nhất thời, chung quanh hắn minh nguyệt kiếm khí bốc lên, một cái to lớn ánh trăng, đem thủ hộ chi bên trong. Cái này toàn bộ mặt trăng, hoàn toàn cũng từ rảo sát kiếm khí tạo thành. Cùng lúc đó, hắn Đông Hoàng kiếm, càng đem cường hóa, đế vực kiếm hoàng kết giới, căng ra. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, cái này đế vực kiếm hoàng kết giới, đồng dạng càng mạnh. Hắc kiếm khí màu vàng óng, hỗn hợp có thần niệm tiểu kiếm uy lực, gào thét bạo sát. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, vô số dị ma hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống, tử thương vô số. Ngay cả như vậy, vẫn là có đại lượng dị ma, xuyên thấu kiếm khí kết giới, tuôn hướng Lý Thiên Mệnh thân thể, muốn xé rách huyết nhục cho chui vào. Chỉ bất quá, Lý Thiên Mệnh toàn thân giới tử, đều có tử phủ tháp thủ hộ, tử phủ tháp sẽ không vì huyết nhục của hắn, cung cấp lực lượng chiến đấu lực, lại có đỉnh cấp phòng ngự lực. Những thứ này dị ma muốn chui vào, đều cần thời gian. Trên cơ bản, tại không thành công trước đó, liền bị Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm cho xé rách. Nhưng mấu chốt là, bọn chúng số lượng, thực sự nhiều lắm. Không chỉ là dị ma, trong đó còn lẫn vào vừa rồi cái loại người này hình chi chu quái vật. Bọn họ có thể lặng yên im ắng tiếp cận Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhõm ký sinh tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể, để hắn toàn thân trên dưới, cơ hồ bị chấn ních chi chu đồ án. Những con nhện này đồ án còn đang phát ra gào rít, hấp dẫn càng nhiều dị ma đến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, quả thực muốn mạng. Căn bản giết không sạch sẽ. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị dị ma chìm ngập, toàn thân đều bị ký sinh. May mắn, những thứ này dị ma, giống như không nhìn thấy dị độ chi thằng. Bằng không, dây thừng nếu là bị hủy đi, kia liền càng phiền phức. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, nếu như không phải thần hồn tháp, tử phủ tháp cùng thanh linh tháp ba tháp tỏa chấn, hắn đã sớm luân hãm. Dị ma quái vật này, một khi trên thân, mất khống chế, cơ bản đã định trước mất mạng. Hắn trả tại bạo sát, tối thiểu giết mấy ngàn, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu dị ma đã có vài chục vạn. Thân thể của hắn, sớm đã bị con nhện kia đồ án cho lấp kín. Này bằng với toàn thân trên dưới, đều là chi chu hình xăm, xem ra khiến người ta không rét mà run. Lý Thiên Mệnh muốn trừ hết những thứ này truy tung, dẫn địch chi chu hình xăm, tối thiểu đều muốn cạo toàn thân ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, người nào tại trưởng khống nơi này? Vẫn là nói, những thứ này dị ma, là cái này duy nhất nguyên thủy sinh vật, nơi này cũng không có trí tuệ sinh vật. Lý Thiên Mệnh não tử đều nhanh nổ. Phốc phốc phốc. Hắn lực lượng tiêu hao rất lớn, toàn thân rất nhanh không còn chút sức lực nào, liền đế vực kiếm hoàng kết giới đều hoàn toàn chống đỡ không nổi, bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài còn có vài chục vạn dị ma, sắp chìm ngập mà đến. Làm Lý Thiên Mệnh giết bọn họ quá nhiều đồng loại về sau, ánh mắt của bọn nó,
vậy mà nhiều ba phần cừu hận. Chứng minh bọn họ tuy nhiên không nói lời nào, nhưng rất có thể, có trí tuệ. Tư tư, đầy trời tiếng kêu ré âm bên trong, vô số nhãn cầu màu tím, giống như phía dưới mưa to một dạng hướng xuống nện. Bọn họ mỗi một cái đều có thể tinh chuẩn khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí, ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không hỗn loạn, từng đợt xông đi lên. Hoàn toàn không chịu nổi. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh có hai lựa chọn. Thứ nhất là nhìn dị độ chi thằng, có thể hay không đem chính mình kéo ra ngoài. Thứ hai, thì là dưới chân huyễn thiên chi cảnh. Tại sắp bị dị ma nuốt mất thời điểm, hắn để mắt tới dưới chân cái này huyễn thiên chi cảnh. Trên thực tế, cái này toàn bộ huyễn thiên chi cảnh ngoại tầng, đều là kết giới. Đây là cái này một loại vô cùng phức tạp, cao đoan kết giới, đem huyễn thiên chi cảnh cố định, bảo hộ tại cái này dị độ ký ức không gian. Như vậy, trộm thiên chi thủ, có thể hay không để cho ta, chân nhân giấu vào huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh, là hấp dẫn thiên hồn thế giới, chân nhân nếu là đi vào, sẽ phát sinh cái gì? Lý Thiên Mệnh không có thời gian suy nghĩ. Hắn dùng đế vực kiếm hoàng kết giới cùng thần niệm tiểu kiếm chống đỡ đồng thời, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng tay trái hắc ám tí móng vuốt, đi xé rách cái này huyễn thiên chi cảnh tầng ngoài kết giới. Hắn dùng tới phi thường to lớn lực đạo, xem như liều mạng. Bằng không, kết cục của hắn, rất có thể so Dạ Lăng Phong còn muốn thảm. Xoẹt! Quả nhiên, cái kia huyễn thiên chi cảnh tầng ngoài kết giới, để Lý Thiên Mệnh xé rách ra một cái vết thương. Xì xì xì! Lý Thiên Mệnh thấy được, để hắn dùng mình một màn. Cái kia chính là huyễn thiên chi cảnh, chảy máu. Dạng này một cái ánh sáng, lóe sáng bảy màu hồ điệp, nó bản chất là vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Nhưng là, làm Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ, tại xé rách nó tầng ngoài kết giới thời điểm, hắn vậy mà thấy được vết máu. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lại là hư huyễn mộng cảnh. Cái này giống như là, hắn dùng kiếm bổ ra một cái thạch đầu, kết quả thạch đầu đổ máu giống như, đồng dạng không thể tưởng tượng. Lại đến, cái này tầng ngoài kết giới vô cùng cẩn trọng, Lý Thiên Mệnh liền từng lần một xé rách, kéo ra khỏi từng cái vết máu. Trộm thiên nhất tộc, lại có dư nghiệt. Bỗng nhiên, cái kia ngay tại vỗ cánh trói lọi hồ điệp, mãnh liệt rung động. Một cái khiếp sợ không gì sánh nổi cự đại thanh âm, quả thực đinh tai nhức óc, tại toàn bộ huyễn thiên chi cảnh nội bộ ầm vang truyền đến. Nghe, cái này giống như là huyễn thiên chi cảnh bản thân thanh âm. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Hắn trộm thiên nhất tộc thân phận, bị nhận ra. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, một chuyện khác, để Lý Thiên Mệnh càng ngốc trệ. Cái kia chính là, cái này huyễn thiên chi cảnh sẽ đổ máu, biết nói chuyện, có vẻ giống như là một đầu cự thú. Tại hắn rối loạn thời khắc, lại là một thanh âm, theo cái này huyễn thiên chi cảnh vang lên. Đế nhất, ngươi còn không giúp ta, bắt hắn lại. Một câu rộng rãi thanh âm, nước vọt khắp cái này vô tận thế giới. Đế nhất, là ai? Đang lúc Lý Thiên Mệnh há mồm trợn mắt, tâm linh chấn động thời điểm, toàn bộ dị độ ký ức không gian, càng thêm mãnh liệt chấn động. Có khả năng nhìn đến địa phương, không gian đều đang vặn vẹo. Ong ong ong. Cái kia bảy màu hồ điệp chấn động cánh, chung quanh vô số dị ma, ầm vang tản ra. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Cái kia một cái khe, trực tiếp đem hư không vô tận, phân vỡ thành hai mảnh. Có thể thấy được cái này khe hở, đến cỡ nào to lớn. Nếu như cái thế giới này có, bầu trời, tồn tại, như vậy thì tương đương, trong tầm mắt trời, một phân thành hai. Cái kia cái khe nước to lớn bên trong, hiện ra vô số màu tím. Màu tím bao phủ toàn bộ hư không, trong nháy mắt đem chọn cái dị độ ký ức không gian, hoàn toàn nhuộm thành một cái thế giới màu tím. Ông! Vết nước tiếp tục mở rộng, màu tím tiếp tục tràn ngập. Đến cuối cùng, một cái to lớn trong mắt màu tím, thay thế trên đỉnh đầu hư không vô tận, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trong tầm mắt. Tuy nói nơi này là trong mộng thế giới, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Có thể cái này một con mắt, rõ ràng so Lý Thiên Mệnh dưới chân bảy màu hồ điệp, cũng còn phải lớn gấp trăm lần trở lên. Trộm thiên nhất tộc. Một tiếng càng cổ lão, tĩnh mịch thanh âm, trong bóng đêm vang lên. Thanh âm này, đến từ cái này một cái, gọi là, đế nhất, ánh mắt. Làm nó xuất hiện một khắc này, Lý Thiên Mệnh chung quanh những cái kia dị ma, cuồng nhiệt bay về phía nó, tràn vào một đôi mắt này bên trong. Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nhưng là
hắn lại bị cái này một cái tròng mắt màu tím theo dõi. Huyễn Thiên Chi cảnh, so Viêm Hoàng Đại Lục, Nguyệt Chi Thần cảnh còn lớn hơn, mà cái này một con mắt, so Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh, đại hơn trăm lần. Đây rốt cuộc là người nào? Tìm ngươi quá lâu, đưa mình tới cửa. Ha ha! Chỉ là câu nói này, thì chứng minh, cái này, đế nhất, đáng sợ. Có lẽ, nó cũng là Lý Mộ Dương muốn tránh né tồn tại một trong. Lý Thiên Mệnh trong lòng, long trời lỡ đất. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, hắn đến dị độ ký ức không gian, sẽ đụng tới loại tồn tại này. Là dưới chân hắn Huyễn Thiên Chi cảnh, đem cái này, đế nhất, cho kêu đi ra. Hắn tại cái này điện thạch hỏa quang bên trong, cả sửa lại một chút suy nghĩ. Huyễn Thiên Chi cảnh, đến từ Huyễn Thiên thần tộc, là hiện tại trật tự tinh không bá chủ, bọn họ thuộc về một cái thế lực. Mà cái này đế nhất, cái này trong mắt màu tím, nó cần phải sinh tồn ở cái này dị độ ký ức không gian, tương đương với nơi này vương, tựa như là một đầu mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, chỗ có dị ma đều thuộc về hắn, Huyễn Thiên thần tộc muốn ở chỗ này, sáng tạo Huyễn Thiên Chi cảnh, rõ ràng cần hợp tác với nó. Hắn vừa mới vốn định chạy đến Huyễn Thiên Chi cảnh, lại không nghĩ rằng, vậy mà dẫn xuất cái này hai đại phí dường như biết được suy nghĩ tồn tại. Tới, cái kia trong mắt màu tím, lại nói một chữ, liền có một cỗ lực lượng vô hình, tác dụng tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ong ong ong, hắn không có chút nào sức chống cự, bị cái kia lực vô hình, trưởng khống hết thảy, xông về cái kia trong mắt màu tím. Người đi vào nơi này, là đang tìm hắn a? Cái kia cổ lão. Oanh minh thanh âm, mang theo một chút trêu chọc, tại Lý Thiên Mệnh bên tai vang lên tới. Làm Lý Thiên Mệnh tới gần con mắt này thời điểm, nó tựa như là một mảnh tử sắc bầu trời, không có cuối cùng, mà lúc này, cái này bên trên bầu trời, rơi xuống một cái kén tằm. Cái này kén tằm bên trong, cất giấu một cái thiếu niên tóc đen. Hắn nhắm mắt lại, ngủ say trong đó. Ở trên người hắn còn quấn quanh lấy một đoàn vũ khí, đó phải là hồn ma. Tiểu Phong. Không sai, đây chính là Dạ Lăng Phong. Rất rõ ràng, hắn cũng bị cái này, đế nhất, bắt được. Các ngươi hai cái này đặc thù tồn tại, làm sao để cho ta cảm giác được, một loại âm mưu vị đạo. Đế nhất thanh âm, âm u mà quỷ quyệt. Đó là tiếp xúc không thể thành sinh mệnh, mỗi một chữ, đều đủ để gọi người linh hồn chấn chiến. Dạ Lăng Phong đã rơi vào trong tay hắn. Cái này cơ bản mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh hôm nay tới đây. Nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà lại, còn đem chính mình cho bồi tiến đến. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất tàn khốc. Dạ Lăng Phong ngủ mê không tỉnh, Lý Thiên Mệnh tại Huyễn Thiên Chi cảnh bên trong, nhìn đến hắn thiên hồn phiêu tán, có lẽ thì cùng đế nhất có quan hệ. Giờ này khắc này, tại loại này siêu việt hết thảy lực lượng trưởng khống dưới, đừng nói kéo động dị độ chi thẳng ra ngoài, liền thở một ngụm đều khó khăn. Cái này một con mắt. Tựa như là cái này dị độ thế giới đế vương, chúa tể nơi này hết thảy. Như vậy, đoàn tụ đi. Đế nhất trong mắt, hiện ra tử sắc mê vụ, hướng về Lý Thiên Mệnh cuốn lên tới. Rõ ràng là muốn đem hắn, cùng một chỗ kéo vào trong đó. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất, cảm nhận được loại này, không có chút nào lực phản kháng cảm giác. Trước kia đụng tới tất cả đối thủ, hắn đều có đối kháng, siêu việt cơ hội. Mà trước mắt con mắt này, hắn chúa tể hết thảy. Đây càng để Lý Thiên Mệnh minh bạch, thiên địa vũ trụ tầng thứ, cao hòa thấp, thật khác biệt to lớn. Nói như vậy lên, trong mộng cảnh huỳnh hỏa cặp mắt của bọn nó, nắm giữ ước vạn điểm sao, cái kia tuyệt đối sẽ không là giả. Hắn liền trật tự tinh không đều không leo đi lên, có thể nghĩ, tương lai lộ trình, muốn thực hiện cả nhà an bình nguyện vọng, có khó khăn dường nào. Cha, ta từng bước cẩn thận, nghe lời ngươi, cầm thái cổ tà ma chi nhãn. Thành thần, cũng là vì thoát khỏi trong miệng ngươi truy sát. Nhưng lúc này đây, ta là thật không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ đụng tới cường địch như thế, xin lỗi. Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh, đem hết thảy hy vọng, đều đặt ở trên người hắn. Nhưng, nhân sinh gặp trắc trở, có lúc cũng không phải là chú ý cẩn thận, liền có thể không đụng với. Nghĩ đến bọn họ vì cầu được sinh tồn, mười thế luân hồi, mới đi đến một bước này, liền biết có bao nhiêu gian khổ. Mênh mông thế giới, địch nhân căn bản không biết ở phương nào. Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất rõ ràng, chớ nhìn hắn thiên phú nghịch thiên, tiềm lực to lớn, một bước nếu là đi nhầm, đầy bàn đều thua. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chính mình dê nhập hang hổ, không có biện pháp nào. Hắn đã nghe được, đế nhất cái kia 10 phần thỏa mãn tiếng cười.
Ngay một khắc này, hắn thiên long giới bên trong, đột nhiên quang hoa lấp lóe. Ông, một cái hình tròn kết giới, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái kia trong kết giới, một nam một nữ, lờ mờ xuất hiện. Đừng nóng vội, chúng ta không có dễ đối phó như vậy. Đây là Vệ Tĩnh thanh âm. Bọn họ đã từng nói, nếu là Lý Thiên Mệnh thành thần, liền có thể dùng luân hồi kết giới tìm bọn hắn. Chỉ là, nhất triều không giải quyết Viêm Hoàng nhân tộc tai họa, Lý Thiên Mệnh thoát thân không ra. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, luân hồi trong kết giới, vậy mà hiện ra thân ảnh của bọn hắn. Thiên Mệnh, người đi rất khá, bây giờ tình huống có một ít biến hóa, người khác tới tìm chúng ta, tiếp tục con đường tu luyện của ngươi. Lần này phiền phức, chúng ta có thể giải quyết. Luân hồi trong kết giới, Lý Mộ Dương bóng người, xem ra đơn bạc, nhưng lại như thế vĩ ngạn. Làm Lý Thiên Mệnh nhìn đến bọn họ thời điểm, hắn một cả trái tim, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Cha, mẹ! Hắn hốc mắt đỏ bừng, hai chữ này, bao hàm tâm lý tất cả cảm tình. Khác tuyệt hảo, chúng ta khoái hoạt cực kỳ, tạm thời không muốn mang phía trên ngươi. Vệ Tĩnh ôm lấy Lý Mộ Dương cánh tay, ngọt ngào giống tiểu cô nương. Ta đi! Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh đều là mừng rỡ a. Như có cơ hội, chúng ta sẽ đi tìm ngươi, nhưng tốt nhất đừng gặp mặt. Lý Mộ Dương lấy nhu hòa ánh mắt nhìn hắn nói. Địa phương quỷ quái này, về sau khác lại đi vào a, nhớ kỹ. Vệ Tĩnh dặn dò. Biết, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng gật đầu. Hắn thì muốn nhìn nhiều bọn họ vài lần, cho nên một lần đều không bỏ được chớp mắt. Không biết sao thời gian quá ngắn. Làm hai người bọn họ nói cho tới khi nào xong thôi, cái này nhìn như nhỏ bé luân hồi kết giới, sinh ra kinh khủng biến hóa. Ầm ầm, luân hồi kết giới, trực tiếp nổ tung ra, sinh ra sóng gợn vô hình, chấn động tại cái kia tròng mắt màu tím phía trên. Cái gì? Đế Nhất Đao kêu một tiếng, nhãn cầu nổ tung, tử sắc máu tươi vẩy ra, như là mưa to một dạng rơi xuống. Rầm rầm rầm, kinh khủng vô hình nổ tung, tại toàn thế giới bao phủ. Chung quanh màu tím, bỗng nhiên biến mất. Cái này mang ý nghĩa, Đế Nhất nhắm mắt lại. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh trên thân đầy ánh sáng, cái kia trưởng khống lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất. Thậm chí, trước mắt Dạ Lăng Phong, trên người hắn cái kia tử sắc cự kén, đồng dạng biến mất. Đây là cơ hội duy nhất,